Đại hào môn, tiêu phàm, bản dịch chuẩn. chương 151, oan gia nên giải không nên kết. Tiêu phàm cười cười, nói, vậy được rồi, ta tin tưởng cơ tổng ánh mắt. Cơ khinh xa quả thật tiến lên, bồi tiếp tiêu phàm cùng một chỗ nhìn phòng, duỗi ra ngón tay dài nhọn, chỉ điểm lấy mô hình, phát đồng hồ mình tham khảo ý kiến. Trực tiếp đem hãn hải hào môn một làm nhân viên công tác như không có gì. Một màn này đem dễ nhận đỏ thấy giận xem líu lưỡi, thật lâu mới hồi phục tinh thần lại, hung hăng chừng mẫn phó tổng một chút. Mẫn phó tổng rụt cổ một cái, lại là khẩn trương lại là ủy khuất. Lão bản, ta cũng không biết bọn hắn chính là khách quý A. À. Vị này, tiêu một thiếu đúng không? Ngài tốt ngài tốt, dễ nhận đỏ đi ra phía trước, bồi cười nói. Tiêu phàm mỉm cười, chủ động đưa tay ôn hòa nhận đỏ nắm một chút, nói, dễ tổng, người tốt. Ngài tốt ngài tốt, tiêu một thiếu. Ai nha, Tiêu một thiếu đại giá quang lâm chúng ta cái này nho nhỏ tòa nhà thật sự là thật sự là bồng tất sinh huy a à. dễ nhận đỏ thụ sủng nhược kinh một bên liên tục xoay người một bên để mắt thần dư quang liếc nhìn cơ khinh xa hướng cơ khinh xa cầu viện cứ việc cho tới bây giờ dễ nhận đỏ còn không biết vị này tiêu một thiếu là thần thánh phương nào nhưng cơ khinh xa lời mới vừa nói hắn nhưng là nghe được rõ ràng có vẻ như cơ tổng đều có việc yêu cầu lấy tiêu một thiếu cái này thật là ngoan ngoãn không được. Cơ khinh xa tại kinh yến chi địa năng lực, dễ nhận đỏ không nói nhất thanh nhị sở, nhưng cũng biết cái đại khái. Tỷ như hắn bốn phía tuyên dương kia bảy cái chụp ảnh chung, tại hắn dễ nhận đỏ mà nói, liền là rất lớn tư bản, chẳng những là mềm thực lực thể hiện, cũng là hắn dễ nhận đỏ tại vòng bằng hữu tử bên trong mặt mũi. Ở trong đó chỉ ít có ba vị, liền là thông qua cơ khinh xa cùng một tuyến. Dễ nhận đỏ tận mắt thấy, kia ba vị người lãnh đạo quốc gia đều là cơ khinh xa chỗ ngồi khách quý cái này bên trong ở giữa tranh lệch đến cùng lớn bao nhiêu hết thảy dài đầu óc người đều có thể phân biệt được đi ra cơ khinh xa mỉm cười nói dễ đồng tiêu một thiếu hôm nay là đến xem nhà gọi ngươi người tất cả giải tán đi nên làm cái gì thì làm cái đó nhiều người như vậy vây quanh khó chịu a đúng đúng cơ tổng nói đúng cái kia ai tiểu mẫn lập tức gọi đoàn người đều tán vây quanh làm gì nhìn kính chiếu ảnh đâu nhanh tán nhanh tán dễ nhận đỏ qua thịt hồ hồ đại thủ luôn miệng phân phó nói mẫn phó tổng vội vàng chấp hành đại lão bản chỉ lệnh một ít nếu không chọn một bộ bên hồ phòng ở tầng lầu hơi thấp điểm có thể khoảng cách gần nhìn thấy phong cảnh cơ khinh xa rất chân thành tận lấy tham mưu vốn phân tốt vậy liền đi xem một chút phòng đi cái kia ai nhanh thanh xe của ta bắn tới lần này ngay cả tiểu mẫn đều bớt trực tiếp chính là cái kia ai xem ra từ nay về sau, mẫn phó tổng tại hãn hải hào môn liền muốn có một cái cũng không thế nào vang dội tên hiệu. Cái kia ai, nguyên bản mang hộ khách nhìn phòng, cư xá chuẩn bị xe điện, yên tĩnh, hoàn bảo. Bất quá dưới mắt tự nhiên ai cũng sẽ không nhắc lên việc này, cái kia ai cầm trong tay đại bôn chìa khóa, vội vã đi ra ngoài lái xe đi. Tiêu phàm khoát tay áo, nói, dễ đồng, đi qua đi, tiện đường nhìn xem cư xá bố cục. Audio điện tử võ tấn bền dù sao cũng không xa. A, à, tốt tốt, dễ nhận đỏ miệng bên trong liên thanh đáp ứng, ánh mắt kia thẳng hướng cơ khinh xa trên mặt liếc, tự nhiên là hy vọng từ cơ khinh xa nơi đó đạt được một điểm chỉ thị. Tổng như thế mơ mơ màng màng, dễ nhận đỏ sợ mình không cẩn thận liền đắc tội quý nhân. Dễ nhận đỏ nhìn qua có chút ngốc đại hắc thô, trên thực tế kia đầu óc xoay chuyển một điểm không chậm. Hắn muốn thật là một cái người ngu, tuyệt đối không thể có thể lấy được thành tựu của ngày hôm nay cùng địa vị. Tiêu một thiếu, đây là cơ khinh xa đối tiêu phàm xưng hô, đơn từ một điểm này liền có thể kết luận, tiêu phàm tuyệt đối không phải phổ thông con em nhà giàu. Toàn bộ thành phố thủ đô bên trong, còn thật không có một cái con em nhà giàu xứng đáng cơ khinh xa xưng hô như vậy. Trên cơ bản, dễ nhận đỏ có thể kết luận, tiêu phàm là địa vị không nhỏ lớn nha nội. Chỉ có chân chính thế gia hào môn đích hệ tử đệ, mới xứng với cơ khinh xa tôn xưng một tiếng một thiếu. Cơ khinh xa cười nhạt một tiếng, đối dễ nhận đỏ cầu viện không có nửa điểm phản ứng. Có một số việc, dễ nhận đỏ chỉ biết thế nào mà không biết tại sao, hay là không nên dính vào quá sâu tốt. Tiêu phàm loại người này, tuyệt không phải ai cũng có thể cùng hắn kết giao bằng hữu Cùng cái kia ai mở xe Mercedes hấp tấp tới, lại phát hiện tiêu phàm đám người đã đi bộ cũng như đi xe, đi về phía trước. Mẫn phó tổng không trần chờ do dự, lập tức lại đi chậm chậm đi theo hôm nay không cẩn thận đắc tội ngay cả dễ nhận đỏ đều muốn gấp vạn phần khách quý vô luận như thế nào đều phải nghĩ biện pháp đền bù một chút không phải chính mình phiền phức thật rất lớn kỳ thật mẫn phó tổng đây là điển hình suy bụng ta ra bụng người hắn là loại kia bụng dạ hẹp hòi họ cách liền cho rằng trong thiên hạ tất cả mọi người là bình thường kỳ thật giống hắn dạng này để người ta tiêu một ít cầm con mắt nào nhìn hắn đâu giao dịch bất động sản bộ người phụ trách mang tiêu phàm đi nhìn chính là một bộ bìa cứng bản mẫu phòng ngay tại hồ bên cạnh, hơn 30 tầng thang máy tòa nhà. Bia cứng phòng tại lầu 16, bình thường đến nói, chọn mua thang máy phòng, đều thích lầu 10 tầng trở lên. Tầm mắt khoáng đạt, không khí nhẹ nhàng khoan khoái, nhưng cơ khinh xa cho tiêu phàm đề nghị là tuyển thấp tầng lầu. Ảo diệu trong đó, tự nhiên chỉ có nàng cùng tiêu phàm tâm lý nắm chắc. Quá cao tầng lầu, vạn nhất gặp phải tình huống khẩn cấp, bất lợi cho kịp thời rút lui. Ba tầng bốn dạng này cao độ, lấy cơ khinh xa chi năng, không tá trợ bất luận cái gì công cụ, thả người mà xuống, cũng sẽ không có vấn đề gì quá lớn. Liệu tất tiêu phàm cũng giống như vậy, từ tiêu phàm lần thứ nhất xuất hiện tại đấu cho trận, cơ khinh xa liền một cách tự nhiên cho tiêu phàm xem tướng qua. Nhưng Thủy Trung có một loại ngắm hoa trong màn xương ý tứ, mông lung nhìn không rõ ràng. Tiêu phàm trên thân, bao phủ một cỗ cường đại trời cơ che đậy chi lực. Đương nhiên, nếu như không phải cực kỳ cao minh thầy tướng, loại này trời cơ che đậy chi lực căn bản liền không cảm giác được, hơi thông tướng thuật người, tại trời cơ che đậy chi lực quấy nhiễu dưới, chỉ có thể suy đoán ra sai lầm kết quả, lại không rõ đây là bởi vì trời cơ che đậy nguyên do. Mà theo võ thuật góc độ mà nói, thế mà cũng là mơ mơ hồ hồ. Tơ khinh xa không cảm giác được tiêu phàm tại võ thuật bên trên tu vi đến cùng thâm hậu bao nhiêu. Phạm nhạc cũng là đồng dạng cảm thụ, người này, người nói hắn một điểm không biết võ công, không ai sẽ hoài nghi, nhưng người nói hắn võ công thâm bất khả chắc, tựa hồ cũng vẫn là không ai sẽ hoài nghi. Tiêu phàm hoặc là tay chói gà không chặt, hoặc là thâm bất khả chắc đại cao thủ. Loại tình hình này, cơ khinh xa trước kia chưa hề đụng phải. Azelena rất hưng phấn, không ngừng đang các cái gian phòng bên trong đổi tới đổi lui, chật chật tán thưởng. Nàng thuê phòng, tự nhiên kém xa hãn hải hào môn bìa cứng bản mẫu phòng đẹp như vậy hoán đẹp luôn. Khó trách biết rõ giá phòng cao như thế, cũng vẫn là có vô số người giống như thiêu thân lao đầu vào lửa hướng đem tới gia nhập mua phòng trong đại quân một bộ tinh mỹ phòng ở quả thật có thể để người xuất phát từ nội tâm vui vẻ người nước hoa từ xưa quá chú trọng nhà cảm giác có nhà liền có động lực nguồn suối có nhà liền có hết thảy hy vọng tiêu phàm lần này không có tiếp khách cơ khinh xa cũng không có tiếp khách hai người đứng tại trên ban công dựa vào lan can trông về phía xa xem xét toàn bộ hãn hải hào môn phong cảnh Phạm Nhạc đứng tại ban công lối vào, hữu ý vô ý ở giữa, đem những người khác đều ngăn cách bên ngoài. Tiêu một ít, xin thứ cho ta nói thẳng. Cơ khinh xa nhẹ nhàng mở miệng, cái này trắng nga cô nương, người đánh tính lúc nào thu vào trong phòng. Tiêu Phạm quay đầu nhìn sang, từ tốn nói, cơ tổng, người đây là ý gì? Cơ khinh xa cười cười, nói tinh ngữ quán ba trụ cột, buổi chiếu phim tối hoàng hậu, nhưng cũng là cái có chuyện xưa nữ hài. Nghe nói tiêu một thiếu vì nàng, hai lần nổi trận lôi đình chịu uy, thanh diệp đại thiếu cùng uông tam thiếu đều giáo huấn một trận. Đã muốn tìm tiêu phàm đàm phán, có quan hệ tiêu phàm hết thảy, cơ khinh xa tự nhiên chỉ có thể là hiểu nhiều một chút. Tiêu một thiếu hai lần tại tinh ngữ quán ba vì Azelena phát huy, cũng không phải gì đó bí mật, sớm đã danh chấn kinh sư, muốn nghe ngóng những tình huống này, hào không làm khó dễ. Tiêu phàm hai mắt có chút híp mắt một chút, ánh mắt nháy mắt trở nên cực kỳ sắc bén. Cơ khinh xa không thối lui chút nào, nhìn thẳng hai mắt của hắn, chậm rãi nói cái này trắng nga cô nương dáng dấp rất, rất xinh đẹp, ta muốn là nam nhân, ta cũng nguyện ý vì nàng xuất thủ. Nhưng là, đã tiêu một thiếu đã ra tay, vậy ta đề nghị, hay là nhanh chóng thu tốt. Thực chí danh quy, cũng tiết kiệm người khác nhớ thương. Azelena song mi chặt chẽ, cái cổ rất vai hẹp, đường cong yêu Mỹ trôi chảy, thanh âm thanh thúy, khắp nơi đều là hoàng hoa khuê nữ biểu hiện. Cái này nhưng giấu không được cơ khinh xa dạng này mọi người. Tiêu Phàm rõ ràng đã đem Azelena mang theo trên người, Azelena lại từ đầu tới cuối duy trì lấy chi thân, cơ khinh xa có chút khó hiểu. Nàng chưa thấy qua Tân Lâm, chỉ là nghe Uyển Thiên Thiên nhắc qua. Thất Diệu cung dòng chính truyền nhân, vì Tiêu Phàm làm thiếp thân nha hoàn, dù là cơ khinh xa kiến thức rộng rãi, cũng là cảm thấy khiếp sợ sâu sắc. Nhưng mà càng như vậy, cơ khinh xa càng là khó mà tác giải. Cái này Tiêu Phàm, như mê nam nhân, cơ tổng, đây là chuyện riêng của ta. Chốc lát, Tiêu Phàm bình tĩnh nói, thật có lỗi, tiêu một ít, cổ nhân có câu lời nói được tốt, người không biết không tội. Còn xin tiêu một thiếu đại nhân đại lược, oan gia nên giải không nên kết. Cơ khinh xa nhàn nhạt cười một tiếng, nói, rõ ràng là cầu người lời nói, tại trong miệng nàng, lại nói đến tự nhiên như thế, êm tai nói, tựa như hai cái lão bằng hữu đang tán gẫu. Tiêu phàm lạnh nhạt nói, cơ tổng, đấu cho trận ngừng kinh doanh chỉnh đốn một tuần, có thể tiếp tục kinh doanh. Tạ ơn, Cơ khinh xa cũng nhàn nhạt trả lời một câu, đấu chó trận sự tình, cơ khinh xa quả thực không thế nào để ở trong lòng. Trên ban công lại lặng im xuống tới, dễ nhận đỏ bồi tiếp Azelena nhìn phòng ở, lại thời thời khắc khắc chú ý trên ban công động tính. Cái này ngoại quốc gái Tây cũng thật sự là thần kinh thô, một người nhìn phòng ở thấy hưng cao thải liệt, đem bạn trai hoàn toàn phiết qua một bên, hờ hững. Kỳ thật Azelena so dễ nhận đỏ càng thêm chú ý trên ban công động tính, chỉ là dễ nhận đỏ không phát hiện ra được thôi. Một ít, đoàn khổng tước trẻ tuổi không hiểu chuyện, là nên tiếp nhận chút giáo huấn. Mấy năm trước, đoàn thất tinh đã giúp ta một chuyện. Đoàn thất tinh người này, còn được, chính là đối hài từ quản giáo bên trên, không được nó pháp. Chốc lát, cơ khinh xa nhẹ nói, hơi có vẻ khàn giọng giọng nữ mang theo nói không nên lời mị lực. Cơ tổng, xin ngươi nhắn dùm đoàn thất tinh, 7 ngày sau đó, hắn tự mình tới lĩnh đoàn khổng tước trở về. Tiêu phàm chậm rãi nói, thân sắc bình thản, một vòng nụ cười nhàn nhạt, nhạt, từ cơ khinh xa trên mặt nhộn nhạo lên. chương 152, Cầu Viện Xuân về hoa nở, vạn vật khôi phục, cổ lão nhà cấp 4, sinh cơ giạt rào, thỉnh thoảng truyền ra từng đợt hoan thanh tiếu ngữ. Tiêu Trạm mang theo vợ con về nhà cấp 4 đến thăm lão gia tử. Lão gia tử tinh thần rất tốt, thân thể cũng rất tốt, từ khi lần trước bệnh nặng một trận, hơn nửa năm thời gian trôi qua, lão gia tử ngay cả cảm mạo cảm mạo đều chưa từng qua được, trương y tá khó được thanh nhàn. Tiêu chạm tâm tình cũng là khó được vui sướng. Lão gia tử xuất viện về sau, thái độ khác thường, bắt đầu đại lực chú ý cục thế chính trị, cái này cùng lão gia tử trước kia thoái ẩn tình hình một trời một vực. Lão gia tử triệt để lui ra đến về sau, tận lực phai nhạt ra khỏi võ đài chính trị, không phải đặc biệt khẩn yếu đại sự, bình thường không hỏi đến. Dựa theo lão gia tử lời nói của mình, chính là người lão, an tâm dưỡng lão, không muốn chọc người ghét. Từ một cái khác trên ý nghĩa đến nói, đây cũng là đối vãn bối một loại rèn luyện cùng tín nhiệm, lão gia tử hy vọng bọn vãn bối có thể mau chóng trưởng thành, mình trống lên một khoảng trời. Lấy lão tiêu nhà làm hạch tâm chính trị đại phái hệ, cũng tại từng bước tráng tại trung tâm. Nhưng mà lần này, lão gia tử tựa hồ cải biến sách lược. Cứ việc tiêu trạm còn có chút làm cái không rõ, vì cái gì lão gia tử thái độ sẽ phát sinh biến hóa như thế, nhưng có một chút là khẳng định, lão gia tử một khi tự thân lên trận, áp lực của hắn liền làm dịu rất nhiều. Dù sao lão gia tử uy vọng còn tại đó, không người có thể dung chuyển. Tới gần giữa trưa, ánh nắng ấm áp, người một nhà vây ngồi ở trong sân dưới đại thụ, cười cười nói nói. Tiêu thiên lớn tiếng nói, ra ra, ta ngày mai sẽ phải đi Hồng Sơn thôn báo đến, khi thôn bí thư chi bộ. Lão gia tử có chút ngánh ngáng, người trong nhà cùng bên người nhân viên công tác nói chuyện cùng hắn, đều không nhịn được tăng lớn âm lượng a à, nghĩ thông suốt rồi lão gia tử hồng quang đầy mặt cười hỏi nhìn về phía tiểu tôn tử ánh mắt tràn đầy hiền lành chi ý tiêu thiên nhẹ gật đầu nói đúng vậy ra ra bất quá không phải chính ta nghĩ thông suốt là bị anh ta ép hắn muốn đem ta đuổi ra kinh thành giản tú hoa liền vội vàng cười nói đứa nhỏ này làm sao nói đâu Người ca sao có thể bước ngươi a à? tiêu thiên hay là cái kia họ tử nói chuyện không biết nặng nhẹ giản tú hoa có chút sốt ruột sợ lão gia tử trách tội tiêu phàm Bước ép một cái tốt người trẻ tuổi chính là muốn có áp lực mới có động lực lão gia tử khoát tay áo cười ha hả nói tiểu phàm nhiệm vụ này hoàn thành phải không sai ra ra đối ngươi đưa ra đồng hồ dương tiêu phàm mỉm cười nói ra ra tiêu thiên chỉ cần bên trên chính đạo tương lai chính là chúng ta lão tiêu ra ngàn dặm câu liền hắn không đợi lão gia tử mở miệng tiêu chạm liền rất khinh thường hừ một tiếng nói thật ra Tiêu bộ trưởng đối cái này tiểu nhi tử, thật đúng là không có nhiều lòng tin. Ngược lại đều Tiêu Phàm cảm nhận, phát sinh rất lớn chuyển biến. Dù sao Tiêu Phàm mỗi lần nói lời, đều có thể thực hiện. Hắn nói có thể trị hết lão gia tử bệnh, liền thật chữa khỏi, nói muốn làm thông lục hồng làm việc, liền làm thông, nói muốn thuyết phục Tiêu Thiên đi Hồng Sơn thôn làm việc, một tháng trong vòng, hiện tại không đến một tháng, Tiêu Thiên liền ngoan ngoãn đáp ứng đi Hồng Sơn thôn xem ra chính mình trước kia là đối tiêu phàm có chút thành kiến, tiêu phàm cứ việc tại học đạo, nhưng như cũng là cái kia thông minh cơ trí tiêu gia trưởng tôn lão cha thần sắc khinh thường tựa hồ để tiêu thiên bị kích thích mạnh, cứng cổ nói cha, ngươi cũng chớ xem thường người ta hoặc là không đi hồng sơn thôn, ta đi liền khẳng định sẽ làm ra thành tích tới. tiêu nhị ca là cái không chịu thua họ cách, tiêu trạm cười lạnh nói ta không là xem thường ngươi, ngươi cho rằng cơ sở làm việc dễ dàng như vậy sao? Người muốn làm ra thành tích đến, đầu tiên liền muốn sửa đổi một chút người tính cách này, sửa đổi một chút người cái này lung tung nã pháo mau bệnh. Tại cơ sở làm việc, chỉ có quyết đoán không được, còn phải biết đoàn kết đồng chí, tâm hướng một chỗ nghĩ, kinh hướng một chỗ làm, dạng này mới có thể bệnh thành một sợi dây thừng. Miệng bên trong là đang giáo huấn tiêu thiên, nói càng về sau, liền biến thành dạy bảo. Nói cho cùng, tiêu thiên cũng là con trai ruột của hắn, nào có phụ thân không thương yêu mình hài tử bây giờ tiêu thiên rốt cuộc nguyện ý dưới cơ sở làm việc đây chính là một cái tốt đẹp bắt đầu tiêu trạm hy vọng tiêu thiên từ nay về sau thay đổi trước không phải nghiêm túc làm người chân thật làm việc chỉ cần tiêu thiên mình không chịu thua kém có lão tiêu nhà làm cường đại hậu thuẫn không sợ tương lai không có đại võ đài tiêu phàm mỉm cười nói cha đoàn kết đồng chí đầu này ta tin tưởng tiêu thiên có thể làm tốt hương trấn làm việc cùng dặm trong huyện hay là có khác biệt tiêu thiên biết nói sao nắm chắc tiêu thiên đầu óc tuyệt đối dễ dùng, chỉ cần hắn một lòng nhào trong công tác, trên quan trường những này đạo đạo, chắc hẳn rất nhanh liền có thể hiểu rõ mò thấy. Làm làm thủ đô hoàn khố vòng tròn đại ca một trong, tiêu thiên cái này giảng nghĩa khí họ cách, phi thường thụ hương chấn cán bộ hoan nghênh. Cùng tiêu thiên đến thị huyện cấp một làm việc, lịch luyện phải cũng kém không nhiều, tự nhiên hiểu được thích ứng mới hoàn cảnh, mới quy tắc. Điểm này, tiêu trạm cũng không phản đối có quan hệ tiêu nhị ca tại thủ đô hoàn khố vòng tròn bên trong đủ loại sự tích, tiêu bộ trưởng cũng không phải là hoàn toàn không biết gì, tự nhiên có người hướng hắn báo cáo. Thân là chính bộ cấp, tiêu ra đời thứ hai người tiên phong, tiêu chạm tin tức con đường không có khả năng như vậy bế tắc. Tiêu thiên, đã muốn đi Hồng Sơn thôn làm việc, vậy sẽ phải làm tốt cắm dễ căn cơ tầng tâm lý chuẩn bị. Người đi Hồng Sơn thôn, là đi làm việc, không phải đi mạ vàng, điểm này, người nhất định phải chú ý ta trước kia tại sông Hán bất làm việc qua, còn có một số lão đồng sự ở lại nơi đó. Nhưng là, người nhất định phải đặt chân tự mình giải quyết vấn đề, không muốn gặp được một chút xíu khó khăn, liền tăng cường đi cầu người hỗ trợ. Kia là không có tiền đồ cách giải quyết, mở động đầu óc, tự nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề, tự nghĩ biện pháp phát triển hồng sơn thôn kinh tế, hiểu chưa? Biết, ta sẽ không đi cầu người, tiêu thiên đáp, ngữ khí có chút cứng rắn, tiểu thiên, phát triển kinh tế là một cái phương diện tinh thần văn minh kiến thiết cũng muốn coi trọng hồng sơn là cố hương của chúng ta cũng là cách mạng vùng giải phóng cũ cách mạng ưu tú truyền thống không thể mất không muốn tập trung tinh thần chỉ nghĩ kiếm tiền hiện tại rất nhiều nơi đều có một loại hiện tượng kỳ quái tiền kiếm được tư tưởng phẩm đức không có mọi người tự quét viết trước cửa không quản nhà hắn trên ngói xương tự tư lạnh lùng thậm chí tập trung tinh thần nghĩ đến hại người loại tình huống này nhất định phải mạo xưng phân coi trọng. Tinh thần văn minh kiến thiết cùng vật chất văn minh kiến thiết hai tay đều muốn bắt, hai tay đều muốn cứng rắn. Lão gia tử chậm rãi nói, thần sắc tương đối nghiêm túc. Vâng, ra ra, ta ghi nhớ, tại lão gia tử trước mặt, tiêu thiên không dám giảm mồm, ngoan ngoãn thụ giáo. Tiêu phàm vừa cười vừa nói, tiêu thiên, cầu người cùng công việc bình thường câu thông là hai việc khác nhau, đừng nói nhập làm một A. Nên hồi báo nhất định phải kịp thời báo cáo, nên xin chỉ thị cũng phải kịp thời xin chỉ thị. Lời này, lại là thay mặt tiêu chạm nói, có mấy lời, tiêu bộ trưởng không thể giảng được quá minh bạch. Tiêu thiên nếu là phạm bướng bỉnh, thật không cùng tiêu chạm những cái kia lão đồng sự liên hệ, vấn đề coi như không đơn giản, làm không tốt sẽ bị người hiểu lầm lão tiêu nhà đối bọn hắn có ý kiến, không chỉ là tiêu thiên chuyện của một cá nhân đơn giản như vậy. Trên quan trường cong cong quấn, người bình thường thật đúng là không rõ ràng. Thường xuyên đi phiền phức người ta không tốt, hoàn toàn không tìm cũng không được, mấu chốt ngay tại ở nắm chắc một cái độ. Tỷ như để nghiêm bác nuôi chó trận ngừng kinh doanh chỉnh đốn, tiêu phàm liền là thông qua lục hồng cho ngành tương quan đánh chào hỏi. Lục hồng rất sảng khoái một lời đáp ứng, ngay cả nguyên nhân đều không có hỏi một câu. Tại lục hồng như thế đại nhân vật trong mắt, để cây mộc lan bãi săn một cái nuôi chó trận ngừng kinh doanh chỉnh đốn cần đòi lý do sao. Hiện tại, tiêu phàm ẩn ẩn đã trở thành lục hồng cùng tiêu chạm ở giữa cầu nối ngay cả như thế đều bại lộ tại tiêu phàm trước mặt lục hồng sau này coi như không thể trở thành lão tiêu nhà trung thành nhất minh hữu tối thiểu cũng không đến nỗi quay giáo tương hướng tiêu chạm nhìn tiêu phàm một chút chậm rãi gật đầu kỳ thật lão tiêu ra tử đệ chỉ cần cố ý hoạn lộ thật đúng là không có ai là đèn đã cạn dầu tiêu phàm nhìn như tập trung tinh thần nghiên cứu hoàng lão chi thuật đối trên quan trường rất nhiều đạo đạo lại là rõ ràng liền ở thời điểm này tiêu phàm điện thoại bỗng nhiên vang lên là tiểu quế tử đánh tới. Tiêu phàm đứng dậy đi qua một bên, ấn xuống nút trả lời. Tiểu quế tử, lão đại, không tốt không tốt, lão đầu tử nhà ta muốn hỏng việc. Điện thoại vừa vừa tiếp thông, liền truyền đến tiểu quế tử tức hổn hển thanh âm. Tiêu phàm sau nghi có chút nhân lại, nói tiểu quế tử, đừng hoảng hốt, có việc nói sự tình, không cần loạn. Tiểu quế tử nuốt nước miếng một cái, cố tự chấn định, rồi mới lên tiếng, là như vậy, lão đại, Hôm nay bộ bên trong người tới tìm lão đầu tử nhà ta nói chuyện, có khả năng muốn điều hắn đi bộ bên trong làm việc. Chuyện này đi, trước mấy thời gian sớm đã có phong thanh, không nghĩ tới nhanh như vậy liền biến thành sự thật. Lão đại, cái này không được a, à, lão đầu tử nhà ta đi bộ bên trong, chỉ định sẽ đứng sang bên cạnh, nghe nói là đi ba ván làm cái phó cục trưởng, phân công còn không có định đâu, đoán chừng sẽ không có chuyện tốt gì đến phiên hắn. Tiểu Quế Tử phụ thân Quế Thanh Thu hiện nay là thủ đô cục thành phố phân công quản lý trị an làm việc phó cục trưởng, cục đảng tổ phó thư ký, chính ván cấp cán bộ, tại cục thành phố già đời, mặt mũi lớn, đầu người quen. Lúc này nếu là điều đi bộ bên trong làm việc, chỉ sợ tình huống thật sẽ như cùng Tiểu Quế Tử nói như vậy, đứng sang bên cạnh. Tiểu Quế Tử, cán bộ điều động công việc, từ trước muốn phục tùng tổ chức an bài. Quế thúc thúc tại cục thành phố làm việc thời gian tương đối dài, điều động một cái cũng là rất bình thường. Tiêu phàm không chậm không nhanh nói. Không phải như vậy, lão đại, là, là. nay ta nói thẳng đi, khả năng có người muốn chỉnh hắn. Người cũng biết, lúc này điều động hắn làm việc, trong lúc này có mở ám a. Tiểu quế tử lại trở nên tức hồn hển. Gần đây xác thực có như thế một loại hiện tượng, muốn xét xử cái nào đó quyền cao chức trọng cán bộ lãnh đạo, vì có thể bài trừ lực cản, thuận lợi điều tra lấy chứng, bình thường sẽ trước cho vị lãnh đạo này cán bộ điều chỉnh một chút chức vụ, rời nguyên đơn vị, lúc này mới tốt hạ thủ. Đương nhiên, khả năng này chỉ là tiểu quế tử suy đoán, có lẽ chính là một lần người bình thường sự tình điều chỉnh. Hệ thống công an nội bộ cán bộ lãnh đạo giao lưu đổi cương vị 10 điểm phổ biến. Bất quá quế thanh thu nếu là đi bộ bên trong thật đứng sang bên cạnh, tiểu quế tử liền rất khó chịu. Hắn sở dĩ có thể tại thủ đô hoàn khố vòng tròn bên trong có một chỗ cắm rùi, mấu chốt ngay tại ở hắn lão đầu từ tay cầm thực quyền. Hoàn khố đám con cháu quan lại có chút sự tình, bình thường muốn tìm tới Quế Thanh Thu trên đầu, mời hắn hỗ trợ. Lúc này, tiểu Quế tử vội vội vàng vàng cho Tiêu Phàm gọi điện thoại, tự nhiên là hy vọng thời khắc mấu chốt, lão Tiêu nhà có thể giúp một cái tay. Ừm, ta biết, Tiêu Phàm nhàn nhạt đáp, lập tức cúp điện thoại. Chương 153, chiến lược ánh mắt. Trở lại dưới đại thụ bàn nhỏ bên cạnh, Giản Tú Hoa chú ý mà hỏi thăm, "Tiểu Phàm, điện thoại của ai a?" À? Vừa mới mơ hồ nghe tới Tiêu Phàm ở trong điện thoại nói tới cán bộ điều động, lại nâng lên quế thúc thúc, tựa hồ là chuyện khẩn yếu. Tiêu chạm đối dạng này sự tình tương đối mẫn cảm, chỉ là hắn từ trước đến nay cùng hai đứa con trai rất ít câu thông, giản tú hoa khéo hiểu lòng người, liền giúp đỡ trưởng phu hỏi một câu như vậy. Tiêu phàm nói là quế thanh thua quế quế cục trưởng nhi tử. Hắn ở trong điện thoại nói, bộ bên trong đồng chí tìm quế cục trưởng nói chuyện, nhưng có thể làm việc trên có biến động, muốn điều quế cục trưởng đi bộ bên trong đi làm, tạm thời còn không có minh xác an bài chức vụ, có khả năng biên giới hóa. Tiêu chạm sắc mặt liền thoảng qua trầm xuống. Giản tú hoa kinh ngạc nói, Quế Thanh Thu tiểu hài điện thoại cho người nói cái này. Cũng không trách giản tú hoa giật mình, Quế Thanh Thu nàng biết, là thủ đô cục thành phố phó cục trưởng, nói đến cũng là hào môn đời thứ hai tử đệ. Quế lão gia tử cùng tiêu phàm ông ngoại giản lão gia tử đã từng còn cộng sự qua một đoạn thời gian, tính được có mấy phân giao tình. Bất quá hai vị lão gia tử đều đã qua đời, giản gia cùng quế ra cũng không có quá nhiều vãng lai hai nhà hàng tiểu bối tương hỗ kết giao ngược lại là tương đối bình thường thành phố thủ đô bên trong con em thế gia đều hình thành từng cái vòng quan hệ chỉ là quế thanh thu muốn điều động làm việc con của hắn vội vội vàng vàng cho tiêu phàm gọi điện thoại tại giản tú hoa nghĩ đến dạng này sự tình thực tế cùng tiêu phàm một điểm không đáp giới tông giáo cục quản lý một cái nhàn rỗi phó trưởng phòng có thể quản được đến chuyện như vậy a à? Tiêu chạm sụ mặt nói, tiêu phàm, an tâm làm tốt chính người bản chức làm việc, dạng này sự tình, đừng trộn lẫn hồ. Không hề nghi ngờ, tiêu Trạm nhận vì điện thoại này là Quế Thanh thu hướng vào con của hắn cho tiêu phàm đánh, muốn xuyên thấu qua tiêu phàm, hướng lão tiêu nhà cầu viện. Nhưng đại sự như thế, Quế Thanh thu không tự mình đến nhà muốn nhờ, lại lấy loại này quanh co phương thức đến uyển chuyển biểu đạt, không khỏi quá trò đua. Tiêu chạm làm người đoan chính, coi trọng nhất quy củ, rất không chào đón loại này tác pháp. Quế Thanh Thu khi lão tiêu nhà là cái gì, ai cũng có thể thúc đẩy. Tiêu Phàm cười cười, nói cha, việc này ngươi liền không cần lo lắng, để ta giải quyết. Ngươi, Tiêu Trạm không khỏi khẽ giật mình, ừm, Tiêu Phàm cũng không nói nhiều. Tiêu Thiên ngắt lời nói ca, không phải đâu, dạng này sự tình, người cũng có biện pháp. Trong giọng nói tràn đầy kinh ngạc, hắn biết đại ca có bản lĩnh, thu thập diệp đại uông hai uông ba giống như chơi đùa, nuôi một con mèo đều có thể đem chó ngao Tây Tạng dọa nằm sấp quả nhiên là uy phong lẫm liệt, quát tháo phong vân. Nhưng kia là khác biệt phòng tròn, tiểu quế tử nhà lão đầu tử, đường đường chính chính là thủ đô cục thành phố bài danh phía trên phó cục trưởng, chính ván cấp cán bộ. Loại này tầng cấp nhân sự an bài, liền xem như tiêu Trạm cũng không thể trực tiếp can thiệp, nhất định phải xuyên thấu qua một loạt vận hành mới có thể thực hiện ảnh hưởng. Hiện tại Tiêu Phàm lại nói hắn đến giải quyết, không khỏi để người có chút không dám tin. Bởi vì Tiêu Phàm nói rất đúng giải quyết lộ ra rất có nắm chắc tiêu phàm mỉm cười nói thế gian bất cứ chuyện gì đều có thể tìm tới đường giải quyết mấu chốt chính là nhìn ngươi có thể hay không tìm tới phương pháp chính xác tiêu thiên vừa cười vừa nói ca cái này cũng thái huyền đi nếu không cho lộ ra một chút cơ mật thôi tiêu trạm cũng rất chú ý nhìn sang nói thật tiêu trạm hiện tại đối tiêu phàm hết thảy đều càng ngày càng cảm thấy hứng thú chỉ là câu nệ với hắn nghiêm túc họ khách còn muốn bày bày lão cha giá đỡ có mấy lời cũng không tiện lối ra hỏi. Tiêu phàm cười nói, tiêu thiên, có chút sự tình, có thể làm không thể nói. Bây giờ nói, liền mất linh, tiêu thiên gãi gãi đầu, tiêu chạm sắc mặt lại là trầm xuống. Trong mắt hắn, tiêu phàm đây chính là da vẻ thần bí, như trước vẫn là đạo ra lại nhải bộ kia. Đây là tiêu Trạm trong lòng khó khăn nhất vượt qua đến một chỗ ngoặt tử, chỉ cần nghĩ đến tiêu phàm nghề nghiệp, tiêu chạm trong đầu liền không khỏi phải có u cục mấy chục năm dưỡng thành nhân sinh quan không phải là xem tuyệt không phải tốt như vậy đổi tiêu phàm nhìn lão tử một chút muốn nói lại thôi tiêu chạm hừ một tiếng nói có lời cứ nói tiêu phàm nghĩ nghĩ thận trọng nói cha khoảng thời gian này ra gia ra tinh thần sức khỏe dồi dào rất nhiều chuyện tự mình tại xử lý ta có cái đề nghị ngươi nói tiêu phàm lại chuyển hướng lão gia tử nói ra ra ngài nhìn có phải là mời diệp bá bá trở về cái gọi là diệp bá bá chính là Diệp Khí Vân, tiêu lão ra tử một tay để bà tướng tài đắc lực, trước mắt là nào đó bớt bí thư tỉnh ủy. Cùng tiêu chạm đồng dạng, là tiêu hệ lực lượng trung kiên. Trước mắt tiêu hệ đại khái bố cục, là tầng cao nhất có một vị cự đầu đại ngôn, trung kiên thì là tiêu chạm, Diệp Khí Vân cùng một nhóm chừng 50 tuổi tỉnh bộ cấp quan lớn, lại thêm một chút bên ngoài lực lượng. Cự đầu bởi vì thân phận tương quan, một ít chuyện không tốt tự mình ra mặt, bình thường đều là từ tiêu chạm đến phụ trách câu thông thương lượng. Nhưng là tiêu chạm họ cách, quá kiên cường, có chút sự tình xử lý phải không phải đặc biệt đúng chỗ. Lại bởi vì thân phận của hắn đặc thù, là tiêu lão gia tử con ruột, đại phái hệ những đồng chí khác, có mấy lời cũng không tốt nói đến quá minh bạch. Cái này suy yếu vị trí, thực tế tương đương quan trọng. Lão gia tử khóe miệng hiện lên mỉm cười, nhiều hứng thú hỏi, tại sao phải mời ngươi diệp bá bá trở về? Trong mắt toát ra cổ vũ thần sắc, Tiêu Phàm nói, ta là như thế cân nhắc cha ta tại trung ương công tác thời gian cũng tương đối dài, không bằng cùng Diệp bá bá trao đổi một chút. Hiện ở trung ương một chút chính sách mới, các nơi đều đang làm thí nghiệm, làm tốt, chính là cả nước họ trước tiến vào kinh nghiệm. Lời nói này tương đối hàm súc, ái náy nghĩ lại là rõ ràng. Đã hiện tại lão gia tử tự mình đang chăm chú rất nhiều chuyện, như vậy tiêu chạm cái này người phát ngôn địa vị, cũng không phải là 10 điểm mấu chốt. Mà lại lão gia tử ý kiến, trực tiếp từ tiêu chạm chuyển đạt ra ngoài, ngược lại có chút không thích hợp. Diệp khí vân họ cách, sau so tiêu chạm muốn nhu hòa, thủ đoạn thuần thục cay độc, từ hắn vào kinh tới thay thế tiêu chạm bây giờ vị trí, sau so tiêu chạm càng thêm phù hợp. Tiêu chạm ở lâu trung tâm, đắc tội với người quá nhiều, không bằng ngoại phóng địa phương, trực tiếp chấp trường một tỉnh. Cái gọi là trời cao hoàng đế xa, tại một tỉnh bên trong, bí thư tỉnh ủy chính là số một, tiêu chạm họ cách cường thế một chút, cũng chỉ có người khác tới thích ứng hắn, không phải hắn đi thích ứng người khác. Loại này cường thế họ cách ở địa phương càng thêm dễ dàng thi triển cũng càng thêm dễ dàng ra thành tích đắc tội người lại muốn ít hơn nhiều. Tiêu Phàm đây là đề nghị lão tử nhà mình ra ngoài tránh đầu gió mạnh mẽ kinh doanh tốt một cái bớt càng lời nói có trọng lượng. Trước kia lão gia tử thân thể không tốt Tiêu Trạm không thể tùy tiện rời kinh bây giờ tình hình thay đổi sách lược tự nhiên cũng muốn cải biến. Tiêu Trạm song mi nhíu chặt sắc mặt nghiêm trọng bất quá lão gia tử đang ngồi tiêu chạm liền không thể tùy tiện phát biểu ý kiến. Lão gia tử khe khẽ thở dài, nhìn về phía tiêu phàm hai con ngươi, tinh quang lấp lóe. Tiểu phàm, kỳ thật tiêu gia chúng ta, ngộ tính cao nhất chính là ngươi. Đáng tiếc, tiêu Trạm giản tú hoa cũng không khỏi hãi nhiên. Lão gia tử đây là cực cao khen ngợi, tiêu phàm nếu là không xuất gia, đi con đường hoạn lộ, hắn nói thành tựu, không thể hạn lượng. Bây giờ lại là lại khó quay đầu, tại chỗ thể chế cùng hoàn cảnh lớn quyết định điểm này. Tiêu phàm mỉm cười nói, ra ra, vạn pháp đều thông. Ta sẽ hết sức trợ giúp tiêu thiên. Lão gia tử nhẹ gật đầu, nói cái này cũng nói rất có đạo lý. Trăm trăm hoa đua nở, trăm nhà đua tiếng, mới có thể thịnh vượng phát đạt. Người phát huy tốt, cũng có thể cho ba ba của ngươi, cho tiểu thiên càng lớn trợ giúp. Ừm, tiêu phàm nhẹ gật đầu, giải phóng, tiêu Trạm vội vàng mặt hướng lão phụ. Ngươi về sau có một số việc, có thể nhiều cùng tiểu phàm câu thông một chút. Tiểu Thiên đi Hồng Sơn về sau, người cũng đừng luôn luôn sụ mặt giáo huấn hắn. Hắn còn trẻ, mọi thứ có cái quá trình học tập. Ta hiện tại thân thể vẫn được, có thể giúp các người bao nhiêu coi như bao nhiêu. Bất quá sinh lão bệnh tử là quy luật tự nhiên, có thể giúp các người tới khi nào, ai cũng khó mà nói, chỉ có lão thiên gia mới biết được. Lão gia tử chậm rãi nói, ngữ khi hết sức trịnh trọng. Được rồi, tiêu chạm liền vội vàng gật đầu đồng ý, bất quá trong mắt vẻ khiếp sợ, lại là vô luận như thế nào đều khó mà che giấu. lão gia tử hôm nay lời nói này chẳng khác gì là chính thức hướng tiêu phàm mở ra tiêu gia đại môn. từ nay về sau tiêu phàm không chỉ là lão gia tử cháu trai, hắn tiêu trạm nhi tử càng thêm là tiêu hệ đại tập đoàn thành viên trọng yếu. cái này thật sự là một cái khiến người giật mình quyết định trọng đại. tiêu thiên tạm thời còn không nghĩ tới xa như vậy, như là lão gia tử lời nói, mọi thứ có cái quá trình học tập. Bây giờ lão cha đáp ứng về sau sẽ không thường xuyên sụ mặt gian dậy, tiêu thiên trong đầu cái kia cao hứng A, toàn thân đều nhẹ nhõm thông thái. Tiểu phàm, chú ý nắm giữ cái phân tắc, phải chú ý vật cực tất phản, hăng quá hóa dở. Lão gia tử lại trịnh trọng căn dặn tiêu phàm, vâng, ra ra, ta ghi nhớ, tiêu phàm cũng rất trịnh trọng đáp, giữa trưa liền lưu tại nhà cấp 4 ăn cơm trưa, bồi tiếp lão gia tử vào ăn. Sau khi cơm nước xong, giản tú hoa đem tiêu phàm gọi qua một bên, muốn nói lại thôi. Tiêu phàm mỉm cười nói, mẹ, có lời gì, người hỏi đi. Giản tú hoa do dự một chút, hạ thấp giọng hỏi, tiểu phàm, ta làm sao nghe nói người cùng một cái ngoại quốc nữ hài cùng một chỗ. Nữ hài tử kia hay là ở hộp đêm ca hát, tiêu phàm hơi hơi có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới có quan hệ Azelena sự tình, đã chuyển đến lão mụ trong lỗ tai. Thấy tiêu phàm không lên tiếng, giản tú hoa càng thêm lo lắng, nói tiểu phàm, mẹ cùng ngươi tuyên bố một chút thái độ của ta a à, cái này tuyệt đối không được chúng ta tiêu ra giản ra, cùng người bình thường không giống cưới cái ngoại quốc cô nương trở về vậy không được lại càng không cần phải nói là tại loại này trận công việc tuyệt đối không được tiêu phàm cười nói mẹ yên tâm đi ta tâm lý nắm chắc giản tú hoa lại rõ ràng không yên lòng nói tiểu phàm ta biết ngươi rất thông minh vừa rồi ra ra đều đồng hồ dương ngươi nhưng là ngươi còn trẻ người trẻ tuổi kia a à, tại chuyện như vậy bên trên rất khó nắm chắc được cái này mẹ biết đến người tranh thủ thời gian cùng kia ngoại quốc nữ hài đoạn mất không muốn dắt liên lụy kéo truyền đi ảnh hưởng nhiều không tốt đúng hay không lại nói a à, người niên kỷ cũng không tiểu là thời điểm đường đường chính chính đảm cái bạn gái nha nếu không mẹ cho ngươi tìm kiếm một cái có được hay không yên tâm đảm bảo ra thế lại tốt lại xinh đẹp lại hiểu chuyện mẹ chắc chắn sẽ không bạc đãi con trai mình đúng hay không Tựa hồ sở tiêu phàm không đáp ứng, giản tú hoa còn nói thêm. Được, tiêu phàm cười gật đầu, thế mà cũng không thoái thác. Thật, đi, người có thái độ này, mẹ liền cao hứng. Giản tú hoa không nghĩ tới nhi tử đáp ứng sảng khoái như vậy, không chịu được vui mừng quá đỗi, mặt mũi tràn đầy vui vẻ thần sắc. chương 154, Lão Thổ Dạo phố là giản tú hoa một đại ái tốt, làm lĩnh đạo phu nhân, giản tú hoa làm việc tương đương thanh nhàn, trên cơ bản thuộc về có thể đi cũng không đi cái chủng loại kia, thời gian là có. Nhưng có tiền có nhàn cũng không phải là có dạo phố toàn bộ yếu tố, còn phải có người tương bồi. Một người dạo phố không có bao nhiêu niềm vui thú có thể nói. Giản Tú Hoa không có nữ nhi, tạm thời cũng không có con dâu, cho nên dạo phố chỉ có thể gọi là khuê mật tương bồi. Có tư cách trở thành tiêu bộ trưởng phu nhân khuê mật cũng tuyệt không đơn giản. Tỷ như nhiêu Vũ Đình, nhiều Vũ Đình nghe vào là tiểu cô nương danh tự trên thực tế lại là phương gia nữ chủ nhân. Mới tinh xe Ben chậm rãi dừng sát ở thắng lợi cao ốc trước đó. Tiêu phàm tự mình lái xe, bồi mẫu thân dạo phố, đây là xưa nay chưa thấy lần đầu tiên. Giản tú hoa hưng phấn dị thường, nhớ được chỉ có tại bọn hắn ca 2 giờ đợi, mới có động tác như vậy. Bất quá khi đó, không thể xem như tiêu phàm tiêu thiên bồi mẫu thân dạo phố, mà là giản tú hoa mang hai anh em họ dạo phố. Có bản chất khác nhau, thắng lợi cao ốc là thắng lợi thành thị quảng trường kiến trúc chủ đạo. Theo thành phố thủ đô thành phố kiến thiết cao tốc phát triển, một loạt thành thị quảng trường tại thủ đô tứ phía nở hoa, đột ngột từ mặt đất mọc lên. Thắng lợi quảng trường làm xong không lâu, định vị thành cấp cao xa xỉ phẩm tiêu phí khu, là thủ đô quý phụ danh Việt, phú gia thiên kim thích nhất chỗ. Giản tú hoa thường xuyên sẽ tới thắng lợi quảng trường đến đi dạo một vòng, có khi mua ít đồ, đa số thời điểm là đến nơi đây Mỹ dung kiện thân cái gì, ở đây có không ít cùng chung trí hướng hảo bằng hiếu. Thắng lợi cao ốc cửa chính chỗ, có hai vị nữ sĩ đang đợi. Trong đó một vị, ước chừng hơn 40 tuổi bộ dáng, thân cao trọn, tướng mạo đoan trang, cách ăn mặc thời thượng vừa vặn, kiểu tóc, phục sức, đồ trang sức, sách tay phối hợp đều phi thường chú trọng, xem xét chính là sống an nhàn sung sướng quý phụ nhân. Quý phụ đứng bên người một cái tuổi trẻ nữ hài, trang phục tương đối phổ thông, tay áo dài áo thun, quần jean, giày thể thao có chút a hàn hương vị, dáng người cao gầy thon thả, ngũ quan tinh xảo tú mỹ, chỉ đơn giản bôi một chút son môi, tô lại một chút lông mày, lộ ra 10 điểm thanh thuần. Bất quá nhìn kỹ lại, liền có thể phát hiện, cô gái trẻ tuổi đơn giản phục sức, không có chỗ nào mà không phải là bảng tên, tú khuôn mặt đẹp trên má, tự nhiên mà vậy toát ra nhàn nhạt kiêu ngạo thần sắc. Vũ Đình, Tiểu Mỹ, giản tú hoa từ xe Mercedes bên trong xuống tới, mỉm cười cho hai người chào hỏi. A, à, tàu tử, hôm nay đổi xe rồi. Trung niên quý phụ thoảng qua có chút kinh ngạc. Giản a di tú Mỹ tiểu cô nương thần sắc nhàn nhạt cùng giản tú hoa lên tiếng chào. Giản tú hoa vừa cười vừa nói, đúng vậy a à, tiểu phàm mua xe mới, hôm nay tâm tình không tệ, bồi ta dạo phố tới. Tiểu phàm, nhanh, đây là tha a di đây là tiểu Mỹ. Tiểu phàm ngồi ở trong xe khẽ cười nói, tha a di tốt, tiểu Mỹ, người tốt. Tha a di các người mấy vị trước đi dạo, ta đi đem xe ngừng tốt, lập tức tới ngay. nha, đây là tiêu phàm. tha a di hiển nhiên ý không ngờ được, mở to hai mắt nhìn. đúng vậy a, à, thật lâu không gặp đi. giản tú hoa có chút tiểu đắc ý, thân là bộ trưởng phu nhân, giản tú hoa không phải loại kia nông cạn gia đình bà chủ, coi là nhi tử mở xe mercedes liền vô cùng ghê gớm. mấu chốt mở xe mercedes chính là tiêu phàm, vậy liền không giống. tiêu phàm trước kia, xưa nay không giảng cứu những này. Hôm nay chẳng những lái bôn trì xa, mà lại cũng là toàn thân bảng tên, thời thượng yêu nhã, phong độ nhẹ nhàng. Giản tú hoa cảm thấy vô cùng có mặt mũi. Nuôi hai đứa con trai, rốt cục có một cái có thể đem ra được. Đúng vậy a, à, đã lâu không gặp, ân, vậy sẽ còn tại lên trung học a? À. Nhiều vũ đình sợ hãi thán phục nói, tiêu một ít tại hào môn thế gia tử đệ bên trong, có thể nói là đại danh đỉnh đỉnh, ai không biết lão tiêu gia đích trưởng tôn là cái đạo sĩ? Tiêu gia hai tiểu tử sớm đã trở thành hào môn thế gia trò cười. Không nghĩ tới hôm nay lại lấy loại phương thức này biểu diễn. Tiêu phàm lại lễ phép hướng nhiều vũ đình nhẹ gật đầu, xe Mercedes chậm rãi hướng về phía trước đi vòng quanh. Nhìn qua xe Mercedes đi xa, nhiều vũ đình lúc này mới vừa cười vừa nói, tẩu tử, tiêu phàm chuyển họ tử rồi. Giản tú hoa liên tục gật đầu, mừng rỡ chi tình, tràn tại nói đồng hồ. Đến, vũ đình, tiểu Mỹ, chúng ta đi vào trước uống ly cà phê, tiểu phàm dừng xe xong xe tới. Nguyên bản giản tú hoa là hẹn nhiều vũ đình mẫu nữ đến dạo phố, này sẽ đổi uống cà phê, nhiều vũ đình cũng không có phản đối. Trước uống ly cà phê, trò chuyện một hồi, lại dạo phố không muộn. Thắng lợi quảng trường quán cà phê trang hoàng tinh mỹ, điệu thấp bên trong bầy biện ra xa hoa khí quyển, rất là phù hợp cấp cao nhân sĩ quan điểm thẩm mỹ. Tiểu phàm dừng xe xong tới, giản tú hoa ba người đã tìm xong cái đầu. Tiểu phàm, bên này giản tú hoa hướng về nhi tử ngay cả liền ngoắc, tiêu phàm đi qua, lần nữa cho nhiều vũ đỉnh vấn an. Nhiều vũ đình mỉm cười gật đầu, ngồi đối diện ở bên người xinh đẹp khuê nữ nói, tiểu Mỹ, đây là tiêu phàm ca ca. Cô gái xinh đẹp nhi trên mặt xuất sắc nhất chính là một đôi mắt to, đen như mực, như là hai viên lóe sáng hắc bảo thạch, cực kỳ linh động sinh động. Liếc tiêu phàm một chút, thân sắc nhàn nhạt, lãnh đạm một giọng nói chào ngươi, liền không có đoạn sau. Rất ngạo khí, cũng khó trách, làm phương thị gia tộc niên kỷ nhất ấu thiên kim đại tiểu thư, phương do Mỹ xác thực có ngạo khí tiền vốn cùng tư cách. Phương thị gia tộc tại thủ đô cũng là rất nổi danh hào môn thế gia, phương lão gia tử hưu trí trước, một mực tại chính trị và pháp luật hệ thống làm việc, được xưng là chính trị và pháp luật hệ thống con lật đật cùng thường thanh cây. Hiện tại mặc dù lui xuống đi, tại chính trị và pháp luật hệ thống vẫn như cũ có cực nặng quyền lên tiếng. Phương do Mỹ phụ thân Phương Lê, trước mắt cũng tại chính trị và pháp luật hệ thống làm việc, chức vụ không phải rất dễ thấy, cấp bậc lại là đến phó bộ, mấu chốt chiếm cứ vị trí 10 điểm quan trọng, trong tay cầm cực lớn ẩn tính quyền lực. Nhiều vũ đình bản nhân, cùng bình thường lãnh đạo phu nhân có chỗ khác biệt, cũng không phải là giúp chồng dạy con kia trùng loại hình. Tại cái nào đó cả nước họ bán chính thức cơ cấu đảm nhiệm quản lý trưởng, hưởng thụ chính ván cấp đãi ngộ. Tại nàng vị trí cái nghề kia, không nói nhất ngôn cửu đỉnh, tối thiểu cũng có thể làm đến giải quyết dứt khoát nàng lãnh đạo ban trị sự ban bố ngành nghề quy tắc, toàn bộ ngành nghề đều phải tuân theo chấp hành. Tính được một vị nữ cường nhân, Phương do Mỹ nhìn qua niên kỷ rất nhỏ, tối đa cũng chính là 17-18 tuổi dáng vẻ, có lẽ vẫn chưa tới. Ở độ tuổi này hai tử, đang đứng ở thanh xuân phản nghịch kỳ, đối với ngoại giới hết thảy đều cầm thái độ hoài nghi, đối bên người bất kỳ một cái nào người xa lạ, đều không phải quá hiếu hảo. Xem chừng hôm nay bồi tiếp mẫu thân ra dạo phố, đều có chút bị buộc bất đắc dĩ đứa nhỏ này, chuyện gì xảy ra đâu, có lẽ là Phương do Mỹ thái độ quá lãnh đạm, nhiều vũ đình sinh sợ làm cho giản tú hoa không vui, liền trách cứ một câu. Bất quá vẫn như cũng mang theo mỉm cười, có thể thấy được nhiều vũ đình đối cái này ấu nữ tràn đầy yêu thích thậm chí là yêu chiều chi tình, vô luận như thế nào đều không nỡ nói nàng một câu lời nói nặng. Giản tú hoa vội vàng nói, không có việc gì, không có việc gì, người trẻ tuổi nha, hiện tại cũng giảng cứu từng cái họ, ha ha. Ai nha, mấy tháng không gặp, tiểu Mỹ dáng dấp càng ngày càng xinh đẹp. Vũ Đình, cùng ngươi lúc tuổi còn trẻ quả thực chính là một cái khuôn mẫu. Nhiều Vũ Đình thở dài nói, tàu tử, ngươi chớ khen nàng, đứa nhỏ này không trải qua khen. Trong nhà, chính là nàng ba ba nói lời có thể nghe, lời ta nói a, à, tất cả đều coi như gió bên tai. Phương do Mỹ nhếch miệng, cũng không nhận biết, phối hợp lấy điện thoại cầm tay ra, chơi tiếp. Tốt ở thời điểm này, phục vụ tiểu thư kịp thời tới giải vây, mỉm cười hỏi, tiên sinh, cần uống chút gì không? Trà xanh, tiêu phàm thuận miệng đáp, được rồi, mời tiên sinh chờ một chút. Nhiều vũ đình đánh giá tiêu phàm, vừa cười vừa nói, tiêu phàm, 10 năm không gặp, trưởng thành soái tiểu hòa tử. Lúc đầu nhiều vũ đình là muốn hỏi một chút tiêu phàm phải chăng còn tại tông giáo cục đi làm, bất quá lời đến khóe miệng lại nuốt trở vào. Trước kia cùng giản tú hoa cùng một chỗ thời điểm, nhiều vũ đình cũng rất cẩn thận, bình thường không hỏi tiêu phàm cùng tiêu thiên tình huống miễn cho xấu hổ tiêu phàm cũng đang quan sát nhiều vũ đình đương nhiên ánh mắt che giấu phải phi thường tốt rất hàm súc nhiều vũ đình loại này thân phận địa vị thế gia nữ chủ nhân cả nước ngành nghề họ thực quyền lãnh đạo rất để ý quy củ cùng thể thống tiêu phàm loại này hàm súc ánh mắt để nhiều vũ đình đối với hắn tăng thêm mấy phân hảo cảm nhiều vũ đình thân phận chú định nàng hòa nói bên trong liên hệ đều là chút cấp cao nhân sĩ từng cái trầm ổn nặng nề tư văn hữu lễ, đối với loại này người, nhiều Vũ Đình tự nhiên mà vậy nhiều một chút tán đồng. Vũ Đình, không nói gạt ngươi, hôm nay hẹn ngươi ra, là có chuyện gì muốn thương lượng với ngươi. Nhiều Vũ Đình vội vàng nói, tẩu tử, ngươi nói. Ha ha, là như vậy, chúng ta là hảo tỉ muội ngươi nhìn a tiểu phàm cũng đến cơ quan quy định kết hôn muộn muộn dục tuổi tác, ngươi cho tham mưu một chút, có cái gì thích hợp nữ hài tử không có. Giản Tú Hoa vừa cười vừa nói nhiều vũ đình cũng cười lên nói tẩu tử nguyên lai like người nghĩ muốn ta làm bà mối a à. một bên chơi điện thoại di động phương do mỹ lại nhếch miệng, nói thầm hai chữ thanh âm nhỏ khó thể nghe nhưng tiêu phàm nội lực gì cùng tinh thâm phương do mỹ nói thầm thanh âm dù nhỏ hắn lại là nghe được thanh thanh sở sở lão thổ phương do mỹ nói thầm chính là hai chữ này tiêu phàm không khỏi âm thầm bật cười cái này đều niên đại nào thế mà còn muốn người giới thiệu đối tượng tại phương do mỹ trong mắt quả thực chính là không thể tưởng tượng nổi. Bất quá, dù sao không phải cho nàng giới thiệu đối tượng, cũng liền không quan trọng, không ảnh hưởng phương đại tiểu thư chơi điện thoại. Loại sự tình này tại phương do Mỹ trong mắt cố nhiên lão thổ tới cực điểm, hai vị mẫu thân lại là hào hứng giạt rào, thậm chí ngay cả đường phố đều không đi đi dạo, là ở chỗ này khí thế ngất trời thương lượng. Tẩu tử, vậy ngươi trước được nói cho ta nghe một chút đi, ngươi muốn cái gì điều kiện? Cho tiêu bộ trưởng tiểu hài giới thiệu đối tượng, nhưng không phải bình thường. Đàm thanh, cô bé này nhưng là muốn trở thành lão tiêu gia dài cháu dâu. Giản tú hoa vừa cười vừa nói cũng không có gì cụ thể điều kiện tóm lại phù hợp là được. Tỷ như tướng mạo phải đẹp điểm họ cách muốn tốt điểm, không thể quá cứng gia đình điều kiện nha, ngược lại là không quan trọng. Nói thì nói như thế mấu chốt cũng đến người ta tha quản lý trưởng nhận biết gia đình điều kiện nữ hài tử mới được A. À? Cho lão tiêu nhà làm vợ cố nhiên không nhất định không phải là cùng cùng phân lượng đại hào môn xuất thân, cũng không thể cách biệt quá xa. Nếu như tiêu phàm là tự do yêu đương, như vậy người bình thường cô nương cũng là có khả năng gả vào hào môn, giới này thiệu, tự nhiên không giống. Giản Tú Hoa nói, liền liếc phương do Mỹ một chút. Ngụ ý chính là nói, cô nương ra tướng mạo, có thể phương do Mỹ làm điểm mốc. Nhiều vũ đình lại cảnh giác, chẳng lẽ, Giản Tú Hoa đang đánh nàng khuê nữ chủ ý cái này nhưng tuyệt đối không được, không phải nói tiêu ra không tốt, mấu chốt tiêu phàm bản thân nghề nghiệp là cái vấn đề lớn, chú định không có cơ hội tại hoạn lộ bên trên trở nên nổi bật. chương 155, cực hung hiện ra. Tiêu phàm, bây giờ tại đơn vị nào đi làm A? À? Nhiều vũ đình nguyên vốn có chút do dự, này sẽ lại là trực tiếp mở miệng liền hỏi, cũng không lo được giản tú hoa cảm thụ. Tại tông giáo cục A, à, còn tại tông giáo cục A, à, có suy nghĩ hay không đổi đơn vị? Nhiều vũ đình nhẹ giọng hỏi, giản tú hoa sắc mặt thoảng qua có chút không dễ nhìn lắm, cùng tiêu chạm đồng dạng, giản tú hoa rất kiêng kỵ người khác ở trước mặt nhấc lên tiêu phàm làm việc vấn đề. Tiêu phàm mỉm cười nói, tha a di, ta cảm thấy tông giáo cục rất tốt. Tông giáo cục là làm gì? Một bên chơi điện thoại di động phương do Mỹ cắm miệng hỏi, có phải là đãi ngộ rất tốt a? À? mua như thế xe tốt, hơn 2 triệu a? À. Đây mới là phương do Mỹ tương đối chú trọng vấn đề làm phương gia thiên kim đại tiểu thư, một đài xe Mercedes tự nhiên sẽ không để cho nàng ngạc nhiên, nàng kỳ quái là tông giáo cục cán bộ làm sao lại cùng đại bôn dạng này xe cá nhân dính líu quan hệ. Hẳn là cái này tiêu phàm là cái thần côn, giả danh lừa bịp ngoa nhân tiền tài. Lại hoặc là, là cái hoàn khố, trên danh nghĩa tại tông giáo cục đi làm, kỳ thực đánh lấy trong nhà hàng hiệu tử, thay đổi biện pháp kiếm tiền. Phương gia gia giáo, tương đối mà nói, tương đối nghiêm khắc. Phương do Mỹ cứ việc rất được phụ mẫu sủng ái, nhưng đại nguyên tắc bên trên, Phương Lê cùng như Vũ Đình xưa nay không mập mờ. Phương do Mỹ niên kỷ nhỏ hơn, ăn mặc cùng tiêu vặt, tự nhiên thiếu không được nàng, nhưng xe sang châu báu đổ trang sức những này xa xỉ phẩm, đối phương do Mỹ mà nói, vẫn như cũ còn rất xa xôi. Trái lại bên người nàng một chút tiểu thế ra hoặc là mới giàu dai tầng xuất thân người đồng lứa, bởi vì cha mẹ nuông chiều, tuổi còn nhỏ liền xe sang tên trạch rượu ngon món ngon, vượt qua ngợp trong vàng son người thượng đẳng sinh hoạt. Tiểu hài tử ra, khinh bỉ chi dư, cũng không khỏi có mấy phân ao ước. Tiểu cô nương tâm tư, nguyên bản là 10 điểm mâu thuẫn. Nhiều vũ đình lại chừng khuê nữ một chút, phương do Mỹ chỉ làm không nhìn thấy. Nhiều vũ đình lại cũng muốn tìm hiểu một chút, tiêu phàm đến cùng đang làm những gì. Phương do Mỹ hoài nghi không phải là không có đạo lý, tông giáo cục cán bộ, không có thu nhập thêm, thật đúng là mở không dậy nổi đại bôn cái này tiêu phàm nếu là cái thần côn hoặc là cái hoàn khố, dù coi như hắn là tiêu gia tử đệ, nhiều vũ đình cũng không nhất định sẽ giới thiệu với hắn đối tượng. Miễn cho hại con gái người ta, đây cũng là bà mối cơ bản chức trách, tiêu phàm cười cười, nói ta hiểu một điểm đồ cổ, cũng thích cất giữ những vật này, một đài xe Mercedes, có đôi khi cũng chính là một cái tiểu vật hiện giá cả. Đồ cổ A, nghe nói là rất đến tiền, kia trên tay người mang cái này chỉ điểm, là cái nào triều đại đồ cổ. Phương do Mỹ lập tức hứng thú, duỗi ra thon dài ngón tay trắng nõn, chỉ hướng tiêu phàm ngón giữa tay phải bên trên mang cái kia Thúy Ngọc chỉ điểm. Chỉ điểm, có một loại thuyết pháp là khởi nguyên từ toàn tộc, bọc tại trên ngón tay cái, bắn tên lúc dùng để bảo hộ ngón cái không bị dây cung cắt tổn thương, lại xưng ban chỉ. Kỳ thật ngọc chế chỉ điểm, lịch triều lịch đại đều có, cũng không phải là toàn tộc đặc sắc. Đây là đại minh, dĩ nhiên chính là huyền thiên thiên đưa cho hắn cái kia chỉ điểm, tiêu phàm suy đoán là xuất từ dương minh tiên sinh chi mộ. Ba kiện pháp khí, tiêu phàm một mực đeo đeo ở trên người, chậm rãi hấp thu ẩn chứa trong đó tinh hoa nguyên khí. Mặc dù là cổ nhân chi vật, trôn sâu lòng đất mấy trăm năm, chủ nhân khi còn sống nguyên khí trôi qua không ít, nhưng cũng vẫn là có rất lớn ích lợi. Phương do Mỹ lại biểu môi, tựa hồ cảm thấy đại minh không tính quá xa xôi, hoặc là tại trong mắt của nàng, cái gọi là đồ cổ, tối thiểu cũng được hơn ngàn năm lịch sử A. Đại Minh, quá gần nói như vậy người chỉ dựa vào nhặt nhạnh chỗ tốt bán đồ cổ liền có thể kiếm nhiều tiền rồi tiểu cô nương không biết ở nơi nào nhìn tiểu thuyết cảm thấy nhặt nhạnh chỗ tốt là cái rất chuyện dễ dàng có thể một đêm chợt giàu tiêu phàm mỉm cười nói hiện tại nhặt nhạnh chỗ tốt không dễ dàng mà lại bình thường mà nói trừ văn vật con buôn đại đa số người thích đồ cổ là vì cất giữ không phải bán lấy tiền phương do mỹ gật gật đầu mềm mại tiểu thân thể dựa vào phía sau một chút lại chơi điện thoại đi không còn phản ứng tiêu phàm. Nhiều vũ đình trầm ngâm nói, tiêu phàm, tha a di có cái đề nghị, người chớ để ý a. À. Tha a di thỉnh giảng, ta đề nghị người có phải hay không cân nhắc đổi đơn vị. Tông giáo cục là không sai, cái gì công việc đều cần người đi làm nha. Bất quá ngươi là người trẻ tuổi, cũng không cần thiết cả một đời ở tại cùng một đơn vị. Có thể cân nhắc đi xí nghiệp phát triển một chút, ai nha, vũ đình, người nói quá đúng, cùng ta ý nghĩ giống nhau như đúc. Tiểu phàm, người hẳn là nghe tha a di lời nói suy nghĩ thật kỹ một chút đề nghị này giản tú hoa lập tức phụ họa theo đuôi khách quan đến nói nhiều vũ đình đề nghị này là thật vì tiêu phàm tốt tiêu phàm đã có xuất gia kinh lịch lại nghĩ trở lại đường đường chính chính thể chế bên trong nhất định không khả năng nhưng đi xí nghiệp lại không phải là không thể cân nhắc cứ việc hiện tại xí nghiệp quốc doanh rất nhiều vẫn như cũ có hành chính cấp bậc bất quá tại quản lý hình thức bên trên dù sao cùng công tác đảng hành chính đơn vị có rõ ràng khác nhau. Lấy tiêu phàm tình huống, sau này muốn lên đến phó bộ cấp, có lẽ có ít khó khăn, nhưng mà muốn lên đến chính thính cấp bậc, chỉ cần không phải có danh khí nhất kia mấy nhà độc quyền họ cỡ lớn xí nghiệp nhà nước, có tiêu ra hàng hiệu tử bảo bọc, nhưng cũng không khó khăn lắm. Cỡ lớn xí nghiệp quốc doanh tổng giám đốc, thân phận địa vị cũng là không phải bình thường. Vô luận như thế nào, so sánh với tông giáo cục mạnh quá nhiều, nhiều vũ đình cho tiêu phàm giới thiệu đối tượng thời điểm, lực lượng liền muốn đủ được nhiều. Tiêu phàm vẫn như cũ duy trì lễ phép mỉm cười, nhẹ nói, tha a di, ngài đề nghị này ta rất tán đồng. Bất quá, cá nhân ta có đam mê này, thích nghiên cứu tông giáo điển tịch. Tông giáo cục làm việc, cũng cùng ngoại giới nhận biết có chỗ khác biệt. Thật sao, có cái gì khác biệt đâu? Nhiều vũ đình hỏi ngược lại, liền họ cách mà nói, nhiều vũ đình cũng là rất cường thế, tăng thêm thân phận của nàng còn tại đó, quen thuộc giữ lời nói, đối với ý kiến phản đối, không phải như vậy nghe lọt. Tiêu phàm vừa cẩn thận quan sát một chút nhiều vũ đình tướng mạo, thần sắc trở nên ngưng trọng lên, nói tha a di, ngài có phải là hai ngày sau đó phải đi xa nhà một chuyến. Ừm, um, ba ngày sau đi, đi cửa sắt, ai, tiêu phàm, làm sao người biết ta muốn đi xa nhà. Nhiều vũ đình song mi có chút dương lên, có vẻ như tình huống này, ngay cả giản tú hoa cũng không biết. Nhiều vũ đình cùng giản tú hoa là khuê mật, nhưng các nàng loại này khuê mật, cùng gia đình bình thường bà chủ ở giữa khuê mật có rất rõ ràng khác nhau, cũng chính là cùng một chỗ đi dạo phố, làm một chút mỹ dung cái gì, hòa nói bên trong cũng không nấu điện thoại cháo, đem chuyện ngồi lê đôi mách đều lấy ra trò chuyện một phen. Làm việc là làm việc, sinh hoạt là sinh hoạt, thân là cả nước họ bán chính thức cơ cấu quản lý trưởng, nhiều vũ đình đối này được chia rất rõ ràng. Tiêu phàm trầm ngâm, không có vội vã trả lời nhiều vũ đình hỏi thăm, giản tú hoa liền có chút oán trách nói, tiểu phàm, có lời gì, người cứ nói đi, tha a di lại không phải ngoại nhân. Giản tú hoa biết nhiều vũ đình họ cách, tiêu phàm ở trước mặt nàng lại nhảy, chỉ sợ nhiều vũ đình sẽ mười điểm không vui. Cũng không nên không lý do, đem nhiều vũ đình cùng lão phương nhà cho đắc tội. Đúng vậy a à, tiêu phàm, có chuyện nói thẳng, đừng có cái gì lo lắng. Coi như nói sai, tha a di cũng sẽ không trách ngươi. Tha a di lần này hành trình, có thể hay không hủy bỏ. Tiêu phàm 10 điểm nghiêm túc nói, kỳ thật từ nhìn thấy nhiều vũ đình lần đầu tiên, tiêu phàm liền phát giác nàng khí sắc không đúng. Ấn đường chỗ huyết quang chợt hiện, hung văn trực chỉ trời bên trong, đuôi lông mày tán loạn, chân núi xương mù bốc hơi, chính là cực hung hiện ra. Tiêu phàm bất động thanh sắc lên một quẻ, phát hiện cái này cực hung hiện ra ứng tại tây nam phương hướng. Vô cực chín tướng thia cùng dịch kinh khởi nguyên từ cùng thời đại, nó ý nghĩa chính cùng dịch kinh đồng dạng, tinh túy ở chỗ một cái biến chữ. Nói cách khác, mỗi người tướng mệnh vận thế, không phải đã hình thành thì không thay đổi, sẽ theo ngoại giới hoàn cảnh lớn cùng tự thân tác phong làm việc khác biệt mà lên biến hóa. Từ vô cực chín tướng thiên, thọ tướng thứ ba cùng vô cực chín tướng thiên, cướp khổ tướng thứ tư ghi chép đến xem, nhiều vũ đình loại này cực hung hiện ra thuộc về có thể lẩn tránh một loại kia, vô cực môn xưng là sinh cướp, mà không thể lẩn tránh một loại kia đại kiếp, lại xưng là tử kiếp trừ phi có đại năng lực thuật sư thi pháp, nghịch thiên cải mệnh, tìm tới thay cướp người hoặc là thay cướp chi vật, mới có thể hóa giải. Nhiều vũ đình thần sắc thoảng qua hiển lộ ra không vui chi ý, nhíu mày nói, tiêu phàm, người đây là ý gì a? À? Giản tú hoa cũng vội vàng tức nói, tiểu phàm, đừng nói lung tung. Nàng thực tế là rất lo lắng tiêu phàm nói ra cái gì thất lễ lời nói tới. Tại nhiều vũ đình trước mặt trang thần côn, nhưng chưa chắc là ý kiến hay. Tiêu phàm nhẹ nói, tha a di, có lẽ ngươi cũng không tin tướng mệnh mà nói, nhưng chuyện này xác thực thật nghiêm trọng. Ta vẫn là đề nghị ngươi hủy bỏ hai ngày sau hành trình. Tướng mệnh, nhiều vũ đình lấy làm kinh hãi. Tiêu Phàm, ngươi đến cùng muốn nói điều gì? Phương do mỹ lực chú ý cũng từ trên điện thoại di động rời, liếc Tiêu Phàm một chút, hỏi ai, nếu là mẹ ta không hủy bỏ hành trình, kia sẽ như thế nào a? À? Cực hung hiện ra, hỏa sát thân, Tiêu Phàm chậm rãi nói, giọng nói vô cùng nó ngưng trọng. Tiểu phàm, giản tú hoa là thật sự tức giận, âm điệu lập tức đề cao không ít, trêu đến cách đó không xa mấy vị khách nhân đều hướng bên này nhìn quanh. Nói đùa cái gì, như vậy cũng có thể nói lung tung. Nhiều vũ đình cũng không phải gia đình bình thường bà chủ. Phương do Mỹ lại vừa cười vừa nói, ý của ngươi là nói, sẽ chết người. Tiểu nha đầu mặt mũi tràn đầy đều là mỉa mai chi ý. Cái này người nào a? À? Thanh thiên trắng nói, chạy đến nhà mình lão mụ tới trước mặt nói hưu nói vượt, đây không phải rủa người còn lão tiêu gia tử đệ đâu lão tiêu nhà làm sao lại ra loại này người không đáng tin cậy thật là khiến người ta mở rộng tầm mắt nhiều vũ đình cũng không có nổi giận dù sao cũng là tại công chúng trường hợp tha quản lý trưởng phải chú ý cái phong độ bất quá nhìn ánh mắt của nàng hiển nhiên cũng đối tiêu phàm bất mãn vô cùng khe khẽ lắc đầu nói tiêu phàm người tại tông giáo cục chính là nghiên cứu cái này tiêu phàm khẽ thở dài một tiếng hắn biết rõ cùng không tin số mệnh tướng người đàm loại chủ đề này đa số thời điểm liền là kết quả như vậy nhưng nhiều vũ đình tướng mạo bên trên điểm giữ thực tế quá rõ ràng tăng thêm quẻ tượng phụ trợ nếu như không ngăn cản nàng khẳng định là giữ nhiều lành ít dạng này sự tình tiêu phàm không có gặp được gọi là không thể làm gì đã gặp vô luận như thế nào cũng không thể bỏ mặc huống chi nhiều vũ đình là mẫu thân hắn khuê mật phương gia nữ chủ nhân tha a di nếu như nhất định không thể hủy bỏ hành trình lời nói như vậy cái này chỉ điểm mời ngươi mang theo đi tiêu phàm nói đem ngón tay bên trên thúy ngọc chỉ điểm lấy xuống nhẹ nhàng bày ra tại nhiêu vũ đình trước mặt cái này chỉ điểm bên trên nguyên khí hắn còn chỉ hấp thu đại bộ phận phân còn có gần một nửa chưa từng hấp thu nhưng trong lúc này tiêu phàm không có chút nào bùn xỉn không bỏ chỉ điểm quý giá đến đâu cùng nhân mạng khách quan cũng là càng ngày càng xa suốt tiểu phàm giản tú hoa vừa tức vừa gấp hận không thể đưa tay đem cái kia chỉ điểm cầm trở về quá mất mặt cái này giả thần giả quỷ sớm biết dạng này hôm nay thật không nên dẫn hắn ra cùng nhiều vũ đình mẫu nữ gặp mặt không biết cũng bị người nhà ở sau lưng trò cười thành bộ dáng gì đâu nhiều vũ đình bưng lên cà phê uống một ngục nhìn ra được nàng đang cật lực kiềm chế mình không vui bất kể nói thế nào tiêu phàm là lão tiêu gia đích trưởng tôn ngay trước giản tú hoa ở đây nên được lưu mấy phần mặt mũi tốt ta nhận lấy cảm ơn ngươi. Nhiều vũ đình chậm rãi để cà phê xuống, cầm qua viên kia chỉ điểm, tường tận xem xét một chút, lập tức bọc tại ngón tay của mình phía trên. Lấy nhiều vũ đình ánh mắt, tự nhiên nhìn ra được, mặc kệ tiêu phàm như thế nào nói hưu nói vượt, cái này chỉ điểm quả thật là thượng phẩm. Tiêu phàm không chút do dự liền đưa cho hắn, tối thiểu không phải cái hẹp hòi ra hỏa. Tha A-di, vô luận như thế nào, xin ngươi nhất định phải đem cái này chỉ điểm mang theo trên tay. Tiêu Phàm lại không để ý tới các nàng tâm tư, lại một lần nữa rất trịnh trọng nói. Được, nhiều vũ đình vẫn như cũ mỉm cười đáp ứng, lập tức đứng dậy. Tẩu tử, ta còn có chút việc, hôm nay liền không bồi ngươi đi dạo, lần sau a. À. Tiểu Mỹ, đi thôi, tốt, lần sau, giản tú hoa cũng không giữ lại, ra tình hình như vậy, nàng nơi nào còn có tâm tình đi dạo cái gì đường phố. Khết thảy đều bừa bãi, thật không biết tiểu phàm là chuyện gì xảy ra, trong nhà đều không nói những vật này, làm sao đến bên ngoài, tại nhiều vũ đình trước mặt như thế không chú ý. Nhiều vũ đình lúc đầu nhất quán tốt phong độ, lần này cũng không nhịn được. Mặc dù nói, giản tú hoa cũng không sợ đắc tội người, nhưng không thể như thế không giải thích được đắc tội A. Còn tốt, nhiều vũ đình nhận lấy tiêu phàm cho cái kia chỉ điểm, hoặc nhiều hoặc ít xem như dự lưu lại sau này gặp mặt chỗ trống. Này, tiêu phàm ca ca, gặp lại. Lúc trước khi ra cửa, nhảy nhảy nhót nhót cùng tại nhiều vũ đình sau lưng phương do mỹ bỗng nhiên nghiêng đầu lại hướng tiêu phàm dương giơ tay nhìn qua cười hì hì hồn nhiên ngây thơ bất quá trên mặt vẻ châm chọc lại là rõ ràng tướng mệnh vận trình rất nhiều người già trung niên cũng không tin không nói đến phương do mỹ dạng này trẻ tuổi tiểu cô nương nhìn về phía tiêu phàm ánh mắt quả thực liền trực tiếp đem hắn xem như bệnh tâm thần người bệnh tiêu phàm mỉm cười nhẹ gật đầu tiểu phàm người chuyện gì xảy ra đâu mắt thấy nhiều vũ đình mang theo nữ nhi vội vàng mà đi, giản tú hoa thực tế là nhịn không được. Người làm sao có thể như thế cùng tha a di nói chuyện, mẹ còn trông cậy vào nàng cho người tìm kiếm cái tốt đối tượng đâu. Nhiều vũ đình bởi vì làm việc quan hệ, giao du so giản tú hoa rộng lớn được nhiều, giản tú hoa xác thực đem hy vọng đều ký thác vào nhiều vũ đình trên thân. Lần này tốt, toàn nện, cao môn đại hộ, nhà nào khuê nữ không phải cục cưng quý giá, ai nguyện ý đem khuê nữ gả cho một cái giả thần giả quỷ thần côn. Cho dù là lão tiêu gia tử đệ cũng không được, tiêu phàm nhẹ nhàng lắc đầu, không có hướng mẫu thân giải thích. Có một số việc, tại không có nhìn thấy kết quả trước đó, bất kỳ cái gì giải thích đều là phí công. Chỉ hy vọng nhiều vũ đình đi ra ngoài thời điểm, có thể nhớ được hắn, đeo lên viên kia chỉ điểm. chương 156, tai nạn xe cộ một đài Audi đại hát vỏ bọc phi nhanh tại kinh sư thông hướng Yến Bắc tỉnh lỵ cửa sắt thành phố trên đường cao tốc, tốc độ xe rất nhanh, bất quá thân xe rất bình ổn. Một thân trang phục chính thức ăn mặc nhiều vũ đình ngồi ở ghế sau bên trên đọc qua tư liệu. Đây là Yến Bắc phân hội đưa lên báo cáo, nhiều vũ đình chạy tới cho bọn hắn triển khai cuộc họp, thương lượng giải quyết một vài vấn đề. Luận sự, nhiều vũ đình là một vị kinh nghiệp quản lý trưởng, hàng năm đều sẽ không chối từ khổ cực, tiến về các nơi, hoặc điều tra nghiên cứu khảo sát, hoặc chỉ đạo làm việc, hoặc giải quyết vấn đề. Bọn hắn hiệp sẽ làm ra đến một chút điều tra nghiên cứu báo cáo, ngay cả nhất lãnh đạo cấp cao đều chú ý. Cứ việc thân xe rất bình ổn, nhưng trên xe nhìn vật liệu một lúc sau, liền có chút choáng đầu. Nhiều vũ đình đem vật liệu để xuống, đưa tay rụi rụi mắt phanh mắt, mang tại trên ngón vô danh Thúy Ngọc chỉ điểm chạm đến chóp mũi, lập tức một cỗ ý lạnh truyền đến. Cái này mai chỉ điểm cùng phổ thông ngón tay Ngọc điểm có chỗ khác biệt, bình thường ngón tay ngọc điểm mang trên ngón tay, thời gian hơi dài, liền trở nên tương đối ấm áp, cái này Mai Thúy Ngọc chỉ điểm nhưng thủy trung lành lạnh, tựa hồ che không nóng. Cực hung hiện ra, họa sát thân, nhiều vũ đình thấp giọng tự nói một câu, khóe miệng hiện lên một nụ cười khổ. Lão tiêu nhà đứa bé kia, cũng thật là, học đạo khả năng thanh đầu óc học cái xấu, cùng nàng nói những này không giải thích được. Nhiều vũ đình không tin những vật này, nàng là đứng đắn xuất thân chính quy, khoa học tự nhiên sinh viên, thích dùng khoa học quan điểm đi phân tích thế giới. Bất quá hắn tặng cái này mai chỉ điểm, ngược lại quả thật không tệ, nhiều vũ đình rất thích. Đi ra ngoài trước đó, ma xui quỷ khiến liền mang tại trên ngón tay. Cùng lần này từ Liêu Đông trở về về sau, phải thật tốt cùng giản tú hoa nói chuyện, vô luận như thế nào, đều muốn cho tiêu phàm thay cái đơn vị làm việc. Tiểu tử kia, dáng dấp nhã nhận, đặc biệt tuấn tú, nhiều vũ đình xem xét liền có mấy phân thưởng thức, hết lần này tới lần khác thích hoàng lão chi học, lải nhải, đáng tiếc. Nếu hắn nghe khuyên, nguyện ý lạc đường biết quay lại, như vậy nhiều vũ đình ngược lại thật sự là nguyện ý giới thiệu với hắn cái tốt đối tượng. Bất kể nói thế nào, lão tiêu ra biển chữ vàng đủ lóe sáng. Mà lại tiêu phàm nhìn qua họ cách hiền lành, sau khi kết hôn, hẳn là một cái sẽ quan tâm người hảo lão công. Từ thủ đô đến cửa sắt chừng 300 cây em, tăng thêm trong thành phố hành trình, xa hành ước chừng 3 cái rưỡi đến 4 giờ. Nhiều vũ đình tác họ nhẹ nhàng dựa vào phía sau một chút, hai mắt khép hờ, nghỉ ngơi một lát. Nhiều vũ đình kế hoạch vừa đến cửa sắt sử dụng hết cơm trưa về sau, lập tức triệu tập phân hội các đồng chí học nghiên cứu. Trên xe nghỉ ngơi một hồi, dưỡng dưỡng tinh thần, trong xe rất yên tĩnh, chỉ có động cơ truyền ra nhỏ xíu sàn sạt thanh âm. Từ kính chiếu hậu bên trong nhìn thấy quản lý trưởng đang nhắm mắt dưỡng thần, lái xe lập tức đóng lại âm nhạc. Thủ đô thông hướng cửa sắt đường cao tốc, dị thường bận rộn, số lượng xe chạy cực lớn. Ước chừng sau nửa giờ, một trận kịch liệt bị bỏng cảm giác từ tay trái trên ngón vô danh chuyển đến nhiều vũ đình đột nhiên bừng tỉnh lập tức tiện ý thức đến cỗ này bị bỏng cảm giác là tới từ cái kia thúy ngọc chỉ điểm phản xạ có điều kiện như lập tức đem chỉ điểm lấy xuống vứt qua một bên bất quá kia cỗ bị bỏng cảm giác nhưng lại chưa tiêu mất ngược lại càng ngày càng là mãnh liệt nhiều vũ đình chỉ cảm thấy một tim đập thình thịch phảng phất có một cái bàn tay vô hình bỗng nhiên chiếm lấy trái tim của nàng trong lúc nhất thời ngay cả khí đều không kịp thở dừng xe nhanh, dừng xe. Nhiều vũ đình lập tức quay cửa xe xuống, bỗng nhiên tuôn ra tiến vào trong xe gió lớn đưa nàng tinh xảo búi tóc đều thổi phải có chút lộn xộn. Lái xe cơ hồ là phản xạ có điều kiện như một cước đạp xuống phanh lại. Từ kính chiếu hậu bên trong có thể nhìn thấy, quản lý trưởng sắc mặt đã kinh biến đến mức trắng bệch. Xe còn không có hoàn toàn dừng hẳn, nhiều vũ đình liền mở cửa xe, nhảy xuống tới, ghé vào đường cao tốc hàng rào phía trên, liên thanh nôn khan, nhưng lại quẹ không ra thứ gì đến, chỉ là khó chịu không nói ra được. Quản lý trưởng, người làm sao rồi? Lái xe cùng thư ký liên tục không ngừng từ trong xe chạy xuống, liên thanh hỏi. Nhiều vũ đình không nói lời nào, cả người đều ghé vào trên hàng rào, yêu nhã phong độ là nửa điểm đều không để ý tới. Tiểu hạ, trong xe có tinh dầu không? Nhanh lấy tới, thư ký liền hướng lái xe kêu lên, tiến lên cho nhiều vũ đình đập sau lưng. Lái xe là nam đồng chí, liền không tốt có động tác như vậy, nghe vậy vội vàng đáp ứng, quay người về trong xe đi lấy tinh dầu. Tiểu hạ, cẩn thận, bỗng nhiên, thư ký la hoảng lên, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, một đài lớn xe hàng nhanh như điện chấp từ sau bên cạnh đụng vào. Sự tình vừa rồi phát sinh quá đột ngột, lái xe cơ hồ không có cân nhắc cái khác, trực tiếp ngay tại đường cao tốc bên trên ngừng xe, mặc dù cũng có sang bên, dù sao không phải khẩn cấp dừng xe mang, đã nghiêm trọng vi phạm luật lệ nhiều vũ đình ngạc nhiên quay đầu nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh chỉ nghe ẩm vang một tiếng thật lớn lớn audi bị đâm đến lăng không bay ra ngoài thẳng té ra ngoài mấy chục thước lớn xe hàng một mực sông về phía trước một trận cực kỳ tiếng thắng xe chói tai vang lên trọn vẹn bốn năm mươi mét lớn xe hàng mới rốt cục cũng ngừng lại lúc này lớn audi sớm đã bẩy xoay tám lệch không còn hình dáng mảnh vỡ giải đầy một chỗ nhiều vũ đình cùng thư ký trợn mắt hốc mồm sắc mặt tái nhợt phải như tờ giấy Tiểu hạ, tiểu hạ đâu? Tiểu hạ thế nào? Chố mắt thật lâu, nhiều vũ đình mới hồi phục tinh thần lại, luôn miệng mà hỏi thăm. Không biết, thư ký lắc đầu liên tục, mặt mũi tràn đầy kinh hãi, sợ hãi không thôi. Ngay sau đó, lái xe tiểu hạ liền từ ven đường trong rãnh bỏ ra, máu chảy đầy mặt, toàn thân run rẩy như loạn run. Nói đến, cũng là hắn mạng lớn, lớn xe hàng đụng tới thời điểm, kịp thời hướng bên cạnh lóe lên một cái, bất quá vẫn là bị vén đến trong rãnh, rơi thất điên bát đảo, ngược lại cũng chỉ là bị thương ngoài ra, không có trở ngại, chỉ là dọa đến quá sức, tam hồn lục phách chạy mất hơn phân nửa. Nhiều vũ đình toàn thân đều mềm, đối thư ký nói, điện thoại. Thư ký run lẩy bẩy tác tác đưa điện thoại di động đưa cho nàng, nhiều vũ đình tiếp nhận đi, đã không có đánh 122, cũng không có đánh một trực tiếp cho giản tú hoa gọi tới. Uy, tẩu tử, vũ đình, là ngươi A, chuyện gì? Ngươi, ngươi ở đâu? Giản Tú Hoa tựa hồ nghe ra không đúng, nhiều vũ đỉnh thanh âm chưa tỉnh hồn. "Tẩu tử, đừng hỏi, phát sinh tai nạn xe cộ." Giản Tú Hoa giật nảy cả mình, kêu lên a. À. "Ở chỗ nào, làm sao phát sinh tai nạn xe cộ, có nặng lắm không?" "Không sao, tẩu tử, người đem Tiêu Phàm điện thoại nói cho ta." "Đúng đúng, ta hiện tại liền muốn điện thoại của hắn." "Tốt, ta ghi nhớ, tạ ơn. Tiêu Phàm là tại Hán Hải Hào môn tiếp vào nhiều vũ đỉnh điện thoại." dựa theo cơ khinh xa cho hắn sách tham khảo ý kiến, tiêu phàm cuối cùng tại hãn hải hào môn mua một bộ 120 hòa đơn nguyên phòng, ba phòng ngủ hai phòng khách, dễ nhận đỏ cho hắn mức độ lớn nhất ưu đãi. Dựa theo dễ nhận đỏ ý tứ, bộ phòng này nên trực tiếp đưa cho tiêu phàm. Lại mặc kẻ tiêu phàm có phải là hào môn đại thiếu, hướng về phía cơ khinh xa đối hắn khách khí như vậy, liền xứng đáng ân tình này. Bất quá cơ khinh xa không có bất kỳ cái gì phương diện này ra hiệu, dễ nhận đỏ cuối cùng không dám lỗ mãng thân là trung tâm mua sắm lão thủ dễ nhận đỏ không phải thường minh trắng một cái đạo lý đó chính là tặng lễ cũng phải nhìn quan hệ quan hệ không tới cái kia phân thượng người liền ôm núi vàng núi bạc cũng đưa không đi ra ngay cả cửa đều sờ không được cơ khinh xa đều như vậy quan trọng người để ý ngươi một phòng nhỏ a à. không có dẫn lửa tiêu một ít vỗ mông ngựa đến đùi ngựa bên trên ngược lại không hay hai ngày này tiêu phàm đều bồi tiếp azelena đang bận hồ phòng ở trang trí sự tình Azelena đặc biệt hưng phấn, cùng tất cả rơi vào bể tình bên trong tiểu cô nương đồng dạng, đối tân phòng trang trí biểu hiện ra cực lớn nhiệt tình, thậm chí đem mình tiền riêng đều móc ra, bận bịu trước chạy sau, toàn bộ hành trình tham dự trang trí hành động. Tiêu Phàm một mực bồi tiếp nàng, chí ít tại ngoại giới trong mắt, hai người bọn họ là một đôi. Chúng ta đi xem dụng cụ gia đình đi, có được hay không? Tuyển một cái giường lớn, đánh giá trống rỗng phòng ngủ chính. Azelena giữ chặt tiêu phàm tay, bật thốt lên nói, bỗng nhiên giống như là ý thức được cái gì, như bạch ngọc khuôn mặt nhỏ trở nên đỏ rực, vội vàng cúi đầu xuống, nhẹ khẽ cắn chặt kiểu diễm môi đỏ, hoang mang rối loạn tiểu bộ dáng, quả thực làm người chịu mến. Tốt, tiêu phàm xoa xoa nàng đầu đầy tóc vàng, mỉm cười nói. Có lẽ, nơi này sẽ trở thành Azelena cái thứ hai chân chính trên ý nghĩa nhà. Tuổi thơ thời đại cái nhà kia, cách nàng đã quá xa xôi, ấn tượng sớm đã mơ hồ không rõ, mặc dù tiêu phàm rất rõ ràng azelena tương lai không sẽ như thế bằng phẳng an nhàn nhưng ít ra hiện tại có thể cho nàng một chút vui vẻ vì phần này vui vẻ tiêu phàm không ngại nhiều tiêu ít tiền nhiều tìm chút thời giờ không hề chỉ là bởi vì vô cực môn làm việc thiện tích đức môn quy tiêu phàm họ gốc như thế liền ở thời điểm này tiêu phàm điện thoại vang lên người tốt tiêu phàm sao ta là nhiều vũ đình tha a di tiêu phàm vội vàng nói tha a di tốt nhiều vũ đình cười khổ một tiếng nói không tốt lắm ta bây giờ tại đi cửa sắt đường cao tốc bên trên vừa mới phát sinh tai nạn xe cộ xe của ta bị đụng bay tiêu phàm bắt đầu lo lắng liền vội vàng hỏi tha a di những người khác không có phát sinh thương vong a về phần nhiều vũ đình bản nhân an nguy ngược lại là không cần thiết hỏi lại cái này bất chính gọi điện thoại cho hắn đâu lái xe thụ thương bị vén đến trong rãnh bất quá nhìn tình huống không phải quá nghiêm trọng nhiều vũ đình đã chấn định lại a à, vậy là tốt rồi ta một mực tải lo lắng đâu tiêu phàm lời này ngược lại là xuất phát từ nội tâm hắn giao cho nhiều vũ đình cái kia chỉ điểm là đại minh đại năng tùy thân đeo vật bản thân liền là một kiện khó lường pháp khí chỉ cần nhiều vũ đình đeo ở trên người nhất định có thể né qua đại kiếp chỉ là cái khác người đồng hành vậy liền không an toàn hiện lúc nghe tất cả mọi người không có việc gì tiêu phàm tự nhiên cao hứng tiêu phàm kia cái kia chỉ điểm, nhiều vũ đình bỗng nhiên thấp giọng ngữ khí cũng biến thành 10 điểm trần chờ do dự. Vừa rồi nếu không phải cái kia chỉ điểm kịp thời cảnh báo, hôm nay vẫn thật là nguy hiểm. Đương nhiên, nếu không phải nàng bỗng nhiên yêu cầu dừng xe, tựa hồ liền sẽ không phát sinh tai nạn xe cộ. Nhưng kết hợp tiêu phàm hai ngày trước cho nàng nhắc nhở, nhiều vũ đình trong lòng không nghĩ như vậy. Tiêu phàm tuyệt đối không phải mù mờ, nếu không làm sao có thể trùng hợp như thế. Nàng không đeo cái kia chỉ điểm, có lẽ lớn xe hàng sẽ không đụng vào nàng cưới Audi, nhưng đường cao tốc bên trên tai nạn xe cộ thiên kỳ bách quái, xa xa không chỉ cái này một loại. Lớn xe hàng không đụng vào, không có nghĩa là nàng một chuyến này liền có thể bình an vô sự. Tha a di chỉ điểm khỏi phải tìm, tiêu phàm nhẹ nói, pháp khí đã thay kiếp, tìm tới cũng chỉ là một đống ngọc vỡ. Kia, tiếp xuống làm sao bây giờ? Xem ra nhiều vũ đình là thật bị hù sợ, nàng thực tế không có thể xác định, kế tiếp còn sẽ sẽ không phát sinh ngoài ý muốn khác. Tha a di đã không có việc gì, ngươi yên tâm đi. Thật sao, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Nhiều vũ đình thì thảo nói, thở phào một hơi. chương 157, mời. Bóng đêm buông xuống, hoa nhài câu lạc bộ tư nhân sáng lên ấm áp ánh đèn. Gần đây, loại này câu lạc bộ tư nhân rất lưu hành một thời, trở thành kinh thành danh lưu tụ hội chọn lựa đầu tiên nơi trốn, từ khách sạn phân lưu tới không ít khách hàng khách sạn cho người cảm giác, luôn luôn quá chính thống quá chương trình hóa, rất khó tìm đến xem như ở nhà cảm giác ấm áp cảm giác. Câu lạc bộ tư nhân sở dĩ cấp tốc quật khởi, chính là tại ấm áp hai chữ trên dưới công phu 10 phần. Đương nhiên, nội bộ trang trí xa hoa trình độ, mảy may cũng không tại tinh cấp khách sạn phía dưới. Hoa nhài hội sở ở kinh thành câu lạc bộ tư nhân bên trong là tương đối có danh tiếng, cũng có điểm đặc sắc. Hoa nhài hội sở lớn nhất đặc sắc có 3 loại, đầu tiên là kỳ hoa dị thảo đặc biệt nhiều, hội sở khởi đầu người dốc hết sức lực lục soát la rất nhiều danh hoa tên cây, trồng ở hội sở bên trong. Có người nói đùa nói, hoa nhài hội sở bên trong dù là một gốc tầm thường nhất cỏ nhỏ, cũng là có lai lịch. Thứ hai là vốn riêng đồ ăn làm được rất địa đạo, đầu bếp tay nghề không phải tầm thường. Cái thứ ba đặc điểm thì càng có ý tứ, bắt nguồn từ hội sở lão bản danh tự. Hoa nhài hội sở lão bản, tên là Chu Lớn Thường thật không biết phụ thân hắn lúc trước đầu óc là thế nào nghĩ có lẽ cứ như vậy co lại nhưng sau nhi tử liền hoa lệ lệ gọi là heo đại tràng nhất là khiến người rơi xuống một chỗ kính mắt chính là chu lớn thường nhi tử gọi chu tiểu thường nói cách khác đầu óc động kinh tật xấu này là sẽ truyền nhiễm một đời truyền nhiễm một đời nhưng lại không biết chu tiểu thường nhi tử tương lai lại kêu cái gì chẳng lẽ gọi ruột thừa chu thị phụ tử chẳng những là hoa nhài câu lạc bộ tư nhân lão bản cũng là chủ bếp không uổng công hai người đều lấy như thế phong cách danh tự, tay nghề thực tế là tiêu chuẩn. Nhiều vũ đình là hoa nhài hội sở khách quen, đẳng cấp cao nhất kim cương thẻ khách quý người nắm giữ, nhiều vũ đình mình mời khách ăn cơm, nếu như là tương đối tư nhân bằng hữu bình thường đều là tại hoa nhài hội sở. Chỉ có công vụ bên trên khách nhân mới có thể an bài tại khách sạn. Đi tiến vào hoa nhài hội sở, nhìn xem thỉnh thoảng hiện lên kỳ hoa dị thảo, nghe thanh đạm sảng khoái hương hoa, giản tú hoa nhịn không được chật chật tán thưởng này hội sở rất không tệ, hoa nhài hội sở xây dựng thời gian cũng không quá dài, giản tú hoa hay là đầu một về tới đây tới dùng cơm. Cùng đại đa số câu lạc bộ tư nhân đồng giảng, hoa nhài hội sở cũng là thực hành hội viên chế độ, không phải hoa nhài hội sở hội viên, thân phận của ngươi lại cao, tiền mặt lại nhiều, chu lớn thường chu tiểu thường ra hai cũng là tha thứ không tiếp đái. Hoa nhài hội sở hội viên phí, tại kinh sư tất cả câu lạc bộ tư nhân bên trong, xếp hạng trước ba. Đối với phổ thông tiền lương tộc mà nói, hoa nhài hội sở một năm hội viên phí, chính là một cái thiên văn sổ tự. Tiêu chạm làm quan thanh liêm, giản tú hoa cũng không có kiêm chức, riêng lấy tiền tài mà nói, tại kinh sư hào môn nữ chủ nhân bên trong, giản tú hoa tính được là giai cấp vô sản. Trận kia đột nhiên xuất hiện tai nạn xe cộ, gián đoạn nhiều vũ đình cửa sắt chuyến đi, tại cảnh sát giao thông đuổi tới hiện trường về sau, nhiều vũ đình thuyết minh sơ qua một chút tình huống, lập tức trở lại kinh thành lập tức cho giản tú hoa gọi điện thoại, mời nàng cùng tiêu phàm mẹ con đến hoa nhài hội sở cùng đi ăn tối. Tai nạn xe cộ hiện trường, nhiều vũ đình không để ý cảnh sát giao thông ngăn cản, kiên trì tiến vào làm tổn thương phải không còn hình dáng trong xe Audi, tìm kiếm viên kia Thúy Ngọc chỉ điểm. Nhìn thấy chỉ điểm thời điểm, nhiều vũ đình lại chố cả mắt. Thúy Ngọc chỉ điểm vẫn như cũ yên tĩnh đặt tại xe Audi ghế sau phía trên, phân thành hai nửa, nguyên bản lục oánh oánh Thúy Ngọc biến thành màu xanh lục, ảm đạm không ánh sáng. Nhiều vũ đình giật mình không phải cái này, nàng giật mình là, Thúy Ngọc chỉ điểm rõ ràng không phải là bởi vì va chạm mà làm tổn thương, mà là từ đó chỉnh chỉnh tề tề vỡ thành hai mảnh, giống như là chỉ điểm tự hành vỡ ra. Như vậy va chạm kịch liệt, thế mà cũng không có để chỉ điểm lệch vị trí, hay là ở ghế sau bên trên. Đương nhiên, cũng có thể hiểu như vậy, to lớn lực va đập, để chỉ điểm bay ra ngoài, phía trước cái trên ghế dựa đụng thành hai nửa, may mắn thế nào lại bắn về chỗ ngồi phía sau nhưng là đem chọn sự kiện ăn khớp tưởng tượng, nhiều vũ đình vô luận như thế nào cũng không tin loại này trùng hợp. Thấy lạnh cả người, nháy mắt truyền khắp nhiều vũ đình toàn thân. Đến ban đêm, sự tình đã qua hơn 10 cái giờ, nhiều vũ đình tự nhiên kinh hồn đã định, lại hồi phục thành gió độ yêu nhã, đoan trang cao quý tha quản lý trưởng. Bất quá nàng đối giản tú hoa thái độ, rõ ràng càng thêm thân mật mấy phân. Tẩu tử, nơi này đầu bếp tay nghề cũng không tệ lắm, thật hợp khẩu vị của ta. Tẩu tử về sau có rảnh rỗi, có thể thường xuyên đến nơi đây ăn một bữa cơm. Bọn hắn nơi này cũng có mỹ dung. Nhiều vũ đình mỉm cười nói, tiện tay đưa cho giản tú hoa một trương thẻ. Tẩu tử, đây là bọn hắn thẻ hội viên. Giản tú hoa lấy làm kinh hãi, ngay cả vội khoát tay cự tuyệt, nói: vũ đình, cái này không thể được, ta không thể cầm tấm thẻ này. Nàng cứ việc là lần đầu tiên đến hoa nhài hội sở, nhưng thấy cái này tư thế, trong lòng tựa như gương sáng. Này hội sở tiêu phí tuyệt đối không thấp nhiều vũ đình cái này tấm thẻ hội viên, chỉ sợ có giá trị không nhỏ, nói ít cũng được mấy trăm ngàn. Người lớn như thế tình, cũng không thể tùy tiện cầm. Tẩu tử, chúng ta bao nhiêu năm tìm muội người cùng ta giảng cái này khách khí. Nhiều vũ đình cười, cứng rắn đem thẻ hội viên nhét tiến vào giản tú hoa trong tay. Tiêu phàm liền cười, nhiều vũ đình quả nhiên là nữ cường nhân, cùng bình thường thế gia nữ chủ nhân không hoàn toàn tương tự, tác phong làm việc mang theo hết sức rõ ràng quan trường diễn xuất nàng muốn cảm tạ là tiêu phàm, thế nhưng là tiêu phàm không thiếu tiền. Đừng nhìn tiêu phàm hai ngày trước nói đến hời hợt, nói là mân mê chút đồ chơi nhỏ. Nhưng một cái đồ chơi nhỏ xuất thủ liền có thể đổi lại một đài xe Mercedes, cái này tấm thẻ hội viên đưa đến tiêu phàm trong tay, thật chính là ngàn dặm đưa ngỗng mau lễ nhẹ nhưng tình nặng. Đưa cho giản tú hoa thích hợp nhất, dù sao nàng cùng giản tú hoa là nhiều năm tỉ muội khuê, đối giản tú hoa tình huống hiểu rất rõ ràng. Mẹ, tha a di một phen ý đẹp, người cũng không cần chối từ. Về sau cái này tấm thẻ hội viên, ta phụ trách nạp tiền. Tiêu phàm mỉm cười nói, hắn để ý không phải cái này tấm thẻ hội viên, để ý là nhiều vũ đình động tác này. Theo một ý nghĩa nào đó, nhiều vũ đình có thể đại biểu lão phương nhà, chỉ ít có thể đại biểu trượng phu nàng phương lê chủ nhiệm. Đây mới là tiêu phàm mục đích, lão gia tử trên thân trời cơ che đậy chi lực quá nặng, tiêu phàm hoàn toàn không cách nào nhìn ra bất kỳ đầu mối nào. Cái này kỳ thật rất rõ ràng cho thấy tiêu phàm tại tướng thuật cảnh giới bên trên rơi xuống. Luyện chế càn khôn đại hoàn đan thất bại trong gang tắc, tiêu phàm bị thương cực nặng, bất đắc dĩ lịch hồng trần đại kiếp. Hạo nhiên chính khí tổn thương, có lẽ có thể mượn nhờ ngoại lực cùng dược vật, cấp tốc khỏi hẳn, không bao lâu, lại có thể tu về cảnh giới đại viên mãn. Nhưng thuật pháp cảnh giới bên trên rơi xuống, cũng tuyệt đối không có dễ dàng như vậy trở về. Chẳng những cần thời gian, còn cần nhất định cơ duyên lão gia tử tình huống không rõ ràng cũng liền biểu thị lão tiêu ra tiền đồ vẫn là ẩn số tiêu phàm chỉ có thể từ trình tự bình thường tới tay tại lão gia tử sinh thời hết sức lớn mạnh tiêu ra cùng lấy tiêu ra làm hạch tâm đại phái hệ thực lực có thực lực cường đại làm làm hậu thuẫn dù coi như lão gia tử tuổi thọ không vĩnh xuôi tay đi về phía tây lão tiêu nhà cũng có thể ngăn cản được đến từ các phe áp lực cùng thỉnh thoảng phóng tới ám tiễn lão phương nhà tuyệt đối là đáng giá lung lạc thế gia hào môn Nghe nhi tử nói như vậy, giản tú hoa liền không chối từ nữa, cười đem thẻ hội viên thả tiến vào tùy thân mang theo tiểu khôn bao, nhìn về phía tiêu phàm ánh mắt, lại không là hai ngày trước phàn nàn. Lộ bao lớn một mặt A, à, nhiều vũ đình tâm cao khí ngạo họ tử, giản tú hoa rõ ràng nhất, tại giản tú hoa ấn tượng bên trong, đây là nhiều vũ đình lần thứ nhất mời vãn bối ăn cơm. Đến, tẩu tử, tiêu phàm, chúng ta đi bên trong ngồi đi. Hoa nhài hội sở phòng ăn thiết kế phải cổ kính, có Giang Nam Đình Viện Phong Vận, cũng có Hoàng Gia Lâm Viên Hương Vị, xem như cái hỗn hợp thể. Phương do Mỹ đi theo mụ mụ sau lưng, thỉnh thoảng liếc nhìn tiêu phàm. Bất quá tiểu nha đầu ánh mắt có chút cổ quái, mang theo nói không nên lời hoài nghi cùng trào phúng, thậm chí còn có chút chán ghét. Nhưng lại không biết nàng kia lòng dạ hẹp hòi bên trong, đến cùng suy nghĩ cái gì. Tha quản lý trưởng, ngài tốt ngài tốt, một cái mập mạp chừng 50 tuổi nam tử trung niên tiến lên đón đến, mặc đầu bếp trang áo choàng ngắn, cười ha hả cho nhiều vũ đình chào hỏi chu tổng người tốt nhiều vũ đình mỉm cười tương ứng giản tú hoa liền hơi hơi có chút kỳ quái không rõ nhiều vũ đình vì cái gì cùng một vị đầu bếp béo quen thuộc như thế tàu tử, vị này là chu lớn thường chu tổng hoa nhài hội sở chính là hắn mở hắn đồng thời cũng là đặc biệt cấp một đầu bếp hội sở bên trong khách nhân trọng yếu điểm đồ ăn đều là chu tổng tự mình xuống bếp chu tổng giới thiệu cho ngươi một chút vị này là giản tú hoa giản chủ nhiệm vị này là tiêu phàm tiêu trưởng phòng. Lúc giới thiệu, tự nhiên là sưng hô chức vụ, ở kinh thành câu lạc bộ tư nhân, nào đó nào đó chủ tịch nào đó nào đó giám đốc dạng này danh hiệu, quả thực không thế nào nổi tiếng, để người rất dễ dàng liền đem bọn hắn cùng dê béo cung cấp. Mà thủ đô lớn nha môn một vị trưởng phòng, cũng tuyệt đối xem như cái nhân vật, bao nhiêu chủ tịch giám đốc đều muốn cầu người ta, xem người ta sắc mặt làm việc. Ngài tốt, ngài tốt, giản chủ nhiệm, ngài tốt, tiêu trưởng phòng hoan nghênh quang lâm hoa nhài bồng tất sinh huy chu lớn thường bận biểu tức hướng giản tú hoa tiêu phàm hạ thấp người vấn an vị này chu chủ tịch kiêm đặc biệt gấp một đầu bếp toàn thân trên dưới đều tròn vo miệng cười thường mở giống tôn phật di lặc tướng mạo tương đương chất phác cũng không gây người chán ghét từ nhiều vũ đình giới thiệu bên trong chu lớn thường rất bén nhạy ý thức được hai vị này tuyệt đối không phải nhân vật đơn giản nhiều vũ đình là bối cảnh gì chu lớn thường ít nhiều biết một chút rất nhiều đến hoa nhài khách nhân, đối nhiều vũ đình đều đều cung kính có thừa. Hiện tại nhiều vũ đình xưng giản tú hoa vì tẩu tử, rõ ràng là một loại nào đó tôn xưng. Không hề nghi ngờ, hai vị này xuất thân dòng dõi không tại nhiều vũ đình phía dưới. Giản tú hoa mỉm cười khách khí hai câu, tiêu phàm vươn tay, cùng chu lớn thường nắm một chút. Chu lớn thường bàn tay cực kỳ đầy đặn, thịt đoàn đoàn, nhưng cùng đại đa số đầu bếp không giống, chu lớn thường bàn tay phi thường khô giáo, không có chút nào dính canh mang nước, càng không dầu mỡ, lúc bắt tay, tương đương trầm ổn hữu lực, không giống đa số mập mạp, cùng người nắm tay. Tiêu phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, quả nhiên cũng không phải nhân vật đơn giản, lập tức chu lớn thường tự mình dẫn đường, đem nhiều vũ đình một nhóm lĩnh tiến vào một cái ghế lô, cửa sổ mở ra, ngoài cửa sổ chính là một lùm bụi hoa nhài, nở rộ lấy trắng noãn đóa hoa, hương hoa sông vào mũi, khiến người thần thanh khí sảng nhiều vũ đình cũng không nhường nhịn giản tú hoa cùng tiêu phàm, trực tiếp điểm vài món thức ăn. Nàng là khách quen của nơi này, biết những cái nào đồ ăn kinh điển nhất, lại là không cần phải khách khí. Tối nay lúc đầu cũng không phải vì tới dùng cơm. chương 158, người dự đoán một chút, ta lúc nào không may. chu lớn thường tự mình xuống bếp, thu xếp tinh thần, rất nhanh mấy thứ đồ ăn thường ngày liền đưa đi lên. Giản tú hoa vừa cười vừa nói, nha, cái này trứng chiên thật đúng là hương tất cả đều là đồ ăn thường ngày, ngay cả một cái quý báu thức ăn cũng không nhìn thấy. Nhiều vũ đình mỉm cười nói, đến hoa nhài, liền là hướng về phía chu ra hai người làm đồ ăn thường ngày đến, địa đạo. Có thể đem đơn giản nhất đồ ăn làm ra tốt nhất hương vị đến, mới thật sự là đầu bếp. Tỉ như cái này bàn bạo hoa bầu dục khác đầu bếp làm được, cho người ta cảm giác chính là một bàn hoa bầu dục bắt lửa. chu lớn thường làm được, mới là bạo hoa bầu dục Bạo hoa bầu dục rau xào thịt, trứng chiên. Dạng này đồ ăn, tại khác khách sạn, nhiều vũ đình xưa nay không ăn, càng sẽ không điểm. Nàng 10 điểm giảng cứu đạo dưỡng sinh, động vật nội tạng rất ít ăn. Nhưng ở hoa nhài, còn liền chuyên môn điểm những này đồ ăn. Tiêu phàm cười nói, tại bình thường chỗ thấy thần kỳ, mới là thật thần kỳ. Chính là đạo lý này, nhiều vũ đình gật gật đầu, lập tức lại cảm thán một tiếng. Tiêu phàm, người cũng là chân thần kỳ. Tiêu phàm cười khoát tay áo, nói tha a di quá khen mệnh lý tướng học cùng số học đồng giảng đều xem như tổ tông chi học lưu truyền mấy ngàn năm tổng là có chút đạo lý một chút hiện tượng xác thực hơi đặc biệt lấy chúng ta bây giờ khoa học trình độ rất khó làm ra giải thích hợp lý nhưng cũng không biểu hiện loại hiện tượng này chính là phong kiến mê tín chân tướng luôn luôn đang không ngừng thăm dò bên trong nhiều vũ đình nhẹ nhàng gật đầu nói đúng vậy a à một ít chuyện nếu như không phải chân thực phát sinh ở bên cạnh mình, khả năng rất nhiều người cũng sẽ không tin tưởng. Xem ra ta cái này quan niệm cũng cần phải sửa lại một chút. Phương do Mỹ liền có chút giật mình nhìn mẫu thân một chút. Tại trong trí nhớ của nàng, nhiều vũ đình là một cái phi thường cố chấp người, có rất ít người có thể cải biến quan điểm của nàng, thậm chí ngay cả Phương do Mỹ phụ thân Phương Lê đều rất khó làm được. Hiện tại thế mà tại tiêu phàm trước mặt nói lời như vậy. Đối nữ nhi ánh mắt kinh ngạc, nhiều vũ đình tự nhiên không thêm để ý tới, bưng lên một chén trà xanh, nói tẩu tử, tiêu phàm, ta không thích lắm uống rượu, lấy trà thay rượu đi. Chúng ta ý tứ một chút, giản tú hoa cười nâng chung trà lên, tiêu phàm cũng nâng chung trà lên, mọi người chạm thử, đều không nói lời nào. Nhiều vũ đình có thể làm được cái dạng này, đã phi thường khó lường, ý cảm tạ, đều không nói bên trong. Có mấy lời không cần nói ra được, nếu không liền tục. Ai, khoan hãy nói, cái này trứng chiên xác thực ăn ngon giản tú hoa nếm thử một miếng trứng chiên mặt bên trên lập tức lộ ra thần sắc kinh ngạc tán thưởng nhiều vũ đình vừa cười vừa nói chỗ này không thể thường đến không phải rất khó bao ở miệng của mình khẩu vị của ta đều muốn bị nuôi điêu xem như đối chu lớn thường tay nghề cho cực cao đánh giá phương do mỹ không uống trà bưng một bình đồ uống thỉnh thoảng uống một ngụm tinh lực vẫn như cũ chỉ thả trên điện thoại di động bất quá luôn luôn thừa dịp người không chú ý thời điểm, liếc tiêu phàm một chút, tựa hồ muốn tìm ra tiêu phàm sơ hở. Tiểu nha đầu đánh chết đều không tin, tiêu phàm sẽ dự đoán, còn dự đoán phải như vậy tinh chuẩn. Tất cả đều là gạt người trò xiếc, nếu có thể đem hắn vạch trần, kia mới tốt chơi. Đến lúc đó, nhìn hắn lại là một bộ như thế nào sắc mặt. Lão ngụ cũng thật là, hòa nói bên trong như vậy người tinh minh, tại sao lại bị ra hỏa này lừa gạt được nhìn tư thế kia thật đúng là thanh cái này giả thần giả quỷ ra hỏa xem như nhân vật không tầm thường phương do mỹ loại này tiểu động tác trốn chỗ nào qua được tiêu phàm đáy mắt chỉ làm không biết thôi lúc này tiêu phàm thật đúng là không có nhiều như vậy thời gian dỗi đi suy nghĩ tâm tư của cô gái nhỏ tiêu phàm nói một chút đi người muốn tìm cái dạng gì đối tượng a à? nhiều vũ đình cười hỏi mang lên một chút trêu chọc ngữ khí cái này liền vô cùng ghê gớm ở thế ra vãn bối trước mặt nhiều vũ đình bình thường đều 10 điểm giảng cứu thể thống. Tiêu phàm cười cười, nói tha a di, chuyện này ta còn thực sự chưa nghĩ ra. Lời nói thật cùng ngài nói, ta hiện tại cũng còn không có làm tốt kết hôn tâm lý chuẩn bị. Ừm, lời này có trình độ, không có ý định kết hôn, bất quá đảm yêu đương, trò chơi hồng trần vẫn là có thể. Ta nói các người nam sinh làm sao đều là một bộ này a, à? Có thể hay không đến điểm sáng tạo cái mới, phụ trách một điểm được không? không đợi nhiều vũ đình mở miệng, phương do Mỹ liền mở ra mắt to, rất khinh thường nói, mặt mũi tràn đầy xem thường thần sắc. Nhiều vũ đình sẵn giọng từ đẹp, lại nói lung tung, không có lớn không có tiểu nhân. Tiêu phàm ca ca lại không phải học sinh trung học, người cho rằng cùng bạn học của ngươi đồng dạng là tiểu nam sinh. Tiểu nam sinh làm sao rồi? Tiểu nam sinh trí ít đơn thuần, chân thành, sẽ không giả thần. Sẽ không lắc lư người. Phương do Mỹ một điểm không thèm chịu nể mặt mũi. Xem ra, nàng lúc đầu muốn nói giả thần giả quỷ, cân nhắc đến giản tú hoa đang ngồi, cuối cùng dừng cương trước bờ vực, đem lời đến khóe miệng nuốt trở vào, đổi lên một cái công kích tính chẳng phải mạnh chữ. Nhiều vũ đình cầm bảo bối này khuê nữ cũng thực có chút bất đắc dĩ, đành phải xin lỗi cười một tiếng, nói tẩu tử, tiêu phàm, chớ để ý a à, nhà đầu này chính là như thế cái họ cách, nhanh mồm nhanh miệng, nói chuyện không thế nào qua đầu óc. Giản tú hoa rộng lượng cười một tiếng, nói, không sao không sao, tiểu Mỹ vẫn còn con nít nha. Đồng ngôn vô kỵ, đồng ngôn vô kỵ, nguyên bản nhiều vũ đình phê bình nàng nói chuyện bất quá đầu óc, phương do Mỹ cực muốn phản bác, như trước vẫn là làm phiền giản tú hoa mặt mũi, nhẹ nhàng hừ một tiếng, lại vùi đầu đi chơi điện thoại. Ở trong mắt nàng, nhiều vũ đình giản tú hoa khen không dứt miệng mấy dạng này đồ ăn thường ngày, cũng chỉ bình thường. Phương do Mỹ ở độ tuổi này tiểu cô nương tiểu hòa tử, rất nhiều người đều bị rót lấy ăn hàng xương hào nhưng ăn hàng cùng lão thao là hai chuyện khác nhau. Ăn hàng để ý số lượng, để ý nhấm nháp các loại khác biệt đồ ăn, nhưng tuyệt không nghiên cứu khẩu vị. Khẩu vị là đã có tuổi người và mỹ thực nhà lão thao mới giảng cứu. Ha ha, tẩu tử, tiêu phàm vẫn có chút mặt non. Nhiều vũ đình vừa cười vừa nói, cho tiêu phàm tìm cái bậc thang. Giản tú hoa liền có chút sầu mi khổ kiểm, ai nói không phải đâu. Những năm này, tiểu phàm vào xem lấy nghiên cứu học vấn, nhân tình thế sự không hiểu. Tiêu phàm âm thầm buồn cười. Tại lão mộ miệng bên trong, những cái kia lại nhảy đồ vật, bỗng nhiên liền biến thành học vấn. Rất không tệ chuyển biến, nói đến cũng bình thường, cái này học vấn thế nhưng là cứu nhiều vũ đình một mạng, còn không thể nói là học vấn, nên là đại học vấn đâu. Có thể cứu người, có thể thế thế học vấn, đương nhiên là đại học vấn. Như vậy đi, tiêu phàm, tha a di đâu hảo hảo cho ngươi tìm kiếm một chút, cứ dựa theo cái kia ý kiến, tướng mạo đoan trang, họ cách nhu hòa, ý kiến của ngươi thế nào? Nhiều vũ đình biểu hiện ra cực lớn nhiệt tình, tiêu phàm mỉm cười gật đầu, nói tốt, hết thảy đều xin nhờ tha a di. Đối với giới thiệu đối tượng, ra mắt chuyện như vậy, tiêu chân nhân tự nhiên sẽ không thật sự có hứng thú, bất quá nhìn lão mụ kia sốt ruột phát hỏa hận không thể ngày mai liền cháu trai ấm tư thế, tiêu phàm cũng chỉ có thể như thế đáp lại nhiều vũ đình một phen ý đẹp. Dù sao có nhìn hay không được, muốn hay không cưới về nhà làm vợ, Quyền chủ động là ở trong tay chính mình. Đã muốn lịch hồng Trần Kiếp, muốn trợ giúp tổ phụ phụ thân đem lão tiêu nhà phát triển lớn mạnh, những sự tình này luôn luôn muốn trốn không thoát. Thế ra hào môn vòng tròn cứ như vậy lớn, đem ra giảng giải vô ở ngoài cũng là cả sảnh đường phú quý, tử tôn kéo dài. Một bữa cơm ăn đến rất là vui vẻ. Tẩu tử, tối nay không muốn gấp an bài a, bọn hắn nơi này mỹ dung mỹ phát làm được cũng tạm được, nếu không chúng ta đi thử xem. Cơm nước xong xuôi, nhiều vũ đình cười phát ra mời đại ân cứu mạng cũng không thể vô cùng đơn giản ăn bữa cơm coi như nhiều vũ đình nên biểu hiện được càng thêm khách khí một chút lại nói nàng cùng giản tú hoa nguyên bản là khuê những sự tình này thường xuyên cùng một chỗ làm tốt vậy liền đi thử xem giản tú hoa tự nhiên sẽ không chối từ cứ việc nàng hòa nói bên trong cũng không chú ý quá nhiều chuyện trong chính trị nhưng xuất thân thế ra gả vào hào môn mấy chục năm mưa dầm thấm đất xuống tới đối chính trị lý giải cùng ngộ tính, hoàn toàn không phải gia đình bình thường bà chủ có thể so. Mắt thấy tiêu phàm một câu bên trong, nhiều vũ đình thái độ thân mật, đương nhiên muốn thừa cơ hội này, tiến một bước cùng nhiều vũ đình phát triển tình cảm, đem tiêu ra phương ra chặt chẽ liên hệ với nhau. Tiêu phàm, người có thích hay không đánh bowling? Nhiều vũ đình lại hướng tiêu phàm hỏi thăm, thích, tiêu phàm ngầm cười nói, kỳ thật hắn không có đánh qua bowling, bất quá biết quy tắc vô cực môn trưởng giáo chân nhân hòa nói bên trong cứ việc chuyên tâm nghiên cứu thuật pháp, dù sao không là sinh hoạt tại ngăn cách với đời hoàn cảnh bên trong, hắn đồng thời còn là lão tiêu gia đích trưởng tôn, một chút thế tục giải trí hoạt động, cũng có biết nghe. Vậy thì tốt, tiểu Mỹ cũng thích chơi bóng, hai người đi đánh mấy ván đi, chúng ta khả năng cần tốn một chút thời gian. Được rồi, tiêu phàm vẫn như cũ khiêm cung lễ phép, được, vậy chúng ta đi trước Mỹ dung bộ, kiện thân trung tâm ở bên trái, tiểu Mỹ biết nói sao đi mẹ, các người mau đi đi, ta lại không là tiểu hài tử. Phương do Mỹ có chút không kiên nhẫn nói, ngươi không là tiểu hài tử là cái gì, chẳng lẽ ngươi là đại nhân A? À? Nhiều vũ đình liền trách cứ một câu, Phương do Mỹ ưỡn ngực, đừng nhìn nàng nghiên kỷ nhỏ hơn, quy mô lại là tương đương khả quan, đường cong cao ngất. Ý tứ này chính là nói, ngươi nhìn ta là đại nhân còn là tiểu hài tử. Nhiều vũ đình có chút bất đắc dĩ lắc đầu, cũng lười sẽ dạy đạo nàng, phối hợp cùng giản tú hoa đi Mỹ dung bộ. Mắt thấy hai vị mẫu thân chuyển qua hành lang không nhìn thấy, Phương do Mỹ lập tức hai tay ôm ngực, đen nhánh mắt to trừng phải tròn căng, lạnh cười nói tiêu trưởng phòng, người thật đúng là cái lớn lắc lư. Tiêu phàm nơi nào sẽ cùng dạng này tiểu cô nương so đo. Cười cười, nói, đi thôi, đi quán bầu linh chơi bóng đi. Dừng lại, tiểu cô nương một tiếng gào to, tiếp tục trừng mắt tiêu phàm, mặt mũi tràn đầy không tín nhiệm thần sắc. Cái này ngay miệng, nàng cái kia có tâm tư đi đánh cái gì bowling à. tiêu phàm quả thật dừng lại mỉm cười nhìn qua nàng trong ánh mắt tất cả đều là đại ca ca nhìn tiểu muội muội hồ nháo cái chủng loại kia bất đắc dĩ phương do mỹ tiếp tục hai tay ôm ngực vây quanh tiêu phàm đổi tới đổi lui trên dưới giò xét người nói người đến cùng là thế nào che hay là cái này căn bản chính là người bày kế tiêu phàm lắc đầu có chút buồn cười nói cái này cũng có thể trù hoạch chu hoạch lớn xe hàng tại trên đường cao tốc đụng bay phương ra nữ chủ nhân xe Audi. Thật không biết tiểu nha đầu này đầu bên trong suy nghĩ cái gì. Tiểu cô nương tựa hồ cũng cảm thấy mình lời nói này phải có điểm ngang ngược vô lý, trong mắt nhanh như chấp một trận loạn chuyển, nói tốt, người muốn để ta tin tưởng đây là ngươi dự đoán, vậy ngươi dự đoán một chút, ta lúc nào không may. Tốt, đợi chút nữa đi quán bowling thời điểm, chú ý dựa vào trái, không muốn dựa vào phải, không phải sẽ thụ thương. Tiêu Phàm rất tùy ý nói. Chương 159, ngươi là yêu quái. Ừm, Phương Do Mỹ mắt to lập tức liền trợn tròn, ngươi nói là ta đợi chút nữa liền muốn không may. Cùng với ta, sẽ không, tiêu phàm mỉm cười nói, ngữ khí lại vô so chắc chắn. Chiếu ý tứ này, ngươi là thần tiên hạ phàm rồi. Vậy ngươi có thể hay không bay a à? bay một cái cho ta xem một chút, nhìn ngươi có thể hay không từ trên trời ngã xuống phương do mỹ không tự chủ được cho tiêu phàm dùng tới lạc biện luận thuật trước tự tác chủ trương giả thiết một cái khả năng họ sau đó nắm chặt điểm này vô hạn phát huy cuối cùng luận chứng người khác chính là nói hưu nói vượn tiêu phàm cũng không tức giận vừa cười vừa nói có thể a à, thích hợp thời điểm ta bay cho ngươi xem ngươi vô lại mắt thấy tiêu phàm luôn luôn không chậm không nhanh không có chút rung động nào phương do mỹ cũng có chút bất đắc dĩ cùng người biện luận sợ nhất chính là gặp được tiêu phàm đối thủ như vậy vĩnh viễn không cùng ngươi xung đột chính diện nói rõ một chút đều không muốn cùng ngươi dây dưa cùng loại người này cãi nhau thật chán đầy ngập đấu trí tìm không thấy phát tiết chỗ vậy thì tốt chúng ta cái này liền đi chơi bóng ta lại đi bên phải lệch muốn nhìn ta là thế nào xui xẻo được tiêu phàm hay là mỉm cười gật đầu hừ tiểu cô nương thẳng cái mũi nhỏ nhếch lên hai tay giấu ra sau lưng mười ngón quấn dao tại nho nhỏ trên cặp mông phương dưới chân mang theo nhảy nhót y tứ trực tiếp hướng về phía trước, không thèm để ý tiêu phàm. Đen nhánh mái tóc, như là sa tanh nhấc lên gợn sóng thức chập trùng. Tiểu nha đầu sắc thực rất đẹp, vô luận tướng mạo, dáng người đều là một cùng một tiểu mỹ nhân, chính là họ cách có chút phi chủ lưu. Tiêu phàm cười cười, âm thầm đi theo nàng phía sau. Phương do mỹ miệng thảo luận phải cứng rắn, tựa hồ căn bản cũng không tin tiêu phàm dự đoán, kiên trì đi tại đường nhỏ phía bên phải, bất quá một đôi mắt to bên trong lại tràn đầy cảnh giác, không ngừng quét mắt hết thảy chung quanh, sợ có đồ vật gì từ ven đường bụi hoa bên trong siêu sông tới, đem mình ngã nhào xuống đất. Bóng đêm dần sâu, hoa nhài hội sở trong rừng đường mòn hai bên, hoa mộc sum xuê, theo gió khinh vũ, tại đèn đường mờ mờ dưới biến ảo các loại khác biệt hình dạng, bốn phía yên tĩnh, phương do Mỹ trong đầu còn thật có chút sợ hãi. Nàng không sợ khác, nàng sợ quỷ. Suốt cục, quán bầu linh đang nhìn, nhìn xem cầu cửa quán miệng huy hoàng ánh đèn cùng trước mắt rộng mở trong sáng mặt đất xi măng, Tiểu Nha đầu âm thầm thở phào một cái. Đi tới quán bowling Linh cổng, Phương Do Mỹ bỗng nhiên xoay người lại, lại giật nảy mình. Tiêu Phàm liền cùng ở sau lưng nàng, cách xa nhau không đến một mét. Trên đường đi Tiểu Nha đầu chỉ lo hướng về phía trước, tuyệt không về sau nhìn, tránh khỏi ra hỏa này cho là mình đang chờ hắn. Cảm giác bên trên, Tiêu Phàm cách nàng có chút xa, không nghĩ tới liền áp sát vào mình phía sau. Người người này, chuyện gì xảy ra a? À? Thuộc mèo đi đường một điểm thanh âm đều không có. Phương do Mỹ lập tức rất tức giận, kém chút thanh mình dọa sợ, tiêu phàm mỉm cười, không lên tiếng. Phương do Mỹ nhếch miệng, rất khinh thường nói, uy, thế nào a? À? Ta hiện tại còn không phải hảo hảo, đều nói người đang gạt người, người chính là cái lớn lắc lư. Cẩn thận, tiêu phàm bỗng nhiên nói, duỗi tay ra, tiểu cô nương còn không có lấy lại tinh thần, kiều tiểu nhân thủ đoạn liền bị một chi ấm áp đại thủ bắt được, lập tức một cỗ đại lực truyền đến, Kiều Nộn tiểu thân thể liền không tự chủ được hướng Tiêu Phàm nhào vào ngực. "A, à, ngươi làm gì?" Tiểu nha đầu hét dầm lên. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, quán linh phía trên đại môn đến rơi xuống một cái đen xì đồ vật, phanh một tiếng, tại Phương Do Mỹ bên chân rơi vỡ nát, gốm sứ mảnh vỡ cùng bùn đất văng tứ phía. Phương Do Mỹ vội vàng không kịp chuẩn bị, lại là rít lên một tiếng, lập tức chui tiến vào Tiêu Phàm ôm ấp. Tiểu thân thể kiều kiều non nớt mềm mại mà giàu có độ đàn hồi, mùi thơm xông vào mũi. Nói cần nhờ trái đi, không muốn dựa vào phải, tiêu phàm thấp giọng nói, kinh hồn hơi định, phương do Mỹ mới phát hiện, kia ngã xuống đen xì đồ vật, là một cái chậu hoa. Quán bao linh phía trên đại môn, cũng trưng bày một loạt hoa cỏ, cái này chậu hoa liền đến rơi xuống. Nếu như không phải tiêu phàm sớm đã có chuẩn bị, phương do Mỹ liền sẽ bị nện vừa vặn. Cầu quán bảo an viên nghe tới tiếng vang, chạy tới, gặp một lần chuyện này hình, liên tục không ngừng hướng hai người nói xin lỗi. Chuyện gì xảy ra, các người này làm sao làm nha, kém chút liền thanh ta đập chết. Phương do Mỹ rất tức giận kêu la, nhìn qua, tiểu cô nương xác thực tương đương sinh khí. Dọa kêu to một tiếng ngược lại là thứ yếu, mấu chốt lại bị tiêu phàm được đúng, tiểu nha đầu bây giờ không có mặt mũi. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Bảo an viên luôn miệng nói thật xin lỗi. Có thể đến hoa nhài tiêu phí, mỗi một cái đều không đơn giản, không phải quan lớn chính là cự giả, nếu không phải là quan nhị đại phú nhị đại. Những công tử này tiểu thư thật đúng là đắc tội không nổi, huống chi bản thân cái này cũng là hội sở vấn đề. Hừ, sau một khắc, Phương do Mỹ mới ý thức tới mình còn giúp vào tiêu phàm trong lồng ngực, lập tức xấu hổ đầy mặt đỏ bừng, lập tức dùng sức uốn eo eo, tránh ra khỏi đi, không còn hướng bảo an viên nổi giận, nổi giận đùng đùng tiếp cận tiêu phàm. Tựa hồ đây hết thảy, cũng đều là tiêu phàm sai. Tiêu phàm cũng không để ý tới tiểu cô nương lửa giật, an ủi kinh sợ bảo an viên hai câu, chậm rãi đi tiến vào cầu quán. Tốt, ta nhìn ngươi có phải hay không thật thần tiên. Kinh ngạc nhìn nhìn qua tiêu phàm không chậm không nhanh bóng lưng, phương do Mỹ nhẹ nhàng dậm chân một cái, lẩm bẩm một câu, gấp đi theo sát. Hoa nhài hội sở quán bâu linh tương đối mini, chỉ có tám đầu cầu nói. Dù sao cầu quán chỉ là toàn bộ kiện thân nơi trốn một cái tạo thành bộ phân, tương đối mà nói, Bowling đối thể lực yêu cầu rất cao, bình thường sống an nhàn sung sướng quan ra người giàu có, thật đúng là không thể chơi nhiều. Nếu là xính mạnh, toàn thân đau nhức muốn vài ngày mới có thể có chỗ làm dịu, tư vị kia xác thực không được tốt thụ. Dưới mắt tại quán bowling bên trong chơi bóng, cũng liền hơn 10 cái người, phân làm 4 phát, chiếm cứ 4 đầu cầu nói, ầm ầm, đánh cho khí thế ngất trời. Đến, chúng ta chơi bóng, người có thể hay không chơi? phương do Mỹ bên trên lấy ra một cái màu hồng phấn tám bang cầu. Nàng thân cao trọn, dù sao niên kỷ nhỏ hơn, lại là nữ hài tử, thể lực bên trên tự nhiên không thể cùng nam tử trưởng thành đánh đồng. Bất quá tiểu cô nương đối tiêu phàm hoài nghi, xác thực không phải không có lý. Tiêu phàm nhìn qua thực tế quá nhã nhặn, sắc mặt tái nhợt, ẩn ẩn mang theo thần sắc có bệnh, mảy may cũng không giống là thường xuyên rèn luyện dáng vẻ. Ta hiểu được quy tắc, không có đánh qua, tiêu phàm như nói thật nói dạng này a à, kia ta dạy cho ngươi đi nhìn xem là như thế này cầm banh dùng ngón giữa cùng ngón áp út đừng dùng ngón trỏ ngón trỏ khí lực không đủ a à, chính là như vậy tiểu cô nương tự thân dạy dỗ chạy lấy đà mấy bước rất tiêu sái đưa trong tay cầu đánh ra ngoài tư thế uyển chuyển âm một tiếng đánh bại tám chiếc bình màn hình điện tử bên trên cho thấy tám phân phương do mỹ lần thứ hai ném bóng lại đánh trúng một cái bình nhỏ được chín phân thấy không chính là như vậy đánh, nhớ phân quy tắc cũng rất đơn giản, vừa nhìn liền biết. Đến, ngươi thử một chút, ngươi dùng 12 bang, không, dùng 10 bang A. Phương do Mỹ lại là có hảo ý, lo lắng 12 bang cầu tiêu phàm căn bản liền vung bất động. Tiêu phàm cũng không nhận biết, tiếp nhận 10 bang lục cầu, chiếu vào phương do Mỹ dáng vẻ, chạy lấy đả mấy bước, đưa bóng văng ra ngoài, kết quả cầu trực tiếp lăn đến bên cạnh lỗ khảm bên trong đi. Ăn zero, Phương do Mỹ cười khanh khách, nguyên lai người thật là thái điểu, sẽ không chơi thì thôi nha, chúng ta có thể đi chơi khác, đánh cầu lông, cầu đều có thể. Tiêu phàm cười nói, mọi thứ đều là học mà mà biết, không là sinh ra đã biết. Cái này không khó học, được, chính là lời này, chúng ta trước học một ván, học xong sau, chính thức tranh tài. Được, đối với không phải rất chuyện gấp gáp, tiêu phàm nhất quán đều là loại này hiền hòa thái độ vô cực môn mặc dù cùng chính tông đạo môn truyền thừa có chút không giống nhau lắm, nhưng tu tâm nuôi họ, thiện chí giúp người giáo nghĩa căn bản là nhất trí. Tiểu Mỹ, người khoảng thời gian này chú ý một chút đi, ở trường học không muốn gây gổ với người. Tiêu phàm một bên đánh lấy bô linh, một bên thuận miệng nói. Ai, dừng lại, người lại nghĩ lừa phỉnh ta đúng không? Phương do Mỹ lớn chừng mắt, đầy cõi lòng cảnh giác nhìn qua tiêu phàm. Tiêu phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, quả nhiên không cần phải nhiều lời nữa. Phương do Mỹ trên gương mặt, một đầu nếp nhăn lọt vào trong miệng, chủ gần đây bên trong phạm miệng lưỡi, mắt phải rác mang theo sát khí, chủ tổn thương. Bất quá vấn đề không nghiêm trọng lắm, tiêu phàm cũng cũng không phải là 10 điểm quan trọng. Chỉ là Phương do Mỹ dạng này kiều kiều nữ, dù coi như là chảy ra một chút, nghĩ đến cũng sẽ rất khó chịu đi. Tiêu phàm ngậm miệng lại, Phương do Mỹ lại không chịu yên tĩnh, đen bóng con mắt chuyển hai lần, bỗng nhiên cười hì hì nói, nếu không như vậy đi, chúng ta tranh tài một trận. Ngươi nếu là thắng, ta liền thừa nhận ngươi nói có đạo lý. Ta nếu là thắng, ngươi liền thừa nhận mình là nói hưu nói vượt, lắc lư người, có được hay không? Cái này logic coi là thật cổ quái, rất tốt rất cường đại. Mệnh lý tướng thuật cùng bowling tranh tài thắng thua lại kéo đến bên trên quan hệ thế nào? Ai ngờ tiêu phàm hay là cười gật đầu, nói một tiếng tốt? Phương do Mỹ liền hưng phấn lên, cái này thái điểu, nơi nào sẽ là phương tiểu thư đối thủ? Quả nhiên! Phương tiểu thư ván đầu tiên liền đánh ra cái bổ bên trong, nhất thời nhếch lên cái mũi nhỏ, đắc ý nhìn qua tiêu phàm. Tiêu phàm cười cười, tuyển một cái nặng nhất 16 bang cầu. Phương do Mỹ lập tức kêu la, ai ai, người cẩn thận một chút, kia là 16 bang, người đánh cho động sao. Luyện tập thời điểm, tiêu phàm một mực đánh đều là 10 bang nhẹ cầu. Thử nhìn một chút, tiêu phàm mỉm cười, chạy lấy đà, cầu xuất thủ, đánh lấy xoáy nhi thẳng tiến lên, đều trúng. A, à, vận khí rất tốt sao? Xem ta, tiểu nha đầu kỹ thuật bóng quả thật không tệ, lại đánh 9 phân. Tiêu phàm hay là 16 bang nặng cầu, hay là đều chúng? Phương do Mỹ mở to hai mắt nhìn, vận khí này cũng tốt quá không hợp thói thường đi, hai cái đều chúng. Ai biết kế tiếp còn có càng tà môn sự tình, cái thứ ba đều chúng, cái thứ tư đều chúng, đánh tới cái thứ sáu đều chúng thời điểm, quán bowling bên trong khách nhân khác thậm chí nhân viên công tác đều kinh động, nhào nhào vứt xuống mình cầu, chạy đến đạo thứ 5 đến xem náo nhiệt. Đều chúng, đều chúng, đều chúng, hết thảy 12 cái đều chúng. Khi màn hình điện tử bên trên đánh ra 300 phân đầy phân thời điểm, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, há to miệng, không khép lại được tới. Hoa nhài hội sở quán bowling, còn từ không có người đánh ra qua 300 phân, cái thành tích này, coi như tại quốc tế trong trận đấu, cũng là tuyệt đối quán quân, bởi vì không có khả năng có so cái này cao hơn điểm số. Ngươi, ngươi, ngươi là yêu quái. Phương do Mỹ bỗng nhiên hét dầm lên, đoàn người đều kìm lòng không đặng liên tục gật đầu, chỉ cảm thấy tiểu cô nương lời này, rất được tâm ta. chương 160, có loại sự tình này. Giản tú hoa cùng nhiều vũ đình làm hoàn mỹ cho, thần thái sáng láng đi ra, tiêu phàm đang cùng hai tên nam sĩ nói chuyện phiếm nói chuyện, niên kỷ hơi lớn nam tử, hơn 40 tuổi, eo rất xui thẳng, mặc dù mặc thường phục, nhưng trên tóc có một cái quấn, xem xét chính là thường xuyên mang mũ kepi, thần thái khí độ cũng giống là cái quyền lực nhân vật. Trẻ tuổi vị kia, thì là 20 tuổi ra mặt, quần áo cách ăn mặc tương đối mộc mạc, mỉm cười đứng ở một bên, nghe tiêu phàm cùng lớn tuổi nam tử trò chuyện, cũng không xen vào. Phương do Mỹ thì tại hơi địa phương xa một chút, ngoài dữ liệu chính là, tiểu cô nương thế mà cũng không có chơi điện thoại, mà là nhiều hứng thú nhìn qua tiêu phàm, nhìn cái không được, tựa hồ đang tiến hành một loại nào đó nghiên cứu nhìn thấy giản tú hoa nhiều vũ đình nam tử trung niên vội vàng tiến ra đón vẻ mặt tươi cười giản chủ nhiệm tha quản lý trưởng giản tú hoa cảm thấy kinh ngạc quế cục trưởng vị trung niên nam tử này chính là tiểu quế tử lão cha thủ đô cục thành phố quế thanh thu cục phó giản chủ nhiệm ta là quế thanh thu nhiều vũ đình sóng mắt lưu chuyển mỉm cười hỏi quế cục trưởng người cũng là hoa nhài hội viên nhiều vũ đình lão công công từng là chính trị và pháp luật hệ thống đại lão người yêu phương lê trước mắt cũng tại chính pháp ủy làm việc quế thanh thu là thủ đô cục thành phố bài danh phía trên phó cục trưởng nhiều vũ đình tự nhiên cũng là nhận biết quế thanh thu vội vàng đáp tha quản lý trưởng ta không phải hoa nhài hội viên cùng mấy người bằng hữu đến nơi đây ăn một bữa cơm vừa vặn đụng phải tiêu trưởng phòng liền trò chuyện một hồi a à, là như thế này a à. quế cục trưởng cùng tiêu phàm là bằng hữu đúng vậy đúng vậy tha quản lý trưởng đối nhiều vũ đình Quế Thanh Thu hiển nhiên phi thường tôn trọng. Trên thực tế, hắn căn bản cũng không phải là ở đây ngẫu nhiên gặp gỡ bất ngờ tiêu phàm, mà là tiếp vào tiêu phàm điện thoại, chuyên chạy tới. Tiêu phàm cần hắn thích hợp thời điểm tại nhiều vũ đình trước mặt lộ cái mặt. Tiêu phàm mỉm cười gật đầu, hào hảo, vậy các người tiếp tục trò chuyện đi, ta trước xin lỗi không tiếp được. Nhiều vũ đình không có cùng Quế Thanh Thu nói chuyện nhiều, chào hỏi phương do Mỹ một tiếng, lập tức đối giản tú hoa nói, tẩu tử, Ngươi là cùng tiêu phàm cùng một chỗ trở về hay là ta trước đưa ngươi về nhà giản tú hoa vừa cười vừa nói chúng ta cùng đi đi thời gian cũng không còn sớm lão tiêu ở nhà một mình ta cũng không phải yên tâm như vậy được vậy ta trước đưa ngươi về nhà tiêu phàm tha a di cho ngươi đi tìm kiếm đối tượng a nếu là thành ngươi nhưng phải xin tha a di uống rượu mừng nhiều vũ đình vừa cười vừa nói ngữ khí mười điểm tùy ý kia là đương nhiên quên ai cũng không thể quên ngài vị này bà Mai A. Tiêu Phàm cũng mỉm cười đáp, nhiều vũ đình liền cùng Quế Thanh Thu bắt tay, cùng giản tú hoa cùng một chỗ, mang theo phương do Mỹ đi ra ngoài. Phương do Mỹ nghiêng đầu sang chỗ khác, hướng Tiêu Phàm làm cái mặt quỷ, miệng nhỏ khẽ nhúc nhích, tựa hồ lẩm bẩm một câu cái gì, người khác nghe không rõ, Tiêu Phàm lại là nghe được thanh thanh sở sở. Yêu quái, Tiểu Nha đầu nói thầm chính là hai chữ này. Một cái vừa mới học đánh bowling thái điểu, Lần thứ nhất không nghi thức tranh tài, liền đánh ra 300 phân đầy phân, không phải yêu quái là cái gì. Liền xem như vô địch thế giới cấp chuyên nghiệp vận động viên, cũng rất khó đánh ra nghịch thiên như vậy thành tích. 12 lần đều trúng, khả năng không lớn là vận khí. Bất quá tiểu nha đầu nhăn mặt phía trước, nói thầm yêu quái ở phía sau, nàng đối Tiêu Phàm cảm nhận tựa hồ lại phát sinh biến hóa vi diệu nào đó. Tiêu Phàm cười lắc đầu, tiểu nha đầu có tin hay không hắn không quan trọng, chỉ cần như Vũ Đình tin tưởng là được đưa mắt nhìn ba người rời đi, tiểu quế tử nhất bính lão cao, hướng tiêu phàm rũi ra ngón tay cái, ha ha, lão đại, người quá trâu, ta đối với người quả thực bội phục sát đất. Kỳ thật trước mấy ngày tiểu quế tử cho tiêu phàm gọi điện thoại, cũng là ôm cô vọng thử một lần tâm tính. Hắn cùng tiêu phàm tiêu thiên huynh đệ là ca môn, không có nghĩa là tiêu ra lại bởi vậy mà đối với hắn phụ thân thân xuất viện thủ, còn nước còn tắt đi, có lẽ có một tia hy vọng cũng cũng chưa biết không nghĩ tới lão đại nhanh như vậy đã có trả lời chắc chắn, còn không phải có lẽ khả năng loại hình lập lờ nước đôi lời nói, gọn gàng dứt khoát đem cha của hắn cho lĩnh được nhiều vũ đình trước mặt. Nhiều vũ đình loại kia nữ cường nhân như thế ra nữ chủ nhân, làm sao có thể không rõ tiêu phàm cử động lần này dụng ý. Cứ việc không có bất kỳ cái gì biểu thị, nhưng đây không phải mấu chốt, mấu chốt chính là tiêu phàm động tác này. Tiêu phàm nếu là không có có mấy phần chắc chắn, làm sao có thể lỗ mãng để Quế Thanh Thu tại nhiều vũ đình trước mặt biểu diễn. Rất dễ dàng tạo thành hiểu lầm, tiểu Quế Tử mặc dù cùng tiêu phàm liên hệ số lần còn không nhiều, nhưng đối tiêu phàm năng lực cùng khí quyển, kia là có 10 điểm thanh tỉnh nhận biết. Cho tới nay, tiểu Quế Tử còn chưa từng thấy tiêu phàm làm qua chuyện không có nắm chắc. Tiêu trưởng phòng, tạ ơn, Quế Thanh Thu cũng từ đáy lòng nói. Hắn tự nhiên không thể đi theo tiểu quế tử gọi tiêu phàm lão đại hoặc là một thiếu, nên được xưng hô tiêu phàm chức vụ đường đường thủ đô cục thành phố phó cục trưởng nhất định phải dựng lên thể thống tới tiêu phàm mỉm cười khoát tay nói quế thúc thúc không khách khí quế thúc thúc tại trong cục thời gian làm việc tương đối dài cá nhân ta ý kiến đâu đi bộ bên trong làm việc một đoạn thời gian cũng tốt thủ đô cục thành phố cục trưởng từ trước đều là thị ủy thường ủy kiêm nhiệm xem như nhân vật chính trị quế thanh thu thì là nghiệp vụ lãnh đạo đây chính là chức vị chính cùng phó chức khác nhau quế thanh thu muốn tại cục thành phố tiến thêm một bước độ khó quá lớn cơ hồ không có khả năng điều đi bộ bên trong làm việc nhưng thật ra là cái lựa chọn tốt mấu chốt ngay tại ở hắn đến bộ bên trong đi về sau như hà an sắp xếp quế thanh thu vội vàng nói tiêu trưởng phòng ý kiến này hoàn toàn chính xác ta cũng nghĩ như vậy mặc kệ đi đâu đều là làm việc cần ta kiên quyết phục tùng tổ chức an bài chỉ cần có công việc làm không nhàn rỗi là được bộ bên trong lãnh đạo khẳng định cũng sẽ lượng mới ủy dùng. Tiêu Phàm mỉm cười nói: "Đúng vậy, đúng vậy, lãnh đạo tự có cân nhắc, lấy lão phương nhà tại chính trị và pháp luật hệ thống cường thế, cùng phương Lê hiện nay vị trí, nói đến nhổ Quế Thanh Thu, tự nhiên không phải đơn giản như vậy, nhưng chỉ là vì hắn tại bộ bên trong giành một cái có thực quyền chức vụ, độ khó liền thì nhỏ hơn nhiều." Tiêu trưởng phòng, Quế Văn Minh còn trẻ, nếu là hắn có làm được chỗ không đúng, mời Tiêu trưởng phòng nhất định đối với hắn nhiều hơn phê bình giáo dục nếu là không nghe lời tiêu trưởng phòng tùy thời gọi điện thoại cho ta ta giáo huấn hắn quế văn minh chính là tiểu quế tử đại hào cha nhìn ngươi lời nói này chỉ cần là lão đại nói ta câu câu đều nghe từng chữ đều sẽ một mực ghi nhớ tiểu quế tử liền ở một bên nói tiêu phàm cười mà không nói tiểu quế tử cuối cùng vẫn là trẻ tuổi chút nghe lời không nghe được thấu triệt như vậy quế thanh thu đoạn văn này trọng điểm căn bản cũng không phải là nói hắn tiểu quế tử trọng điểm tại tiêu trưởng phòng tùy thời gọi điện thoại cho ta câu này. Quế Thanh Thu chẳng khác gì là tại hướng tiêu phàm, hoặc là nói hướng toàn bộ lão tiêu nhà biểu trung tâm, chỉ cần lúc này ta đã được như nguyệt, sau này mặc kệ chuyện gì, phàm là cần phải ta Quế Thanh Thu địa phương, tiêu trưởng phòng ngài một điện thoại là được, ta tự sẽ liều mạng cho ngươi đi làm. Cái này vừa trò chuyện trời, nhiều vũ đình đã tự mình đem giản tú hoa đưa đến cửa chính miệng. Giản tú hoa mời nhiều vũ đình mẫu nữ về đến trong nhà làm khách tiểu tọa một lát, nhiều vũ đình cười uyển cự lấy thời gian quá muộn làm lý do lái xe rời đi cán bộ khu ký túc xá giản tú hoa mở ra nhà mình cửa phòng đi vào cảm thấy ngoài ý muốn tiêu trạm vẫn chưa tại thư phòng làm việc mà là đốt điếu thuốc trong phòng khách đi qua đi lại giống như là đang suy nghĩ cái gì vấn đề quan trọng lại giống là đi động một cái hoạt động một chút gân cốt trở về rồi tiêu trạm nhìn thấy thê tử nhàn nhạt lên tiếng chào trở về giản tú hoa mặt đỏ lên, nhìn qua thần sắc có chút phấn chấn. Lão tiêu, nói cho người chuyện gì đi, tiêu chạm liền dừng bước, trưng cầu như nhìn về phía giản tú hoa. Quế thanh thu điều động làm việc chuyện kia, người biết a à. Lúc ấy tiểu phàm nói, chuyện này từ hắn đến giải quyết, ta còn lo lắng hắn khoác lác đâu. Hiện tại người đoán làm gì, làm gì, tiêu trạm thuận miệng hỏi ngược lại, này, tiểu phàm thật đúng là thanh chuyện này cho giải quyết. Ồ, Hắn giải quyết như thế nào? Tiêu chạm lập tức hứng thú, truy hỏi một câu. Cứ như vậy giải quyết A. À? Hắn trực tiếp tìm được phương gia nhiều vũ đình. Liền vừa rồi, thanh quế thanh thu cho lĩnh được nhiều vũ đình trước mặt đi. Ta xem chừng, nhiều vũ đình nhất định sẽ giúp bận biểu. Giản tú hoa nói, hưng phấn đến vô cùng. Tiêu chạm càng thêm kinh ngạc, có chút khó có thể tin nói. Tiêu phàm trực tiếp thanh quế thanh thu lĩnh được nhiều vũ đình trước mặt đi. Người ta dựa vào cái gì cho hắn hỗ trợ A? À? chỉ bằng con của người bản lĩnh thật sự, nơi này cố sự, đặc sắc đây. Ta cho người biết đi, lão tiêu, chuyện đã xảy ra là như vậy. Giản tú hoa triệt để, đem sự tình tiền căn hậu quả giải thích cặn kẽ một lần. Cái gì, tiêu trạm cũng giật nảy cả mình. Người nói là, hôm nay phát sinh ở đường cao tốc bên trên cái kia tai nạn xe cộ, tiêu phàm đã sớm dự liệu được rồi. Lấy nhiều vũ đình thân phận, bỗng nhiên tại trên đường cao tốc xảy ra bất chắc, tự nhiên đã sớm lấy tốc độ nhanh nhất, truyền khắp kinh sư hào môn thế gia, tiêu chạm cũng nghe đến cùng loại báo cáo. Cũng không phải sao, ta nói cho ngươi, lúc ấy ta cũng là hoàn toàn không tin, còn chào hỏi tiểu phàm không cần loạn nói chuyện. Ai biết hắn vậy mà dự đoán phải chuẩn xác như vậy. Nhiều vũ đình lúc đầu cũng không tin, lúc này là triệt để tin. Giản tú hoa nói, liền có chút tiểu đắc ý, tiêu phàm là nàng sinh, nhà mình nhi tử lợi hại như vậy, cái nào làm mẫu thân không vui. Tiêu chạm xong mi chăm chú nhào lên, cho thấy phải nhất thời bán hội rất khó tiếp nhận giải thích như vậy. Hoàn toàn phá vỡ tiêu trạm thế giới quan, lão tiêu, xem ra chúng ta trước kia đối hài từ có chút hiểu lầm. Tiểu phàm nghiên cứu những này học vấn, thật là có chỗ thần kỳ. Khó trách lão gia tử chuyên môn chào hỏi ngươi, có việc có thể cùng tiểu phàm nhiều thương lược, nguyên lai like đạo lý ngay ở chỗ này a. À? Cứ như vậy nhìn, tiểu phàm quả thật có thể cho ngươi giúp một tay. Lão tiêu, ta cảm thấy lão gia tử nói lời hết sức chính xác chúng ta về sau muốn đổi mới niệm nhất là ngươi không nên hơi một tí liền nghiêm mặt huấn người hài tử đều sợ ngươi chúng ta là người một nhà có câu nói rất hay đánh hổ thân huynh đệ ra trận phụ tử binh ta đã cảm thấy bọn nhỏ đều dài lớn giản tú hoa rất thành khẩn nói cho tới nay cha con bọn họ ở giữa câu thông giao lưu quá ít nhất là tiêu thiên nhìn thấy tiêu chạm tựa như là chuột thấy mèo đồng dạng loại tình hình này giản tú hoa nhìn ở trong mắt chỉ có thể âm thầm gấp. Tiêu chạm không lên tiếng, chậm rãi đi đến ghế sofa bên trong ngồi xuống, lại một lần nữa xong mi nhíu chặt. Không hề nghi ngờ, tiêu chạm đem thê tử lời nói này tất cả đều nghe vào. chương 161, địch tối ta sáng. Đưa tiến Quế Thanh Thu cùng tiểu Quế Tử, tiêu phàm cũng rời đi hoa nhài. Bất quá hắn không có vội vã trở về chỉ thủy xem đi, mà là lái xe đi cách lão ra tử chỗ ở không xa một đầu ngõ hẻm. Dừng xe ở hắc giác thông minh, chậm rãi đi bộ tiến vào một cái nhà cấp 4. Cho tiêu phàm mở cửa thình lình chính là gì bốn, văn nhị thái ra vị thứ tư đồ đệ, tinh nhiên thông cánh tay bổ treo quyền vị kia gì tứ ca. Văn thiên liền ở lại đây, sư thúc, dì bốn nhìn thấy tiêu phàm, vội vàng hạ thấp người làm lễ, cung cung kính kính gọi một tiếng. Luận niên kỳ, dì bốn so tiêu phàm lớn mười mấy tuổi, nhưng tiếng sư thúc này cũng là để cho phải cam tâm tình nguyện. Tại cùng tân lâm giao thủ trước đó, Dì bốn đối công phu quyền cước của mình cực kỳ tự tin. Ai ngờ tại chính thức đỉnh tiêm cao thủ trước mặt, thậm chí ngay cả một chiêu đều ngăn cản không nổi. Tân Lâm vẫn chỉ là tiểu sư thúc một vị thiếp thân nha hoàn, tiểu sư thúc phó công chi cao có thể nghĩ về phần mệnh lý tướng thuật bên trên tạo nghệ, vậy liền lại càng không cần phải nói. Dì bốn chưa nói tới là vô cực môn đệ tử đích truyền, nhiều nhất xem như bên ngoài văn nhị thái gia vẫn chưa đem hắn chính thức thu nhận sử dụng vô cực môn môn tường tương quan mệnh lý tướng thuật, trừ văn tư viễn, cái khác năm tên đệ tử, đều chỉ học chút ra mau. Nhưng cùng phổ thông thầy tướng tương đối mà nói, liền xem như rất lợi hại. Tiêu phàm mỉm cười gật đầu, sư thúc mời đi theo ta, sư phụ ở bên trong uống trà. Lập tức dì bốn dẫn tiêu phàm đi tiến vào nhà cấp 4. Đây là một cái ba tiến vào ba ra bên trong nhà cấp 4, chiếm diện tích rộng lớn, ở không ít người. Biết đối thủ không thể coi thường, văn nhị thái ra lần này vào kinh, làm chuẩn bị đầy đủ sáu tên đệ tử đích truyền toàn bộ mang theo trên người ngoài ra còn có một chút thân thủ không kém nhân viên tùy tùng sức chiến đấu cực nó cường hãn một cái cỡ nhỏ đoàn đội tiêu phàm hồi kinh về sau hay là lần đầu tới bái phỏng nhị sư huynh lấy hắn tại thuật pháp bên trên tạo nghệ tự nhiên một chút liền có thể nhìn ra tứ hợp viện này sớm đã bày ra cực kỳ phức tạp trận pháp nhị sư huynh tu vi cực cao quả thật danh bất hư truyền Văn Thiên hành tẩu giang hồ mấy chục năm, nhất quán không làm hiểm. Tây xương phòng một gian, cải biến thành phòng trà, Văn Nhị Thái ra thích thưởng thức trà, tiêu phàm lúc tiến vào, Văn Thiên chính cùng Văn Tư Viễn ngồi đối diện thưởng trà, trong phòng phiêu tán nhàn nhạt trà trà thanh hương. Thấy tiêu phàm vào cửa, Văn Tư Viễn lập tức đứng dậy, kính cẩn nói, sư thúc. Văn Thiên mỉm cười nói, sư đệ, đến rồi, mời ngồi, tốt, thật cảm tạ sư huynh. Tiêu phàm chậm rãi đi qua, tại văn tư viễn nhường ra vị trí bên trên ngồi xuống. Văn tư viễn tự tay cho tiêu phàm rót một chén trà thơm, văn nhị thái ra uống không phải phía nam nghệ thuật uống trà. Vào kinh hơn nửa năm, văn thiên nhìn qua, tinh thần so sánh với trước kia càng thêm quắc thước, hồng quang đầy mặt, trung khí rồi rào cực kỳ. Xem ra núp trong bóng tối vị kia cường địch, đã triệt để kích phát văn nhị thái ra đấu trí. Tiêu phàm ngồi xuống, văn thiên liền cẩn thận chu đáo gương mặt hắn, nói, sư đệ, ta cho người tay cầm mạch. Những lời này là tiêu phàm thường xuyên nói với người khác, hiện tại rốt cuộc cũng đến phiên chính hắn. Tiêu phàm cười đem cổ tay trái đưa ra ngoài, văn nhị thái ra rũi ra ba ngón, nhẹ nhàng khoác lên hắn mạch trên cổ tay, ngưng thần đoạn mạch, chốc lát, lại đổi tay phải, trầm ngâm nói, sư đệ, nội thương khỏi hẳn rất nhanh a, à, tốc độ xa xa nằm ngoài dự đoán của ta. Hơn nửa năm trước tại Thái Sơn đỉnh cao nhất, tiêu phàm rõ ràng nguyên khí trọng thương, văn nhị thái ra suy đoán, tiêu phàm muốn chỉ càng nội thương, đem hạo nhiên chính khí một lần nữa tu về cảnh giới viên mãn, tuyệt không phải một năm nửa năm công phu, có lẽ ba năm năm đều nói không chừng. Nhưng hiện tại xem ra, tiến cảnh xa so dự tính thực sự nhanh hơn nhiều. Coi như còn không có một lần nữa trở lại cảnh giới viên mãn, cũng tranh lệch không xa. Văn Thiên mừng rỡ chi dư cũng hơi kinh ngạc, sư phụ đem y bát truyền cho tiểu sư đệ, lập làm vô cực môn đời thứ 64 trưởng giáo chân nhân, tiêu phàm thiên phú dị bẩm không thể nghi ngờ, nhưng thiên phú cường đại đến tình trạng như thế, cũng không tránh khỏi làm cho người rất sợ hãi thán phục. Tiêu phàm mỉm cười nói, sư huynh, ta vài ngày trước gặp được cái lớn tạo hóa. a à, cái gì lớn tạo hóa? Văn thiên cũng hứng thú, hỏi. Tiêu phàm có chút cúi đầu, từ trên cổ gỡ xuống viên kia ngọc khóa cùng chân châu đen, nhẹ nhàng đưa cho văn thiên. Văn thiên vừa tiếp xúc với quá khứ, ngón cái chậm rãi tại ngọc khóa lại vuốt qua, lập tức biến sắc, tuyết trắng thọ lông mày nhẹ nhàng run bỗng nhúc nhích, lại đem viên kia chân châu đen bóp tại ngón cái ngón trỏ ở giữa, tinh tế cảm thụ, sau một lát, thọ lông mày giãn ra, văn thiên thở phào một hơi, nói, sư đệ, quả nhiên là lớn tạo hóa. Hai thứ đồ này nguyên chủ nhân, thực tế không thể coi thường. Tiêu phàm có thể cảm nhận được ngọc khóa cùng chân châu đen bên trong ẩn chứa đầy đủ nguyên khí linh lực, văn thiên đồng dạng có thể cảm thụ được. Đúng là dạng này, ta suy đoán, có thể là dương minh tiên sinh di vật dù là văn thiên nhìn quen sóng to gió lớn, nghe vậy cũng lấy làm kinh hãi, dương minh tiên sinh di vật. Đúng, hai thứ đồ này, được đến cũng coi như hữu duyên. Tiêu phàm liền đơn giản nói một chút cùng uyển thiên thiên gặp nhau quá trình. Văn nhị thái ra vuốt vuốt dưới hàm dâu bạc trắng, mỉm cười nói, nguyên lai là từ tiểu nha đầu này trên thân được đến, khó trách. Nhà đầu này quá khùng, cùng nàng kia tinh linh cổ quái sư phụ so ra, còn muốn phong thượng ba phân, cái gì mộ cũng dám đào, người nào đồ vật cũng dám cầm. Tiêu phàm cười nói, sư huynh đối son phấn kiếm cũng rất quen thuộc. Văn nhị thái gia vừa cười vừa nói, cùng huyền thiên thiên tiểu nha đầu này chỉ đánh qua hai về quan hệ, cùng đời trước son phấn kiếm truyền nhân, cũng chính là huyền thiên thiên sư phụ ngược lại là liên hệ tương đối nhiều. Ta hiện tại cất giữ rất nhiều đồ chơi nhỏ, đều là từ sư phụ nàng trong tay đổi lấy. Cũng không biết vì cái gì, cái này hai đời son phấn kiếm truyền nhân, đều điên đến kịch liệt. Hoành hành không sợ, ra tay ác độc vô tình, hoành hành không sợ, ra tay ác độc vô tình cái này tám chữ, lấy như thế giọng buông lỏng nói ra, chỉ sợ cũng hay là xưa nay chưa thấy lần đầu tiên. Tiêu phàm song nghi cao lại, nói, son phấn kiếm hai đời truyền nhân đều là như vậy họ cách, đối chính các nàng có hại vô ích. Ta nhìn huyền thiên thiên trên thân tụ tập âm sát khí 10 điểm nồng đậm, không nghĩ biện pháp nhanh chóng hóa giải, sợ là sớm muộn cũng sẽ ủ thành lớn hại. Văn nhị thái ra nhẹ gật đầu, nói, sư đệ lời này có lý lúc trước ta cũng như thế đối Uyển thiên thiên sư phụ nói qua, nàng lơ đánh. Về sau tuổi còn trẻ liền rời khỏi giang hồ, cũng không biết nàng hiện tại thế nào. Son phấn kiếm truyền thừa cực kỳ cao minh, vô luận kiếm thuật hay là nội công tu luyện đều có độc đáo chi bí, không dưới thất diệu cung truyền thừa. Nhưng các nàng lựa chọn cái này nghề. Nói đến đây, Văn Thiên lại khe khẽ lắc đầu, tựa hồ có chút tiếc hận. Có chút mộ có thể cướp, có chút mộ lại là không thể tùy tiện dây vào, tỷ như Dương Minh Tiên sinh nơi ngủ say, thực tế không nên đi quấy giày. Đạo lý này, sư phụ nàng nghe không vào, hiện tại huyền thiên thiên tiểu nha đầu này, chỉ sợ lại muốn bước lên theo gót. Tiêu phàm khẽ vuốt cầm, sắc mặt nghiêm túc, văn nhị thái ra thở dài một cái, lập tức mày trắng giãn ra, vừa cười vừa nói, bất quá đối với sư đệ mà nói, lúc này thật đúng là cái đại cơ duyên. Dương Minh Tiên sinh là tâm học phái đại sư, thậm chí có thể nói là khai sơn thủy tổ, tâm học phái phong thủy kham dư góp lại người. Hắn vật vì thân, ẩn chứa suốt đời nguyên khí tinh túy, sư đệ chậm rãi hấp thu luyện hóa, khó trách khỏi hẳn phải nhanh như vậy. Xem ra lại có một đoạn thời gian, hạo nhiên chính khí liền có thể lại tu luyện từ đầu đến cảnh giới viên mãn. Quả thật là lớn tạo hóa, tiêu phàm gật đầu nói phải, có thể sớm nói đem hạo nhiên chính khí tu về viên mãn cảnh, lúc đối địch, nắm chắc liền có thể tăng nhiều. Sư đệ, người tại luân hồi kính bên trên tu luyện, thế nào rồi? Văn nhị thái ra lại nghiêm túc hỏi, sắc mặt cực kỳ ngưng trọng. Khách quan mà nói, Văn Thiên tự nhiên càng thêm chú ý tiêu phàm tại thuật pháp bên trên tình hình. Vô cực môn đạo thống, dù sao cũng là lấy thuật pháp làm căn cơ, hạo nhiên chính khí chính là phụ trợ công pháp. Muốn đối mặt vị kia đối thủ, cũng là thuật pháp mọi người. Tiêu phàm nhẹ nhàng lắc đầu, Văn nhị thái ra thần sắc liền chìm xuống dưới. Xem ra nghịch thiên cải mệnh cho tiêu phàm tạo thành tổn thương, xa xa so với lúc trước máu tướng thôi diễn tình hình còn nghiêm trọng hơn. Đối thiên phạt phản phệ chi lực ngăn cản, chủ yếu là dựa vào thuật pháp tu vi, mà không phải võ thuật tu vi. Tiêu phàm hiện tại tướng mạo một mảnh hỗn độn, lấy văn nhị thái ra tại tướng thuật bên trên cao thâm như vậy tạo nghệ, cũng nhìn không ra bao nhiêu mánh khóe. Trời cơ chi lực, đem hắn đem phải bị các loại kiếp nạn tất cả đều che đậy phải cực kỳ chặt chẽ, rất khó thăm dò đạt được. Không chiếm được dự cảnh, Tiêu Phàm cũng chỉ có thể tùy thời tùy chỗ chuẩn bị ứng đối bỗng nhiên dáng Lâm Thiên phạt chi phạt, tình hình đương nhiên phải hỏng bét được nhiều, lúc nào cũng có thể lâm vào bất trắc chi cảnh. Đây là cái vấn đề lớn, chỉ thủy tổ sư đã hơn 100 tuổi, lại dạo chơi bên ngoài, không biết tung tích. Vạn nhất Tiêu Phàm xảy ra ngoài ý muốn, vô cực môn đạo thống truyền thừa liền có khả năng lọt vào cực kỳ đả kích nặng nề. Dù sao chỉ có trưởng giáo truyền nhân kế thừa đạo thống mới là hoàn chỉnh nhất. Trừ Tiêu Phàm bên ngoài, Văn Thiên mấy vị khác sư đệ, Niên Kỳ đều không tiểu, Tiêu Phàm nếu là bất chắc, chỉ thủy tổ sư tuyệt đối không có tinh lực cùng thời gian lại bồi dưỡng một vị mới trưởng giáo truyền nhân, mấy vị khác đệ tử vô luận vị nào kế nhiệm trưởng giáo, đạo thống truyền thừa cũng sẽ không hoàn chỉnh như vậy. Về phần thứ sáu đệ tử đời 15, vậy thì càng thêm khỏi cần nói phải. Văn Tư Viễn cũng đã hơn 40 tuổi. Tiêu Phàm không có tiếp tục cái đề tài này, hỏi: "Sư huynh, đối phương nhưng có động tính gì?" Văn Thiên khẽ lắc đầu, nói tạm thời còn không thấy cái gì dị động. Ta đến thủ đô cũng có hơn nửa năm, một mực tại cẩn thận điều tra, cho tới bây giờ, còn không có đạt được 10 điểm tin tức hữu dụng. Đối phương rất cẩn thận, một mực tại bên cạnh lẳng lặng lắng nghe văn tư viễn bỗng nhiên ngắt lời nói, sư phụ, có phải hay không là người kia tại cùng sư thúc đấu pháp thời điểm, cũng thụ bị thương rất nặng, trong thời gian ngắn khó mà phục hồi như cũ. Văn thiên vuốt vuốt dâu bạc trắng, trầm ngâm nói, cái này suy đoán cũng không phải là không có đạo lý. Sư đệ, người hồi kinh về sau, cái này liên tiếp động tác, là dự định dẫn xả xuất động A. Tiêu phàm hồi kinh cũng có một đoạn thời gian, lại một mực chưa từng tới cửa đến tiếp văn thiên, lại tại hoàn khố vòng tròn bên trong chỉnh ra không nhỏ động tính. Nhất là tại đấu chó trận, lấy bản mệnh linh sủng trực tiếp dọa nằm sấp một đầu quán quân chó ngao Tây Tạng, càng phi thường rêu rao. Tương quan tin tức, sớm đã có người hướng văn nhị thái ra làm báo cáo. Tiêu phàm đáp là có ý tứ này chúng ta luôn luôn như thế chờ đợi, quá bị động, nhất định phải đem bọn hắn dẫn ra. Sớm nhất viết địch ta rõ ràng, chúng ta cũng tốt bài binh bố trận. Văn Thiên nhẹ gật đầu, đang muốn mở miệng nói chuyện, trong xương phòng treo một cái linh đang, bỗng nhiên chấn vang lên. Văn Thiên cùng Văn Tư Viễn đều đều biến sắc, sư phụ, sư thúc, ta đi xem một chút, một lời chưa tất, bóng người lóe lên, Văn Tư Viễn đã ra xương phòng. Một đấu mười ngàn danh bất hư truyền chương 162, tướng mệnh chân nghĩa. Nhà này nhìn qua yên tĩnh cổ lão nhà cấp 4, kỳ thật sớm đã biến thành một cái chiến đấu thành lũy. Báo động cùng một chỗ, đoàn người đều hành động, nhưng từ bên ngoài nhìn vào, lại là yên tĩnh như trước. Báo động đến từ phương hướng Tây Bắc, văn tư viễn thả người nhảy lên, bên trên nóc nhà, trực tiếp hướng góc Tây Bắc phóng đi, hàn quang lấp lóe một thanh dao găm đã nắm ở trong tay. Xa xa, một đạo bóng trắng lóe lên liền biến mất, có khác một bóng người ở phía sau theo đuổi không bỏ là phụ trách trấn thủ góc tây bắc gừng nhị ca sáu đại kim cương bên trong trừ văn tư viễn ngoài ý muốn gừng hai là người chững chạc nhất góc tây bắc đối diện tiêu lão ra từ nơi ở phương hướng văn tư viễn liền phân công nhị sư đệ đóng giữ văn tư viễn nhanh chóng đuổi đi lên cùng gừng hai sóng vai mà đi lại đuổi một đoạn văn tư viễn bỗng nhiên dừng bước lại nói lão nhị khỏi phải truy gừng hai cũng ngừng lại hắn hiểu được lớn ý của sư huynh cái kia đạo bóng trắng động tác cực kỳ nhanh nhẹn thân hình bồng bềnh như quỷ như nghị hai người mặc dù đều đều khinh thân công phu không yếu nghĩ muốn đuổi kịp lại là muôn vàn khó khăn thấy rõ ràng tướng mạo rồi sao văn tư viễn đứng tại yên tĩnh trong ngõ hẻm thấp giọng hỏi gừng hai lắc đầu nói không có người này che mặt nếu như không phải xúc động giấu giếm cơ quan chúng ta ai cũng không có phát giác được Văn Tư Viễn gật gật đầu, xem ra là cái lão thủ. Đại sư Huynh, những người này đến cùng cái gì lai lịch? Gừng hai có chút hoang mang mà hỏi thăm, Văn Nhị Thái ra dưới chướng sáu đại kim cương, tại Hoàng Hải đều đều tiếng tăm lừng lẫy, sớm đã là danh chấn một phương đại nhân vật, lần này đi theo sư phụ đi tới kinh sư, hơn nửa năm thậm chí ngay cả tung tích của địch nhân đều chưa từng điều tra đến nửa điểm tin tức. Đêm nay thật vất vả rốt cục có người ngoi đầu lên, lại lóe lên liền biến mất, ngay cả tướng mạo như thế nào cũng nhìn không rõ, trầm ổn như gừng hai, cũng có chút phập phồng không yên. Văn Tư Viễn lắc đầu, nói trở về hướng sư phụ sư thúc báo cáo. Gừng hai kinh ngạc hỏi, sư thúc cũng tới rồi, đối vị này trẻ tuổi sư thúc, tựa hồ lục đại đệ tử đều đã tán thành. Tiêu Phàm đến thời điểm, gừng hai tại góc tây bắc đóng giữ, còn không biết chuyện này. Ừm, sư huynh đệ cùng nhau trở về nhà cấp 4, hướng Văn Thiên cùng Tiêu Phàm làm bẩm báo. Văn nhị thái ra cười lạnh một tiếng, nói, rất tốt, rốt cục không giữ được bình tĩnh. Chỉ cần địch thủ không giữ được bình tĩnh, phái gia nhân thủ đến thăm dò bọn hắn, sớm muộn có một ngày sẽ lại lộ diện. Các ngươi đều đi nghỉ ngươi đi, tối nay sẽ không còn có người tới bái phỏng. Vâng, sư phụ, văn tư viễn cùng gừng hai khom mình hành lễ, lui xuống. Sư đệ, trên người ngươi hiện tại trời cơ che đậy chi lực càng ngày càng nặng, cơ hồ nhìn không ra bất kỳ mánh khóe. Có biện pháp gì tốt à? Văn nhị thái ra nhìn về phía tiêu phàm, thần sắc có chút sầu lo. Tiêu phàm khẽ lắc đầu, thiên phạt chi lực giáng lâm, trừ phi hắn có thể đột phá thiên nhân cảnh, có lẽ có thể xua tan trời cơ che đậy, nhìn ra một chút đầu mối. Nhưng bây giờ hắn cảnh giới rơi xuống, ngay cả luân hồi cảnh đều rất chưa vững chắc, căn bản liền chưa nói tới đột phá thiên nhân cảnh. Văn nhị thái ra thở dài, nói nếu là ngũ sư đệ tại liền tốt, hắn chuyên tu cướp khổ tướng có lẽ có thể giúp được một tay. Lời này, Văn Nhị Thái ra nói không chỉ một lần. Tiêu Phàm trầm ngâm hỏi, Nhị Sư Huynh, Ngũ Sư Huynh đến cùng là cái hạng người gì? 20 năm qua, Tiêu Phàm đi theo chỉ thủy tổ sư luyện công, chỉ thủy tổ sư đối với hắn giám sát rất nghiêm, chỉ có tại khi nhàn hạ đợi, mới có thể ngẫu nhiên nhắc lên hắn mấy vị Sư Huynh, mà lại mỗi lần đều là nói không tỉ mỉ, Tiêu Phàm đối mấy vị Sư Huynh tình hình, coi là thật không hiểu nhiều. Văn nhị thái gia bởi vì tại Hoàng Hải bám dễ sinh trồi, lại trên giang hồ thanh danh cực lớn, tiêu phàm mới có thể trực tiếp tìm tới hắn. Mấy vị khác, đều là chỉ nghe tên, chưa từng gặp mặt. Văn thiên lần nữa ở trước mặt hắn nói tới ngũ sư huynh, cũng câu lên tiêu phàm ý tò mò. Nghe nhị sư huynh ý trong lời nói, đối ngũ sư đệ rất là tôn sùng. Văn thiên nhìn hắn một chút, nói, sư đệ, tại trước ngươi, sư huynh đệ chúng ta bên trong, lấy ngũ sư đệ thiên phú tối cao, sư phụ đối ngũ sư đệ cũng coi trọng nhất. Nguyên bản hắn có hy vọng nhất trở thành trưởng giáo truyền nhân, nhưng sư phụ từ đầu đến cuối đều không có thụ lấy y bát. Ồ, cái này là nguyên nhân gì đâu? Văn Thiên trầm mặc một chút, chậm rãi nói, sư phụ nói, bị giết nghiệt quá nặng, họ cách quá mức bướng bình. Mặc dù thiên phú cực cao, tướng thuật bên trên tạo nghệ cũng là cực cao, nhưng chúng ta vô cực môn môn quy, là nhất định phải làm nhiều việc thiện, rộng tích âm đức sư phụ lo lắng hắn sẽ đem vô cực môn dẫn vào lạc lối. Tiêu Phạm yên lặng gật đầu, ta lúc ấy cũng có chút kỳ quái, đã ngũ sư đệ sát nhiệt quá nặng, vì cái gì sư phụ còn muốn thu hắn làm đồ. Sư phụ nói, hết thảy đều là duyên, hắn cùng ngũ sư đệ ở giữa, chú định có sư đồ duyên phân, ngũ sư đệ cũng nhất định lịch sát kiếp. 20 năm trước, ngũ sư đệ đi không từ giã, sư phụ lập tức liền thu ngươi làm đồ. Văn Thiên thở dài nói, còn có một số lời nói, Hắn không có đối tiêu phàm nhắc lên. Tại vô cực môn số tên đệ tử bên trong, Văn Thiên thu ân sâu nhất nặng, chỉ thủy tổ sư đối với hắn có tái sinh chi đức, Văn Thiên cũng một mực đem sư phụ xem như cha ruột tôn kính yêu quý, cùng chỉ thủy tổ sư liên hệ cũng là mật thiết nhất. Kỳ thật tại tiêu phàm lúc còn rất nhỏ, Văn Thiên liền gặp qua hắn, chỉ là tiêu phàm không biết mà thôi. Chỉ thủy tổ sư không có để Văn Thiên tại tiêu phàm trước mặt lộ thân phận ra, truy cứu nguyên nhân. Tự nhiên là bởi vì tiêu phàm lúc yên niên kỳ quá nhỏ, chỉ thủy tổ sư sợ hắn phân tâm. Thử nghĩ một vị niên kỳ cơ hồ cùng tiêu phàm tổ phụ tương đương lão nhân, bỗng nhiên xuất hiện tại tiêu phàm trước mặt, tự xưng là sư huynh của hắn, tuổi còn nhỏ tiêu phàm, sợ là rất khó làm rõ ràng trong lúc này nguyên nhân, có khả năng cho hắn tạo thành nhận biết bên trên bối rối. Nhập môn chi sơ đối với tâm tính dưỡng thành cực kỳ trọng yếu, chỉ thủy tổ sư không cho phép bất kỳ tình huống gì quấy giày tiêu phàm tu luyện bất quá chỉ thủy tổ sư đã từng lo lắng hướng văn thiên biểu thị vị này quan môn đệ tử vô cực môn trưởng giáo truyền nhân sợ rằng sẽ đứng trước cực lớn tai nạn có thiên tử mệnh phô trí tôn tướng đây là chỉ thủy tổ sư chính miệng đối văn thiên nói tiêu phàm mệnh cách như thế nếu tiêu phàm tướng mệnh không phải quý giá như thế có lẽ chỉ thủy tổ sư còn không đến mức như vậy lo lắng bình thường tướng mệnh mặc dù thiếu chút phú quý nhưng cũng thiếu chút tai nạn càng là quý giá tướng mệnh một khi gặp kiếp nạn, cũng muốn chìm nắng hơn nhiều. Cùng loại tình hình, trong lịch sử cũng không hiếm thấy. Tỷ như Nguyên Duệ Tông Đà Lôi, có quan hệ Đà Lôi tướng mệnh, tại vô cực thuật tàng bên trong từng có ghi chép. Lúc ấy thiết mộc chân quật khởi mông cổ đại thảo nguyên, binh phong chỉ chỗ, đánh đầu thắng đó, khí diễm ngập trời. Vô cực môn thứ 37 thay mặt trưởng giáo truyền nhân đã từng du lịch Mạc Bắc, cùng đà lôi từng có gặp nhau. Vô cực thuật tàng ghi chép, đà lôi mệnh cách, chính là có thiên tử mệnh vô trí tôn tướng. Đà Lôi là thành các tư hãn cùng chính thề bột nhi thiếp sở sinh bốn con trai bên trong nhất ấu một vị, kỳ tài ngút trời, anh duệ vô song, là bất thế gia thiên tài quân sự. Thành cát tư hãn khi còn sống phân đất phong hầu bầy con, Đà Lôi lưu tại phụ mẫu bên người, kế thừa thành các tư hãn tại oát khó cùng e sợ lục ngay cả oát đóa hoa, mục cùng quân đội. Thành các tư hãn lưu lại quân đội tổng cộng có hẹn 13.000 người, trong đó 100.000 từ Đà Lôi kế thừa phía sau thành cát tư hãn qua đời, dựa theo lúc trước thành cát tư hãn cùng vương công trọng tướng nghị định, sau khi hắn chết, để cho thứ tử ổ rộng đài kế vị. Nhưng cái này di mệnh tại thành cát tư hãn qua đời chi sơ nhưng lại không được đến lập tức chấp hành. Bởi vì lúc ấy mông cổ trong kho siết đài chế bộ lạc nghị sự sẽ chế độ vẫn đang có tác dụng, ổ rộng đài không thể bởi vì cha di mệnh kế vị, nhất định phải chờ đợi trong kho siết đài cuối cùng quyết định. Mãi cho đến 2 năm về sau, trong kho siết đài trải qua kịch liệt tranh luận mới cuối cùng nghị định, từ ổ rộng đài kế thừa đại hãn chi vị. Là vì gen ta tông, từ thành cắt tư hãn qua đời đến ổ rộng đài kế vị, hoàng vị chống chỗ 2 năm. Khoảng thời gian này, từ đà lôi giám quốc, chính là mông cổ hãn quốc trên thực tế người thống trị cao nhất. Ổ rộng đài kế vị, đà lôi quyền thế không giảm chút nào. 3 năm về sau, đà lôi cùng ổ rộng đài chia binh tấn công kim quốc, tại khải hoàn trên đường chết bệnh. Ổ rộng đài sau khi chết, do nó tử quý từ kế vị, là vì định tông lại sau này mông cổ đế quốc hoàng vị liền truyền vào đà lôi nhất hệ đà lôi hai đứa con trai hiến tông mông ca cùng thế tổ hốt tất liệt trước sau thừa kế đại thống truy tôn đà lôi vì hoàng đế miếu hiệu duệ tông đà lôi nhân sinh kinh lịch hết sức rõ ràng trình bày cái gì gọi là có thiên tử mệnh vô trí tôn tướng mệnh cách thành cát tư hãn sau khi chết hắn là trên thực tế thiên tử con cháu của hắn cũng kế thừa khổng lồ mông cổ đế quốc nhưng bản thân hắn khi còn sống lại rốt cuộc chưa từng lên làm chính thức hoàng đế. Mãn thanh duệ thân vương, hoàng trai nhiếp chính vương đa nhĩ cổn tướng mệnh, cũng cùng này tương tự, sau khi chết bị nhất tôn làm thành tông nghĩa hoàng đế. Hai vị này đều là tuổi thọ không vĩnh, đà lôi khi chết 40 tuổi, đa nhĩ cổn khi chết 39 tuổi. Tiêu phàm tướng mệnh, cũng là như thế này. Văn thiên 10 điểm lý giải sư phụ tâm tình, có hy vọng nhất kế thừa vô cực môn đạo thống hai tên đệ tử, một tên sát nhiệt quá nặng, đi không từ giã, từ đây không biết tung tích. Một tên khác lại là loại này thiên cổ hiếm thấy tướng mệnh, cũng chú định vận mệnh nhiều thăng trầm. Cái này liền mang ý nghĩa, vô cực môn đạo thống, cũng đem gặp phải cực lớn khó khăn chắc trở. Chỉ thủy tổ sư cuối cùng vẫn là dứt khoát đem vị trí trưởng giáo truyền thụ cho tiêu phàm. Chỉ thủy tổ sư làm ra quyết định này thời điểm, đã từng hướng văn thiên nói thẳng, hắn muốn đánh cực một keo. Bởi vì tiêu phàm thiên phú thực tế quá xuất chúng, mới thôi nước tổ sư trong cuộc đời chỗ ít thấy, kiêm thả trạch tâm nhân hậu, sâu hợp vô cực môn làm nhiều việc thiện, rộng tích âm nước môn quy. Chỉ thủy tổ sư đánh cược chính là tiêu phàm tại tướng thuật tu vi sẽ có đại đột phá. Chỉ cần tiêu phàm có thể thành công đột nhập thiên nhân cảnh, dù chỉ là lược khuy môn kính, cũng có hy vọng cải biến vận mệnh đi hướng. Nhưng hiện tại xem ra, chỉ thủy tổ sư trận này đánh cược rất treo. Tiêu phàm tình huống 10 điểm không lạc quan, đương nhiên những lời này Văn Thiên Tuyệt sẽ không tại tiêu phàm trước mặt nhắc tới, miễn cho ảnh hưởng đến tiêu phàm tâm tình, trở ngại hắn khôi phục tu vi. Hắn chỉ lại yên lặng tận chính mình hết thảy lực lượng, trợ giúp tiêu phàm, dùng cái này báo đáp sư môn cùng sư phụ ân trọng. Sư đệ, thiên mệnh cũng không phải hoàn toàn không thể nghịch chuyển. Chúng ta vô cực môn lập phái mấy ngàn năm, truyền thừa đến nay, ở giữa cũng không biết đạo kinh lịch nhiều thiếu phong mưa khó khăn chắc trở, hiện tại vẫn như cũng ngật đứng không ngã. Đủ để chứng minh sư môn Tổ Đức thâm hậu, chỉ cần chúng ta mình cố gắng, cái gì còn không sợ. Văn Nhị thái gia thu hồi khái thán, từ tốn nói, mặt mũi tràn đầy vẻ ngạo nhiên. Sư huynh nói rất đúng, ta cũng nghĩ như vậy." Tiêu Phàm mỉm cười nói. Chương 163: Thiên Nam Vương. Đoàn Thất Tinh đến kinh sư, lẻ loi một mình đến. Đừng bảo là người mang tuyệt kỹ thủ hạ, ngay cả cái bình thường nhất thư ký nhân viên đều không có mang theo trên người, chỉ như vậy một cái người đến thủ đô nhưng thiên nam đoàn vương ra trên giang hồ gì ngang phần, dù coi như là độc thân đến đây, kinh sư mặt đất giang hồ đại hào, cũng cả đám đều khẩn trương lên. Cơ khinh xa tự mình tại thiên nam trà trang chiêu đãi đoàn thất tinh. Thiên nam trà trang cũng là cơ thị tập đoàn sản nghiệp, luận quy mô, luận xa hoa trình độ, luận hoàn cảnh yêu mỹ, tại kinh sư nhiều như lông châu trong quán trà, đều là một cùng một. Nơi này cũng là hòa nói cơ khinh xa tại thủ đô điểm dừng chân một trong. Nghiêm chỉnh mà nói, cơ khinh xa cùng cơ thị tập đoàn sản nghiệp cùng thế lực, càng nhiều hơn chính là thể hiện tại Yến Bắc bớt. Kinh sư trọng địa, như nhân thực tế quá nhiều, bất kể là ai, cũng không dám tại kinh sư tự xưng là ngay tại chỗ hổ. Coi như mạnh như lão uông nhà, lão diệp nhà thậm chí lão tiêu nhà, uông hai uông ba diệp đại tiêu hai những này hàng hiệu hoàn khố nha nội, đều có kinh ngạc thời điểm. Không có người nào có thể tại tứ cửu thành bên trong chân chính đi ngang. Thiên Nam trà trang nổi tiếng nhất, không phải duyên dáng hoàn cảnh cung cấp cao trang trí mà là trà toàn bộ kinh thành muốn uống chính tông nhất chè phổ nhỉ chọn lựa đầu tiên chính là thiên nam trà trang rất nhiều tại ngoại giới khó gặp chè phổ nhỉ chân phẩm có đi vô thành phố mặt hàng tại thiên nam trà trang cũng chỉ bình thường thiên nam trà trang lá trà thương nghiệp cung ứng chính là thiên nam đoàn gia tiểu tiểu một nhà trà trang hàng năm marketing thu nhập lại là một cái khổng lồ đến cực điểm số lượng tại cơ thị trong tập đoàn chiếm cứ rất vị trí trọng yếu đã từng bị cơ thị tập đoàn tài vụ tổng thanh tra khen ngợi vì tiền mặt bò sữa mỗi một ngày tiêu thụ thu nhập đều không phải cái số lượng nhỏ nhưng là hôm nay thiên nam trà trang lại không tiếp tục kinh doanh một ngày nghiêm chỉnh mà nói thiên nam trà trang hôm nay không phải không tiếp tục kinh doanh là không tiếp đãi khách nhân khác thiên nam trà trang kiến trúc bố cục là cơ khinh sa tự mình thẩm định thành bát quái hướng tâm thức kiến trúc trà trang chính vị trí trung tâm là một cái trong hồ giả sơn trên núi giả có một cái bát giác đình nghỉ mát, vị trí cao cao tại thượng, có thể quan sát toàn bộ trà trang toàn cảnh. Trong lương đình, cơ khinh xa cùng đoàn thất tinh ngồi đối diện nhau, thưởng trà chè phổ nhỉ. Đoàn thất tinh 50 tuổi trên dưới, dáng người vừa phải, mặt vuông tai lớn, tướng mạo cực kỳ uy nghiêm, giờ phút này mặc dù mặt mỉm cười, hình dung khiêm tốn, nhưng như cũng khó mà che giấu kia bốn phía bá khí. Thiên Nam Vương Tuyệt không phải có tiếng không có miếng, năm đó đoàn thất tinh mới xuất đạo thời điểm, chính là thiên nam giang hồ trên đường hỗn loạn nhất thời điểm, quả thực là loạn thành một đoàn hỏng bét. Quốc gia tầng cao nhất không thể không làm ra nghiêm trị quyết định. Tại cao như vậy ép hoàn cảnh bên trong, đoàn thất tinh ngạnh sinh sinh giết ra một con đường máu. Có người đã từng như thế tổng kết qua, thiên nam trên đường hơn 10 vị giang hồ đại ca, có một nửa là bị chinh phục trấn áp, còn có một nửa thì là chết tại đoàn thất tinh trong tay. Đoàn thất tinh vốn là có cực kỳ thâm hậu quan phương bối cảnh nghe nói cùng thiên nam nổi danh nhất nhìn mấy nhà chính trị vọng tộc đều có mật thiết liên hệ, một chút đặc biệt giảo hoạt đặc biệt cơ cảnh giang hồ đại lão, tại quan phương nghiêm trị áp lực thật lớn phía dưới, nhao nhao chạy. Thiên nam là biên tùy tỉnh, cùng tốt mấy cái quốc gia giáp giới, biên cảnh tuyến 10 điểm dài rằng rặc, rất nhiều đường biên giới đều biến mất tại vô biên vô hạn á nhiệt đới trong rừng, ít ai lui tới. Cứ việc biên phòng bộ đội phái ra rất nhiều đội tuần tra, cũng xa xa không đủ để đem cái này dài rằng giặc đường biên giới tất cả đều bắt đầu phong tỏa. Lúc ấy thiên nam như vậy loạn, đây cũng là nguyên nhân chủ yếu một trong. Không ít giang hồ hào hùng vừa có gió thổi cỏ lay, liền hướng ngoại cảnh chạy, đợi phong thanh trôi qua về sau, lại vụng trộm lẻn về thiên nam, tiếp tục hoành hành. Thậm chí còn có một số giang hồ hào hùng, trực tiếp liền là người ngoại quốc thân phận. Những này giang hồ hào hùng, mỗi một cái đều là kẻ liều mạng, mà túy buôn lậu không từ bất cứ việc xấu nào, súng đạn nước tràn thành lụt động một chút lại sống mái với nhau vì nghiêm khắc đả kích những này đen thế lực thiên nam quan phương thậm chí vận dụng chính quy giã chiến bộ đội tham dự các loại hành động nhưng như cũ khó mà trừ tận gốc dù sao cũng không thể xuyên quốc gia tác chiến đây là rất nghiêm túc ngoại giao vấn đề đoàn thất tinh bổ sung chỗ sơ hở này năm đó thiên nam trên đường cao nhất đại ca kia bá danh sưng vua của rừng rậm giết người vô số trên tay dính đầy huyết tinh Truyền ngôn kia bá là nổi tiếng tay súng thiện xạ, bất cứ lúc nào luôn luôn tùy thân mang theo hai chi đại đường kính tay súng, uy lực cực mạnh, đồng thời cũng là đỉnh tiêm võ thuật hảo thủ, mày trắng phái dòng chính truyền nhân, nghe nói tay không tất sát quật ngã qua mười mấy tên đại hán. Sinh liệt hổ báo, chuyện tầm thường ngươi, kia bá cuối cùng không có chết tại thành hệ thống vây quét bộ đội thương hạ, mà là tại đoàn thất tinh trong tay vong hồn lịch huyết. Vì truy sát kia bá, đoàn thất tinh lẻ loi một mình, xâm nhập rừng cây minh mang bên trong, Bảy vào bảy ra, trước sau cùng kia bá giao thủ ba lần, rốt cục lấy một đôi thiết trưởng, ngạnh sinh sinh đem kia bá đánh chết, đem đầu của hắn cắt xuống. Cùng vua của rừng rậm kia bá trận chiến cuối cùng, triệt để đặt vững đoàn thất tinh tại thiên nam giang hồ địa vị, chính thức tuyên cáo thiên nam giang hồ trên đường mới cao nhất đại ca sinh ra. Thiên nam vương uy danh chấn động Tây Thùy, phạm nhạc lần này không có tại cơ khinh xa đứng phía sau, mà là ngồi tại bàn trà một bên, ngồi chỗ cuối tương bồi tự tay vì hai vị đại lão pha trà. Sao nấu chính là chân tàng 30 năm cực phẩm 12 ngày mầm đầu trà. Loại này cực phẩm mầm đầu trà, không phải thiên nam trà trang hàng tồn, thiên nam trà trang mặc dù danh chấn kinh sư, trong khố phòng, cũng không có chân tàng 30 năm cực phẩm mầm đầu trà. Trà này, là đoàn thất tinh tự mình từ phía trên nam mang tới. Chỉ có nửa cái trà bánh, vàng cam cam nước trà, nhẹ nhàng bày ra tại cơ khinh xa trước mặt. Cơ khinh xa vẫn như cũ là một thân đen, màu đen lụa mỏng cổ thấp váy trang, đầy đặn giữa ngực, lộ ra một vòng kinh hồng tuyết trắng, sâu u nhũ câu như ẩn như hiện, toàn thân trên dưới đều lộ ra một cỗ khó nói lên lời mị hoặc khí tức, cùng đoàn thất tinh uy nghiêm bá khí vừa vặn hình thành tươi sáng đối so. Đoàn thất tinh dương cương đến cực điểm, cơ khinh xa kiều mị vô song. Cơ khinh xa duỗi ra bàn tay nhỏ trắng nõn, mở ra phá lệ thon dài tú mỹ ngón tay, yêu nhã bưng lên bóng loáng sáng bóng, đã trình màu tím đen tử xa chén trà nhỏ, nhàn nhạt địa phẩm một ngụm, khẽ vuốt cằm, thấp giọng thở dài, trà ngon. Đoàn thất tinh khẽ khom người, nói, đúng là trà ngon, đáng tiếc chỉ có nửa cái trà bánh, không thành kinh ý. Đoàn vương ra khách khí, nặng như thế lễ, cơ khinh xa không dám nhận. Cơ khinh xa lại khe khẽ thở dài, nói, đoàn khổng tước cố nhiên không nên thân, dù sao cũng là đoàn thất tinh huyết mạch duy nhất, tại nàng cơ khinh xa dưới mí mắt, bị người buộc đi cơ khinh xa hoặc nhiều hoặc ít có chút áy náy chi ý. Đoàn thất tinh khẽ lắc đầu, cũng trầm thấp thở dài một cái, nói cơ tổng, việc này đều tại ta mình, đối đoàn khổng tước bỏ bê quản giáo. Kỳ thật tại Khánh Nguyên một lần kia, ta liền nên hảo hảo giáo huấn hắn. Phạm nhạc im lặng nở nụ cười, đoàn thất tinh nghĩa khí là nghĩa khí, giang hồ trên đường đại đại hữu danh, trước đây ít năm cơ khinh xa có việc viễn phó thiên nam, đoàn thất tinh không hỏi nguyên do, hết sức giúp đỡ nhưng cùng đoàn thất tinh nghĩa khí đồng dạng nổi danh, thì là hắn bao che khuyết điểm. Nếu như không phải là bởi vì đoàn thất tinh nuông chiều, đoàn khổng tước cũng không đến nỗi như thế ngang tàng hống hách, không biết tiến thối, cũng dám viễn phó kinh sư, thiết lập ván cục hãm hại tiêu gia nhị thiếu gia. Rốt cục một cước đá vào trên miếng sắt, đừng nhìn đoàn thất tinh lần này là độc thân vào kinh thành, 10 điểm điệu thấp, trong đầu không chừng làm sao sinh khí đâu. Những này chân chính giang hồ đại hào, mà kệ cỡ nào tâm cao khí ngạo, tài hùng thế lớn, lại đều có một cái cộng đồng đặc điểm, đó chính là biết tiến thối minh đại thế. Đoàn Thất Tinh cố nhiên uy chấn Tây Nam, nhưng trực tiếp đối đầu lão Tiêu nhà, con trai mình cũng rơi vào tiêu phàm trong tay, đoàn Thất Tinh lại tức giận phẫn nộ, cũng không thể không tạm thời khoan dung. Lão Tiêu nhà, thực tế không phải người bình thường có thể đối kháng chính diện. Huống chi tiêu phàm bản thân là như vậy thâm bất khả chắc, dù coi như sau lưng của hắn không có đứng lão Tiêu nhà như thế quái vật khổng lồ, cũng không hề dễ dàng đối phó. Ngay cả cơ khinh xa đều lựa chọn cùng tiêu phàm hòa giải, khiêm tốn hạ mình, tự thân tới cửa, chịu nhận lỗi. Cơ khinh xa ở sâu trong nội tâm ngạo khí, chỉ sợ mảy may cũng không tại đoàn thất tinh phía dưới. Chỉ ít cho tới bây giờ, phạm nhạc hay là lần thứ hai thấy cơ khinh xa hướng người chịu thua. Lần trước cơ khinh xa bày ra dạng này thái độ khiêm nhường, tự mình đến nhà bái phỏng một vị nào đó kinh thiên động địa đại nhân vật, hay là trước đây thật lâu, kia một lần bái phỏng về sau, Nguyên Yến Bắc tỉnh ủy lão đại như vậy suy sụp. Lần này, cơ khinh xa cho tiêu phàm đãi ngộ cao hơn, thậm chí tự mình cùng đi hắn nhìn phòng. Mặc dù phạm nhạc không có như vậy sự tình hỏi qua cơ khinh xa đôi câu vài lời, lại có thể cảm giác được rõ ràng, tiêu phàm tại cơ khinh xa trong suy nghĩ địa vị, thực tế không tầm thường, mờ mờ ảo ảo so vị đại nhân vật kia địa vị cao hơn. Cần biết năm đó cơ khinh xa, xa còn lâu mới có thể cùng hiện tại cơ tổng đánh đồng. Khi đó, lão đầu tử vừa mới qua đời không lâu, dưới chướng thế lực chia năm xẻ bảy, nhân vật trọng yếu đều có xảo trá, cơ gia vẫn ở tại bấp bênh bên trong, tình thế cách cấm, cơ khinh xa không thể không hạ thấp tư thái, để cầu cấp tốc đánh bại đối thủ, một lần nữa ngưng tụ cơ gia các phái thế lực. Mà bây giờ cơ khinh xa, sớm đã là kinh nước yến mặt một cùng một đại tỷ đầu, giang hồ địa vị vững chắc dị thường, đạt được các phe công nhận. Làm ra quyết định như vậy, thực tế tương đương không dễ dàng cùng cơ khinh sa tương đối mà nói đoàn thất tinh tại kinh yến một vùng thực lực tự nhiên rất là không bằng cơ khinh sa còn lựa chọn thỏa hiệp không nói đến đoàn thất tinh cơ khinh sa đôi mi thanh tú nhẹ nhàng nhân lại nói đoàn vương gia đoàn công tử họ cách quả thật cần phải sửa lại biết rõ đoàn thất tinh bao che khuyết điểm cơ khinh sa hay là ở trước mặt thẳng thắn can gián có thể thấy được đoàn khổng tước tại cơ khinh sa trong mắt quả thực không triển vọng cùng đoàn thất tinh dần dần già đi thiên nam đoàn gia uy danh hiển hách, chỉ sợ muốn gãy tại đoàn khổng tước trong tay. Một sợi tinh quang, tại đoàn thất tinh trong mắt lóe lên liền biến mất, khẽ gật đầu, nói ta hoàn toàn đồng ý cơ tổng ý kiến, lúc này ta khẳng định sẽ hảo hảo giáo huấn hắn, cho hắn biết thiên ngoại hữu thiên, người trên có người. Cơ khinh xa cũng gật gật đầu, giờ cổ tay lên nhìn một chút tiểu xảo tinh xảo Patek Philippe nữ đồng hồ, lập tức đứng dậy, nói đi thôi, đoàn vương ra, thời gian nhanh đến, chúng ta đi cổng đón khách. Được rồi, cơ tổng, mời, đoàn thất tinh cũng đứng dậy theo, khách khí nói. To lớn trà trang, yên tĩnh, chỉ có xào sạc trận trận. Thiên Nam trà trang hôm nay không tiếp tục kinh doanh một ngày, chỉ vì nghênh đón một vị khách quý. Tiêu một thiếu, chương 164, năm. Cơ khinh xa cùng tiêu phạm ước định thời gian gặp mặt là 4 giờ chiều. Đoàn thất tinh là sáng hôm nay đến, hơi sự tình nghỉ ngơi một chút. Cơ khinh xa thiết tưởng hành trình an bài là như vậy, tiêu phàm cùng đoàn thất tinh gặp mặt, đoàn thất tinh hướng tiêu phàm biểu thị ái náy, giáo huấn đoàn khổng tước một phen. Sau đó cơ khinh xa thiết yến, vì song phương giảng hòa, như vậy đem đoạn này cửu oán vạch trần quá khứ. Tiêu phàm mặc dù lợi hại, lại lưng tựa lão tiêu nhà cái này gốc đại thụ che trời, thế lớn nan địch. Nhưng đoàn thất tinh quả thực là cái nhân vật, tại thiên nam lực ảnh hưởng, tuyệt không giới hạn tại giang hồ trên đường, cùng thiên nam một chút danh môn vọng tộc đều có mật thiết kết giao, bản thân cũng là thiên nam thế gia xuất thân. Song phương kết cũng không phải là không thể giải tử thù, nghĩ đến lấy tiêu phàm cơ chí, không đến mức nhất định phải đối thiên nam đoàn gia đuổi tận giết tuyệt. Dạng này giết người 10.000 tự tổn 3.000, phí sức không có kết quả tốt sự tình, người bình thường cũng sẽ không làm, lại càng không cần phải nói lão tiêu nhà như thế một cùng hào môn tử đệ, tầm mắt lòng giả tuyệt không phải người thường có thể so sánh. Đối với làm cái này người hòa giải, cơ khinh xa lòng tin 10 phần ba người tới thiên nam trà trang đại đường, ngồi tại cổ kính ghế mây bên trong, chờ tiêu phàm tới cửa. Dạng này lễ tiết, xem như mặt mũi cho phải 10 phần. Liệu tất tiêu một thiếu sẽ không có ý kiến gì? liền ở thời điểm này, cơ khinh xa điện thoại vang lên, điện báo biểu hiện chính là tiêu phàm, cơ khinh xa tú Mỹ song nghi có chút một dương. Tiêu phàm lúc này gọi điện thoại tới, chẳng lẽ lại đã xảy ra biến cố gì? Ngài tốt, một thiếu, cơ khinh xa ấn nút tiếp nghe khóa, Lấy nàng đặc hữu mang theo khàn giọng nữ giọng thấp nói Người tốt, cơ tổng, bên này phát sinh một chút sự tình Chúng ta gặp mặt địa điểm, khả năng phải sửa lại Điện thoại bên kia, quả nhiên truyền đến tiêu phàm thanh âm nhu hòa Nói là phát sinh một chút sự tình, lại là chấn định như hằng Cơ khinh xa bất động thanh sắc hỏi, ô, một ít đi đổi ở nơi nào gặp mặt Tiêu phàm ở trong điện thoại nói một cái địa chỉ Cơ khinh xa có chút kinh ngạc, nói, một ít, kia tựa như là văn phòng A tiêu phàm hẹn hắn nhóm gặp mặt địa điểm, thế mà cũng không phải là khách sạn hoặc là trà trang dạng này thích hợp nói chuyện nói chuyện phiếm chỗ, mà là một tòa văn phòng. Tiêu phàm khẽ cười một tiếng, nói cơ tổng cộng đoàn vương ra trước tới đi, cũng có thể nhìn thấy một điểm mới lạ đồ vật. Thật sao, ngay cả một thiếu đều nói là mới lạ đồ vật, vậy khẳng định rất có đáng xem. Tốt, mời một thiếu chờ một chút, chúng ta lập tức quá khứ. Cùng cơ khinh xa cúp điện thoại, hướng đoàn thất tinh chuyển đạt tiêu phàm ý tứ về sau, đoàn thất tinh trong mắt lại hiện lên một vòng không vui. Vị này tiêu một ít, không khỏi quá mức nắm. Đoàn thất tinh không xa nghìn dặm độc thân đến đây kinh sư, thành ý tính được 10 phần, lấy đoàn thất tinh tại thiên nam cùng trên giang hồ thân phận địa vị. Dù coi như tiêu phàm là lão tiêu gia tử đệ, cũng nên cho hắn cái mặt mũi. Hiện tại hẹn xong 4 điểm gặp mặt, tiêu phàm chợt lỡ hẹn, ngược lại làm cho bọn hắn đi một tòa văn phòng nhìn cái gì mới lạ đồ vật. Có chút qua phân, Cơ khinh xa tự nhiên có thể nhìn ra đoàn thất tinh trong lòng không vui, nhàn nhạt cười một tiếng, nói, đoàn vương ra, tiêu phàm họ cách, giống như cùng phổ thông nha nội không giống nhau lắm, không phải cái thích tự cao tự đại người. Hắn đã nói như vậy, khẳng định là có tình huống trọng yếu. Đoàn vương ra nếu là không ngại, chúng ta liền đi qua đi một chuyến A. Đoàn thất tinh mỉm cười nói, ta hết thảy duy như thiên lôi sai đâu đánh đó. Lời nói này phải khách khí, nhưng ý tứ cũng rất rõ ràng ta đoàn thất tinh là cho ngươi cơ khinh xa mặt mũi, đồng thời, đoàn khổng tước là tại ngươi trên địa đầu xảy ra chuyện, nếu thật là có chuyện bất chắc, ngươi cơ khinh xa cũng thoát không khỏi liên quan. Cơ khinh xa như thế nào nghe không ra hắn trong lời nói nội hàm, cười cười, đối phạm nhạc nói, chúng ta đi thôi. Phạm nhạc tự mình đưa nàng đại bôn lái tới, cơ khinh xa lễ nhượng đoàn thất tinh lên xe trước, đại bôn nhẹ nhàng lắc một cái, lập tức nhanh chóng đi. Những này thời gian, đoàn khổng tước ngược lại không thế nào chịu đau khổ ở tại thời đại khách sạn khách quý trong phòng đương nhiên đây là đoàn khổng tước mình nói ra ở khách quý phòng tiêu xài cũng là đoàn tiểu vương ra từ móc túi tại đấu chó trận đoàn khổng tước ngoan ngoãn đi theo tân lâm thời điểm ra đi cả gan đưa ra yêu cầu như vậy nguyên bản đoàn khổng tước cũng là ôm cô vọng thử một lần tâm tính sách yêu cầu tại hắn nghĩ đến chỉ cần tân lâm không đem hắn trói lại nhốt tại đen trong phòng mỗi ngày ngược 100 lần, liền cảm ơn trời đất thắp nhang cầu nguyện. Tân Lâm tại Khánh Nguyên khách sạn xuất thủ vô tình, tại đoàn khổng tước trong đầu lưu lại quá ấn tượng khắc sâu, khó mà ma diệt. Ai ngờ Tân Lâm thế mà đáp ứng, bất quá Tân Lâm cũng minh bạch nói cho đoàn khổng tước, khoảng thời gian này, hắn chỉ có thể quy củ ở tại khách sạn gian phòng bên trong, cái kia đều không cho đi. Chỉ cần hắn dám đạp ra khỏi cửa phòng một bước, Tân Lâm lập tức liền đánh gãy chân hắn. Đầu nào chân trước bước ra, liền đánh gãy cái kia một đầu. Hai cái đùi đồng loạt bước ra, vậy liền hai chân đứt hết. Đoàn khổng tước không có lỗ hổng đáp ứng, hắn tuyệt đối tin tưởng Tân Lâm nói được làm được, vô luận Tân Lâm hay là tiêu phàm, tựa hồ ai cũng không đem hắn vị kiêu uy chấn thiên nam lão tử để vào mắt. Đoàn khổng tước thật không dám mạo hiểm, lúc đầu bị Yến Tây Lâu đánh một trường, thể cốt đến bây giờ cũng còn không có phục hồi như cũ. Cái này nếu là lại bị tân lâm đánh gãy hai chân, đoàn tiểu vương ra còn muốn hay không hốn rồi. Giống nhân yêu nam loại kia triệt để vỡ nát họ gãy xương, coi như chữa khỏi về sau, cũng cơ bản tương đương với phế bỏ. Đoàn tiểu vương ra chỉ cần vừa nghĩ tới tương lai có khả năng chống quải trượng đi đường, đáy lòng liền vong hồn đại mạo. Kia thật đúng là muốn cái mạng già của hắn. Mấy ngày nay, đoàn khổng tước ở tại thời đại khách sạn khách quý phòng, quả thực liền như là ngồi tù, độ nói như nam thời đại khách sạn phục vụ chưa nói, nhất viết ba bữa cơm đều có người cho hắn được tiến vào khách phòng. Không thể đi ra ngoài đi dạo, cũng không có gì, đoàn tiểu vương ra có thể chịu được. Mấu chốt muộn lên một cái người gối đầu một mình khó ngủ a à. Đoàn khổng thức còn thật không dám gọi điện thoại gọi đặc thù phục vụ. Từ khi hắn ở tiến vào thời đại khách sạn về sau, liền không còn có gặp qua Tân Lâm. Nhưng đoàn khổng tước 100% tin tưởng, Tân Lâm nhất định thời thời khắc khắc đang dám thị hắn, chỉ cần hắn có một chút dị động, một đôi chân rất có thể liền không gánh nổi. Tân lâm lạnh lùng như vậy một cái băng sơn mỹ nhân, đoàn khổng tước nếu là tại dưới mí mắt nàng chiêu nhớ, thật không biết sẽ là gì cùng thảm liệt hậu quả. Nói không chừng chẳng những hai cái bắp đùi không gánh nổi, ngay cả ở giữa đầu kia bắp chân cũng có thể bị cắt đứt. Liên tiếp tại khách sạn giam giữ rất nhiều thời gian, đoàn khổng tước hoài nghi lại tiếp tục như thế, mình thật muốn điên mất. Ngoại giới tin tức, một điểm cũng không chiếm được. Điện thoại sớm đã bị Tân Lâm tịch thu, gian phòng điện thoại cũng bị cắt đứt, chỉ có thể dùng cho tử điếm nội bộ thông tin, ra bên ngoài đánh không thể nào. Hiện tại toàn bộ trông cậy vào đều ký thác vào hắn lão tử đoàn thất tinh cùng cơ a di trên thân. Vào ở khách sạn đệ tứ thiên, đoàn khổng tước liền ở trong lòng trăm ngàn lần hối hận, sớm biết ở khách sạn như thế gian nan, còn không bằng bị Tân Lâm quan tiến vào đen phòng ở, mỗi ngày ngược một trăm lần. Muốn ngược hắn, dù sao cũng phải có người ở trước mặt hắn lộ mặt A so dạng này tươi sống nín chết mạnh hơn. Đoàn khổng tước kìm lòng không đặng nhớ tới, khó trách có người nói, trên thế giới tàn nhẫn nhất hình phạt không phải lăng trì, mà là đem một cái tư duy người bình thường ném đến một cái trên hoang đảo đi, để hắn cả một đời cô đơn sinh hoạt. Thực sẽ nín chết người, ngay tại đoàn tiểu vương ra nhanh sắp nhịn không được, chuẩn bị liều mạng cắt đứt tiểu huynh đệ nguy hiểm hướng khách sạn yêu cầu đặc thù phục vụ thời điểm, trên tủ đầu giường điện thoại gấp rút chấn vang lên. Uy, ngay tại buồn bực ngán ngẩm xem TV đoàn tiểu vương ra lấy thế xét đánh không kịp bưng tai bổ nhào qua, luống cuống tay chân nắm lên microphone, dắt cổ liền kêu la. Đi ra ngoài, microphone bên kia, truyền đến tân lâm lãnh đạm thanh âm. Đi đâu, đoàn khổng tước vội vội vàng vàng hỏi. Lập tức trong loa liền truyền đến cùng cục một tiếng, sau đó chính là tút tút âm thanh bận. Tân lâm chính là như vậy tiếc lời nói như vàng họ tử, một chữ cũng không nguyện ý nói nhiều với hắn đoàn khổng tước vứt xuống microphone, hưng cao thải liệt hướng ngoài cửa chạy tới, thậm chí liên tâm bên trong cũng không kịp âm thầm chửi mắng vài tiếng. Thực tế đoàn tiểu vương ra quá không kịp chờ đợi muốn rời khỏi cái này quỷ gian phòng. Phòng cửa vừa mở ra, đoàn khổng tước liền thấy một chương lạnh như băng không tình cảm chút nào có thể nói khuôn mặt. Một cái tuổi trẻ nữ lang, ước chừng hai mười mấy tuổi, dáng dấp không tệ, nhưng trên mặt loại kia thần tình lạnh như băng, để đoàn khổng tước kìm lòng không đặng run lên đoàn khổng tước chưa từng đi chỉ thủy xem, tự nhiên không biết, đây là đi theo tân lâm từ thất diệu cung của hồi môn mà đến sáu vị thuộc hạ một trong, thất diệu cung truyền thống, nam nhân không có chút nào địa vị có thể nói. Thất diệu cung hạch tâm đệ tử, không có một cái nam nhân. Cho nên lúc ban đầu nghe đạo cung chủ phân phó, để các nàng sáu người đi theo thánh nữ, đi chỉ thủy xem hầu hạ một cái nam nhân lúc, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, cả đám đều hoài nghi lỗ tai của mình ra mau bệnh cung chủ sao có thể có thể tuyên bố mệnh lệnh như vậy nam nhân như thế nào đáng giá thất diệu cung thánh nữ tự mình đi hầu hạ còn muốn tăng thêm các nàng sáu cái cái này sáu vị của hồi môn thị nữ thân thủ cố nhiên không thể cùng tân lâm đánh đồng thả trên giang hồ cũng là không tầm thường hảo thủ cung chủ lại để các nàng đi hầu hạ một cái số nam nhân nhưng cung chủ chi mệnh không thể trái mọi người trong lòng lại không vui lòng cũng chỉ có thể ủy ủy khuất khuất đi theo tân lâm đi chỉ thủy xem hơn 3 năm thời gian trôi qua, các nàng tự nhiên đều cải biến ý nghĩ ban đầu. Tiêu Phàm bày ra các loại bản lĩnh, cứ việc chỉ là một góc của băng sơn, lại rốt cục để các nàng ý thức được, cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, người trên có người. Cái này quả thật là một cái đáng giá thất diệu cung cao quý nữ tính buông xuống tư thái đi phục vụ nam nhân. Nhưng mà tôn này kính giới hạn trong Tiêu Phàm một người. Nam nhân khác tại thất diệu cung nữ đệ tử trong mắt, vẫn như cũng là không bằng heo chó đi bê một bãi đậu xe dưới đất, không cho phép chạy loạn. Trẻ tuổi nữ lang không đợi đoàn khổng tước mở miệng, liền lạnh như băng nói. Chẳng những ngữ khí lạnh như băng, sắc mặt lạnh như băng, ngay cả ánh mắt đều là lạnh như băng, mang theo nói không nên lời chán ghét cùng khinh thường. Đoàn tiểu vương ra trong lòng cái kia phiền muộn a, à. riêng lấy bên ngoài đồng hồ mà nói, đoàn khổng tước tính được là cái rất duyên dáng Mỹ Nam Tử. Phong lưu phóng khoáng, tăng thêm tiêu sái tiền nhiều, chính là điển hình cao phú soái quay chung quanh tại đoàn tiểu vương ra bên người các loại nữ tử, đâu chỉ trên dưới 100 cái. Trừ tân lâm bên ngoài, đoàn khổng tước còn chưa hề bị nữ nhân như thế khinh bỉ khinh thường qua. Nhanh đi, đừng lề mề, mắt thấy đoàn khổng tước sững sờ, trẻ tuổi nữ lang lại lạnh lùng thúc giục một tiếng, thân sắc càng thêm bất thiện, tựa hồ đoàn khổng tước lại lề mề, vị này liền muốn trực tiếp xuất thủ giáo huấn hắn. Đoàn khổng tước thân thủ không yếu, làm sao vết thương cũng chưa lành, tăng thêm tại tân lâm khủng bố vô so dưới áp lực, đoàn không tước sửng suốt một câu không dám phản bác, ngoan ngoãn đi ra ngoài hướng thang máy phương hướng đi đến. Tại đoàn tiểu vương ra đáy lòng, tự nhiên đem trẻ tuổi nữ lang cả nhà nữ tính thân thuộc, nhất là trẻ tuổi nữ lang bản thân, chào hỏi vô số lần. chương 165, Săn Giết Hơn 3 giờ chiều, không phải giờ cơm, thời đại khách sạn bãi đậu xe dưới đất rất ít người, cũng rất yên tĩnh, chỉ có mấy tên công nhân xây dựng tại làm một chút xây xây sửa sửa tiểu công làm, ngẫu nhiên nói mấy câu. Đoàn khổng tước tại trẻ tuổi nữ lang áp giải phía dưới, đầy bụng phiền muộn lại lòng mang thấp thỏm đến đến bãi đậu xe dưới đất. Xem chừng, hẳn là cơ A di cùng kia cái đổ biến thái đến cực điểm tiêu phàm thỏa đàm điều kiện, đây là muốn thả hắn tự do. Nghĩ đến lập tức liền có thể trở về thiên nam, một lần nữa vượt qua kia ăn chơi đàng điếm ngợp trong vàng son Mỹ hảo thời gian, đoàn tiểu vương ra liền giống như tiết trời đầu hạ một hơi rót hết một bình rượu bia ướp lạnh cảm thấy vô so hài lòng đi lên phía trước sau lưng trẻ tuổi nữ lang vẫn lạnh như băng lên tiếng ra lệnh tiểu muội người có thể hay không khách khí một điểm ta lại đắc tội ngươi như thế suốt ngày nghiêm mặt người có mệt hay không đoàn khổng tước không thể kìm được quay đầu nói sắc mặt cũng rất là không vui cô nương này xinh đẹp là xinh đẹp rất nén lòng mà nhìn nhưng lại xinh đẹp lại dễ nhìn nữ hài tử, luôn luôn lấy loại này khinh thường ngữ khi nói chuyện với mình, đoàn tiểu vương ra cũng sẽ không cao hứng. Dù sao nàng không phải tân lâm, nếu như là tân lâm tự mình áp giải, căn bản liền không cần nhiều lời nửa chữ, đoàn khổng thức tự nhiên ngoan ngoãn cùng với nàng đi, cái giấm cũng không dám thả. Đi mau, trẻ tuổi nữ lang không chút nào giả lấy nhan sắc, hàn quang lóe lên, trong tay nhiều một thanh nguyễn kiếm, cũng là cực mỏng cực nhỏ đoàn khổng tước con người bỗng dưng co vào. Xem ra, nếu là hắn còn dám rông dài một câu, nữ lang này sẽ không chút khách khí động thủ với hắn. Nếu như thân thể không việc gì, đoàn khổng tước tự nhiên không sợ. Cũng không phải là tùy tiện người nào, đều có thể cầm một thanh kiếm liền đem đoàn tiểu vương ra hồ sợ. Bất quá bây giờ, đoàn khổng tước thật không nghĩ phức tạp. Tranh thủ thời gian thoát thân là đứng đắn. Đoàn khổng tước hừ lạnh một tiếng, hai tay chắp sau lưng, nhanh chân hướng về phía trước kia năm tên xây xây sửa sửa công nhân xây dựng, tựa hồ cũng đã hoàn thành công việc của bọn họ, thu hồi công cụ, tương hố cười cười nói nói, hướng cái này vừa đi tới. Mỗi người đều mặc thống nhất màu vàng chế phục, trong đó hai cái dáng người hán tử cao lớn, kéo lấy một thanh to lớn thiết trùy, đoán chừng phải có một hai 10 cân như vậy nặng. Hai người khác, trong tay thì cầm thô to mũi khoan thép, một đầu 10 điểm bén nhọn. Đi ở phía trước vị kia, vóc dáng thấp nhất nhỏ, trong tay mang theo một cái vữa thùng, lảo đảo, vữa trong thùng tựa hồ còn chứa một chút vôi xi măng loại hình phấn kết thúc trạng vật thể. Đoàn khổng tước không thèm để ý chút nào, ngay cả chính mắt cũng không hướng mấy cái này công nhân xây dựng nhìn lên một chút. Đoàn tiểu vương ra từ trước xem thường những địa vị này thấp nông dân công. Hắn nguyên vốn cũng không phải là cái gì lòng dạ người thiện lương, cách năm thanh niên tốt tiêu chuẩn kém thật xa. Xong mới dần dần tiếp cận, đoàn khổng tước không có tính toán cải biến mình đi tiến vào phương hướng. Những này nông dân công, đương nhiên phải ngoan ngoãn cho đoàn công tử nhường đường tại đoàn khổng tước xem ra đây là đương nhiên thiên kinh địa nghĩa năm tên công nhân xây dựng quả nhiên không đỡ đoàn công tử con đường trái phải tách ra đem ở giữa tiền đồ tươi sáng cho đoàn công tử nhường lại ngay tại song phương sắp thác thân mà qua một khắc này dị biến trật hiện đi ở phía trước tên kia vóc dáng thấp bé công nhân xây dựng bỗng nhiên nâng tay lên bên trong vỡ thùng nửa thùng vôi liền muốn hướng đoàn khổng tước dội quá khứ bốn người khác thì đồng thời dơ lên thiết trùy cùng mũi khoan thép mục tiêu của bọn hắn hết sức rõ ràng chính là đoàn khổng tước tất cả thủ đoạn đều là nhằm vào đoàn khổng tước đi đoàn khổng tước hoàn toàn không có chút nào phòng bị nhưng đoàn thất tinh nhi tử danh chấn thiên nam đoàn tiểu vương gia cũng không phải ăn chay tuyệt không phải là cái gì người đều có thể đánh lén hắn biến khởi khoảng khắc đoàn khổng tước cơ hồ là bản năng lập tức dừng lại bước chân lập tức chỉ cảm thấy phần gáy siết chặt đã bị người nắm chặt cổ áo, còn không có cùng đoàn khổng tước nghĩ được rõ ràng, cả người đều hướng về sau bay ra ngoài. Trước mắt bụi mù tràn ngập, hai thanh nặng nề thiết truy, mang theo tiếng gió gào thét, hung hăng nện ở đoàn khổng tước vị trí mới vừa đứng bên trên, hai chi thô to mũi khoan thép cũng một trái một phải, đồng thời giết tới. Nếu như không phải sau lưng trẻ tuổi nữ lang kịp thời đem hắn kéo về phía sau, đoàn tiểu vương ra võ công lại cao, chỉ sợ lúc này cũng đã trở thành một cỗ thi thể, mà lại là máu thịt be bét vô cùng thê thảm thi thể năm tên công nhân xây dựng một kích chưa trúng tựa hồ cũng có chút ngoài ý muốn hơi sửng sốt một chút lập tức nâng tay lên bên trong nặng nề binh khí liền chuẩn bị lần nữa giết đi lên tay cầm vữa thùng người lùn tựa như là đoàn người này thủ lĩnh tiện tay đem vữa thùng vứt bỏ rút ra một thanh hàn lóng lánh khảm đao kêu lên lên đáng tiếc bọn hắn đã không có lần thứ hai cơ hội xuất thủ hét lên một tiếng bóng người lóe lên bạch quang vung vẩy, liên tiếp tiếng kêu thảm thiết tại yên tĩnh bãi đậu xe dưới đất vang lên, ngay sau đó là phanh phanh thanh âm, nặng nề thiết trùy, mũi khoan thép nhao nhao rất xuống đất. Sau đó bạch quang lóe lên, chuôi này khảm đao bay lên giữa không trung. Người lùn công nhân xây dựng gầy tiểu nhân thân thể đằng không bay lên, thẳng té ra 3-4 mét bên ngoài, xoạch một tiếng, trùng điệp té ngã trên đất, như vậy gục ở chỗ này, không nhúc nhích, liên rút xúc đều không có run rẩy một chút. Cùng xương mù tan hết, đoàn khổng tước mới nhìn rõ ràng tình hình trong sân chỉ thấy tân lâm cầm kiếm mà đứng yểu điệu thân thể giờ phút này nhìn qua uy phong lẫm liệt năm tên kẻ đánh lén cũng đã ngổn ngang lộn xộn nằm một chỗ trừ bỏ bị tân lâm đá bay tên nhỏ con bốn người khác đều là thủ đoạn trúng kiếm ba người trái tay nắm chặt cổ tay phải của mình vì cuối cùng lại ôm lấy chân của mình kêu thảm không thôi lại nguyên lai trùy sắt lớn rơi xuống đất thời điểm may mắn thế nào nện ở hắn trên chân của mình Lập tức liền đem bàn chân của hắn nện đến ra chóc thịt bong, xương cốt đều nát. Cái này nhưng so chỗ cổ tay kiếm thương thống khổ phải nhiều. Vương Bát Đản, tại sao phải ám toán lão tử? Đoàn Khổng Tước bỗng nhiên nổi giận, xông đi lên, một cú đạp nặng nề đá ra, chính giữa một tên công nhân xây dựng mũi. người kia một tiếng kêu rên, đầy mặt nở hoa, lập tức đã hôn mê. Đoàn Tiểu Vương ra những ngày này thực tế kìm nén đến hung ác, đang lo tìm không thấy phát tiết đối tượng. Mấy tên này liền đến ám toán hắn, không phải cố ý muốn chết a. Đoàn Khổng Tước đầy ngập lửa giận đều bạo phát đi ra. Không quan tâm, nhấc chân lại là một cước, hung hăng đá vào một tên khác công nhân xây dựng ngực bụng ở giữa, xương cốt đứt gãy thanh âm truyền ra, người kia cũng là kêu thảm nửa tiếng, như vậy hôn mê, không tiếng thở nữa. Đoàn Khổng Tước giơ chân lên đến, thứ ba cước lại muốn đá ra. Đủ, Tân Lâm lạnh lùng quát, Đoàn Khổng Tước thật giống như trong đầu lắp đặt chip người máy. Vừa nhận được chủ nhân chỉ lệnh, nâng lên chân lập tức liền ngừng tại giữa không trung, rốt cuộc đá không đi ra. Đối Tân Lâm mệnh lệnh, hắn là thật không dám chống lại. Các ngươi là ai, tại sao phải ám toán ta? Đoàn Khổng Tước vừa sợ vừa giận quát, mấy tên này vừa rồi xuất thủ, Đoàn Khổng Tước thấy thanh thanh sở sở, tuyệt đối là nhằm vào hắn mà đến, không phải nhằm vào phía sau hắn tuổi trẻ nữ lang. Chỉ bất quá nhất thời bán hội ở giữa, Đoàn Khổng Tước thực tế nghĩ mãi mà không rõ là ai cùng hắn có dạng này thâm cừu đại hận muốn đẩy hắn vào chỗ chết chỉ cần bị thiết truy cùng mũi khoan thép đánh chúng đoàn khổng tước rất rõ ràng sẽ là hậu quả gì hẳn phải chết không nghi ngờ cái này hận rất sâu a à. còn lại hai tên hoàn toàn thanh tỉnh lấy công nhân xây dựng lẩm bẩm ai cũng chưa từng trả lời hắn tốt theo ta đi tân lâm Nguyễn kiếm thu vào từ tốn nói ngữ khí không thể nghi ngờ lúc này đi a à, dù sao cũng phải làm rõ ràng đi có người muốn giết ta, ta ngay cả là ai cũng không biết, sau này có phiền phức. Đoàn Khổng Tước đưa ra kháng nghị, đây là cái quá vấn đề nghiêm trọng, Đoàn Tiểu Vương ra cần thiết triệt để làm rõ ràng, không phải về sau sợ là thậm chí đi ngủ đều ngủ không được. Mặc dù hắn rất sợ hãi Tân Lâm, nhưng quan hệ đến cái mạng nhỏ của mình, nhưng lại không thể không kiên trì chống đối. Tân Lâm lãnh đạm nói, bọn hắn là muốn giết ngươi, nhưng muốn châm đúng, không phải ngươi. Đi đoàn khổng tước không còn dám trần chờ đi theo tân lâm sau lưng, hỏi tân cô nương, người đây là ý gì? Không phải nhầm vào ta, vì cái gì lại muốn giết ta? Ta có chút hồ đồ, tân lâm hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói, người chừng nào thì thông minh qua. Lời nói này phải, xinh xinh muốn đem đoàn tiểu vương ra tức nổ phổi, hừ, cái này có cái gì khó đoán, muốn mạng của ta, lại không phải nhầm vào ta đến. Vậy liền khẳng định là muốn giá họa cho các ngươi, để lão đầu tử nhà ta liều mạng với các ngươi đoàn khổng tước không phục lắm thầm nói tân lâm dừng bước liếc mắt nhìn hắn hơi 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 kinh ngạc đoàn khổng tước không khỏi giật nảy mình kìm lòng không đặng thấp giọng nói thế nào để ta đoán đúng rồi hắn nguyên vốn cũng là suy đoán lung tung nhưng nhìn tân lâm cái dạng này rất hiển nhiên suy đoán của hắn là chính xác nếu như hắn chết tại thời đại khách sạn bất kể có phải hay không là tân lâm hạ thủ bút chướng này đoàn thất tinh khẳng định phải tính tại tân lâm cùng tiêu phàm trên đầu. Đoàn thất tinh chỉ như vậy một cái nhi tử, vô luận tiêu phàm gì cùng lợi hại, lão tiêu nhà cường đại cỡ nào, đoàn thất tinh tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ, dù là đem toàn bộ thân gia tính mệnh đều để lên đi, cũng muốn liều cái cá chết phá. Đến lúc đó, coi như tiêu phàm trạch tâm nhân hậu, cũng không thể không nghênh chiến, cùng đoàn thất tinh dây dưa đến cùng. Biết mình đoán đúng, đoàn khổng tước lại không có chút nào vui vẻ hưng phấn, chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh từ xương đuôi chỗ bay lên nháy mắt liền truyền khắp toàn thân toàn thân đều lạnh lẽo đã thành bị săn giết mục tiêu đây là đoàn công tử trước kia từ không nghĩ tới qua bị bóng ma tử vong thời thời khắc khắc bao phủ hương vị coi là thật không tốt vậy vậy ngươi mau đem ta thả đi về nhà ta ta đi thiên nam liền không có việc gì đoàn tiểu vương ra dưới tình thế cấp bách vậy mà phạm lên chấm dứt ba lên xe Tân Lâm mở ra một đài không chút nào thu hút hàng nội địa xe nhỏ cửa xe, bên trên ghế lái. Đoàn Khổng Tước cũng liền bận biểu tại chỗ ngồi kế bên tài xế ngồi xuống, nhìn qua nằm một chỗ mấy tên sát thủ, hỏi, vậy bọn hắn làm sao bây giờ? Cái này không cần ngươi quan tâm, im lặng, Tân Lâm lạnh lùng nói, nổ máy xe, lái ra bãi đậu xe dưới đất. Cùng lúc đó, khác một đài đồng dạng xe cũng từ bãi đậu xe dưới đất khác một cái cửa ra chạy ra ngoài. Tân Lâm vừa mới rời đi, một đài xe van mở tiến vào bãi đậu xe dưới đất, văn nhị thái ra nhị đệ tử gừng hai từ trong xe xuống tới, cùng một mực cùng tại nguyên chỗ tuổi trẻ nữ lang trò chuyện hai câu, liền là chỉ huy mấy tên mạnh mẽ người trẻ tuổi, đem năm tên làm công nhân xây dựng ăn mặc xiết giơ tay lên, nhét tiến vào xe van, nhanh chóng đi. Hết thảy đều gọn gàng, ngay ngắn rõ ràng. Audio điện tử võ tấn bền Hết tập 11